chương 4420, thành công, nàng váy đỏ mắt đỏ, trần trụi hai chân, tinh thác nước tóc đen như chủ đoạn chậm rãi phiêu động, dung mạo tuyệt mỹ tựa như ngọc thạch tạo hình, giống như là thiên địa tinh hoa ngưng kết mà thành sinh đẹp thiên nhân, như bệnh trạng ngón tay trắng nõn ở giữa nắm bắt một đóa huyết hồng sắc bỉ ngạn hoa. Cái này phong hoa tuyệt đại nữ tử, có một loại hoàn toàn khác biệt tại những nữ nhân khác thần vận từ thực chất bên trong thấm ra, lãnh tịch, yêu dị, nguy hiểm, thần bí. Mạo khuynh thiên hạ dưới dung nhan lộ ra quỷ quyệt cùng âm hàn, lại cho người ta mang đến một loại ngạt thở cảm giác áp bách. Thẩm lãng nhất thời có chút thất thần, trước mắt nữ tử này lại để hắn có loại quên thở cảm giác. Hắn cũng không phải là bị đối phương phong hoa tuyệt đại dung mạo mê phải thần hồn điên đảo, mà là trước mắt cái này váy đỏ nữ tử bề ngoài, thế mà cùng tô nhược tuyết giống nhau đến 7-8 phần. Mặc dù bề ngoài tương tự, nhưng cái này váy đỏ nữ tử toàn thân tản mát ra cực đoan khí thức nguy hiểm, có loại sau một khắc liền phải lấy tính mạng người ta kinh dị cảm giác, cùng tô nhược tuyết khí chất có cách biệt một trời. Ngươi, ngươi không phải Tuyết Nhi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Thẩm lãng sau khi lấy lại tinh thần, trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hết ra âm thanh. Ngươi không phải hắn, ta cũng không phải ta. Máu váy nữ tử ánh mắt trống rỗng, khóe miệng khẽ nhếch, nói một chút không biết mùi vị lời nói. Có ý tứ gì, ta nghe không rõ, thẩm lãng một mặt mờ mịt hô lớn, máu váy nữ tử khóe miệng khẽ cong, lộ ra một tia nhiếp nhân tâm phách nụ cười quỷ quyệt, khuôn mặt tươi cười phía dưới lại để lộ ra không hiểu bi thương thần sắc. Thẩm lãng dường như nhận lây nhiễm, lồng ngực đột nhiên một trận quặn đau, cảm giác mười phần bi thương, loại này bi thương. Dường như từng quen biết, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Sau một khắc, máu váy như tử bị một đoàn huyết quang bao phủ, hư ảnh hình thể dần dần phát sinh biến ảo, thế mà biến thành tô nhược tuyết. Lần này là chân chân chính chính tô nhược tuyết, đứng ở trước mặt mình, vô luận dung mạo thần thái khí chất đều cùng trong hiện thực tô nhược tuyết giống nhau như đúc. Duy nhất khác biệt là, trước mắt xuất hiện lớn tô nhược tuyết ánh mắt 10 phần trống rỗng, thần thái biểu lộ cũng phi thường cứng đờ, giống như một bộ sợi dây móc nối con rối gỗ. Thẩm lãng biết rõ tô nhược tuyết không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng thời khắc này cảm xúc lại có chút khó mà khắc chế, hắn cảm giác tô nhược tuyết phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cách mình mà đi. Tuyết nhi, thẩm lãng ma xui quỷ khiến đưa tay phải ra, ý đồ chạm đến tô nhược tuyết kia trắng nõn như tuyết gương mặt. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn chạm đến tô nhược tuyết gương mặt gương mặt lúc. Tô nhược tuyết sau lưng đột nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, đúng là cái kia tên tuổi mang đầu dê xương mặt nạ thanh niên tóc đen, thanh niên tay phải hóa thành một đạo hắc khí cuồn cuộn lợi trào, không chứa một chút thương hại bổ về phía tô nhược tuyết cái cổ. Không, thẩm lãng hai mắt mở tròn vo, trong miệng phát ra khàn cả giọng gầm thét. Thanh niên tóc đen tốc độ công kích thực sự quá nhanh, ra tay chi thời không ở giữa thậm chí đều bị lợi chảo chém nát, thẩm lãng căn bản là không kịp phản ứng, chờ mắt nhìn thanh niên tóc đen móng phải đánh chúng tô nhược tuyết cái cổ. Phốc phốc, nương theo lấy một đạo huyết tiến chảy ra mà ra, tô nhược tuyết đầu lâu bay chéo ra ngoài, đoạn thủ chỗ chảy ra ra rất nhiều máu tươi. Giờ khắc này, huyết hải trên không đột nhiên hạ lên tinh hồng sắc mưa máu. a à, nhìn xem tô nhược tuyết đoạn thủ thảm trạng, thẩm lãng tim như bị đau cắt, trong miệng phát ra cuồng loạn gào thét. Hắn như phát điên bay nhào tiến lên, tiếp được tô nhược tuyết bay ra ngoài đầu lâu, hai tay phát run nâng trong lòng bàn tay chỉ thấy tô nhược tuyết tấm kia nhuốm máu khuôn mặt lại lộ ra một tia cứng đờ lại nụ cười quỷ dị đoạn thủ chỗ vết thương còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn ra máu tươi tình cảnh mười phần kinh dị thẩm lãng mờ mịt luống cuống bưng lấy tô nhược tuyết đầu lâu hai tay thậm chí cũng bắt đầu phát run lên trong miệng tự lẩm bẩm đây không phải thật đây không phải thật trước người cái kia tên tuổi mang đầu dê xương mặt nạ thanh niên tóc đen phảng phất như ác mộng nhìn chăm chú thẩm lãng toàn thân phóng xuất ra âm hàn khí tức kinh khủng diếu cợt nói đáng buồn nạo trùng cái này chính là của ngươi hạ tràng. Dám làm tổn thương tuyết nhi, ta muốn giết ngươi. Thẩm lãng ôm lấy tô nhược tuyết đầu, trong lòng luồn lên vô biên gầm thét, như phẫn nộ dã thú hướng thanh niên tóc đen vào tới, há miệng phun ra ra một đạo ma quang cột sáng, hướng phía thanh niên tóc đen bắn phá mà đi. Nhưng mà, không đợi thẩm lãng công kích đánh chúng thanh niên tóc đen này, thanh niên tóc đen thân thể liền đã hóa thành một đạo xương đen, biến mất vô tung vô ảnh. Chờ thẩm lãng lần nữa lấy lại tinh thần, phát hiện trong ngực tô nhược tuyết đầu lâu đã biến thành một viên hư nát giữa con rối đầu lâu, giữ tợn xấu xí. Không chỉ là đầu lâu, đổ xuống tô nhược tuyết thân thể cũng thay đổi thành một bộ thiếu thốn đầu lâu hư con rối, tản ra gai mũi mục nát mùi thối. Lại là dạng này, cái này rốt cuộc là ý gì? Nhanh trả ta tuyết nhi, thẩm lãng lui lại nửa bước, mờ mịt gầm thét. Từng có lúc thẩm lãng cũng làm qua tương tự mộng, trong mộng là một bộ tương tự tô nhược tuyết hình người con rối bị hủy đi đầu lâu, lần này xuất hiện con rối không phải tương tự tô nhược tuyết, mà là tô nhược tuyết bản nhân. Thẩm lãng không rõ cuối cùng là có ý gì, chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tâm loạn như ma. Nếu như nói đây là từ nơi sâu xa cho mình nhắc nhở, thẩm lãng căn bản là không có cách tiếp nhận cái này ác mộng tràng cảnh, cũng không dám tưởng tượng một màn này sẽ phát sinh tại trong hiện thực. Thẩm lãng ngồi quỳ chân tại trong biển máu ngửa mặt lên trời thét dài, đã bất lực vừa thống khổ. Cũng may trong biển máu hoàn cảnh rất nhanh liền phát sinh biến hóa, rất nhiều huyết quang từ huyết hải bốn phương tám hướng bên trong tràn ra, hóa thành một vòng to lớn huyết sắc vòng xoáy, dần dần đem thẩm lãng cuốn vào. Bóng tối vô tận đem thẩm lãng thôn phệ bao phủ, mãnh liệt đến cực hạn choáng váng cảm giác, để hắn trực tiếp đã bất tỉnh, bất tỉnh nhân sự. Chấm, không biết qua bao lâu, làm thẩm lãng lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn đã đứng thẳng ở thiên khung mái vòm phía trên, toàn thân tuôn ra che khuất bầu trời tinh quang, chỗ nghi tâm lại cũng ngưng tụ ra một đạo sáu cánh sao hình dạng hình dáng trang sức, dáng như thần văn, phóng xuất ra vô tận tinh quang. Tinh quang mãnh liệt, thậm chí che lại Lưu Nguyệt Quan Huy, đem cả bầu trời tô điểm như tinh hà vũ trụ, óng ánh lóa mắt. Toàn bộ Lưu Nguyệt Thành đều bị tinh quang bao phủ, tất cả tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra mờ mịt mà khó mà tin nổi thần sắc. Nương theo lấy thẩm lãng mở hai mắt ra, một cỗ tuyệt cường lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, bị tinh quang che đậy trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, nhặt cung cải tên bán nhân mã tinh đồ quả nhiên thành công, vọng nguyệt trên đài trống không thương nguyệt thánh nữ, nhìn xem thiên khung phía trên thẩm lãng phóng xuất ra cỗ này cường đại đến không hợp thói thường tiểu vũ trụ, trong lòng lại là rung động vừa là hâm mộ. Thiên khung phía trên, tỉnh lại thẩm lãng, lúc này mới ý thức được trong cơ thể lại lưu động vô cùng to lớn năng lượng. Trong đan điền tinh phách chẳng biết lúc nào, thế mà đã hóa thành một đoàn dáng như vòng xoáy ngân hà tiểu vũ trụ. Vô cùng vô tận năng lượng từ tiểu vũ trụ bên trong dâng lên mà ra. Đây rốt cuộc là, Thẩm Lãng nhìn một chút thân thể của mình, lộ ra mờ mịt luống cuống biểu lộ, chỉ cảm thấy nhục thân của mình hồn thể thậm chí ý chí lực lượng đều bị một cỗ khó nói lên lời năng lượng thần bí bao phủ bao bọc. "Chúc mừng người thiên tuyển giả, người chẳng những thành công dung hợp thần huyết, mà lại dung hợp 10 phần triệt để, gần như đem thần huyết hiệu dụng phát huy đến cực hạn trình độ." Thẩm Lãng trước người hiện lên một đạo bóng người màu vàng óng, chính là toàn thân tản ra kim quang hề phong, hề phong lưng sau vẫn như cũ ngưng tụ hậu nghệ hư ảnh. Hậu nghệ hư ảnh nhìn chăm chú thẩm lãng, khó được lộ ra một tia tán thán. Cái này, thẩm lãng chấn sợ nói không ra lời, mình chỉ là làm một giấc mộng, rõ ràng cái gì đều không có cảm nhận được, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ dung hợp thần huyết. Nếu như không phải thật sự cắt cảm thụ trong cơ thể vô cùng to lớn dòng năng lượng động, thẩm lãng cũng nhịn không được hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Trước không cần đặt câu hỏi, ta đã đưa người hồn thể bên trong cung nhân mã sao trời dung hợp thần huyết, luyện hóa thành một đạo, ngụy thần văn, ngưng tụ tại ngươi trong mi tâm ngươi lại thử xem có thể hay không trưởng khống cái này ngụy thần văn bên trong tích chứa lực lượng hậu nghệ hư ảnh tâm lặng như nước nói tốt thẩm lãng mặc dù có loại mãnh liệt không chân thật cảm giác vẫn là quyết định thử một lần bị hậu nghệ cải tạo bộ thân thể này hắn đầu tiên là nội thị một chút thân thể của mình quả nhiên phát hiện biến hóa to lớn đầu tiên là chỗ mi tâm cái này đạo hình như sáu cánh sao hình dạng ngụy thần văn tạm thời mệnh danh là tinh văn tinh văn bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, cái này đã không chỉ là minh mông như biển đơn giản như vậy, lấy thẩm lãng thần niệm đều nhìn trộm không đến cái này miếng tinh văn bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Dường như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái này miếng tinh văn dường như vừa mới ngưng tụ thành hình, 10 phần sinh động, đang không ngừng phóng xuất ra sao trời năng lượng. Vừa rồi, chính là thẩm lãng trong đan điền tinh phách hấp thu hải lượng sao trời năng lượng, từ đó thành công tấn thăng thành tiểu vũ trụ đàn sinh ra tiểu vũ trụ thẩm lãng, trong vô ý thức phóng xuất ra mình tiểu vũ trụ, bởi vì có được tinh văn cung cấp tinh thần chi lực gia trì, hắn phóng thích ra tiểu vũ trụ gần như có thể tràn ngập toàn bộ lưu nguyệt thành, đã cường đại đến một loại khó mà tin nổi cấp bậc. Thẩm lãng y theo hậu nghệ đề nghị, nếm thử thi triển ra công nhân mã tinh sứ chiến kỹ thần thông. Cao cấp kim tiên thuật, đám sao băng, trong hách nhiên, thẩm lãng đỉnh đầu tinh hà trong vũ trụ đột ngột bay ra, đếm bằng ước vạn kế kim sắc sao băng, lít nha lít nhít kim sắc sao băng như mưa như chút nước như mưa to rơi xuống, quy mô rộng, gần như có thể bao trùm ngàn dặm. Thẩm Lãng giật nảy mình, sợ hãi bực này quy mô đám sao băng đập xuống sẽ làm bị thương Lưu Nguyệt Thành bên trong tộc nhân, liền tranh thủ thời gian khống chế những cái này kim sắc sao băng, khiến cho lẫn nhau va chạm triệt tiêu uy lực. Phanh, phanh phanh phanh, đếm mãi không hết kim sắc sao băng kích động bạo tạc, động tính khổng lồ tựa như thiên địa vỡ nát. Toàn bộ thiên không đều muốn bị mãnh liệt kim quang thôn vệ đồng dạng, phía dưới lưu nguyệt thành vây xem tất cả tu sĩ tại thời khắc này đồng đều đánh mất nhãn thức bị thiên khung phía trên thẩm lãng thì chuyển ra thần thông uy lực dọa đến hít vào một hơi hàn khí vô số kim sắc sao băng chỗ mang theo to lớn lực lượng hủy diệt thậm chí có thể đem tinh giới không gian xé nát lệnh nguyên bản không gian bộc lộ ra nhỏ bé khe có thể thấy được này thần thông uy lực mạnh đến mức nào thẩm lãng đều bị mình phóng thích ra cái này đạo lưu tinh bày cho choáng váng cái này đám sao băng uy lực quả thực so với trước đó trọn vẹn mạnh lên ba lần chi cự cao cấp kim tiên thuật, kết tinh màn ngăn, thẩm lãng song trưởng chống trời, đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo to lớn vô cùng băng tinh bích trướng, lan tràn đến khoa trương mấy chục vạn dặm. Đem sao băng bạo tạc chỗ sinh ra năng lượng xung kích đều hấp thu triệt tiêu. Kết tinh màn ngăn năng lực là lấy tu sĩ tự thân tinh thần chi lực mạnh yếu quyết định, tối cao cũng có thể đạt tới cao cấp kim tiên thuật tiêu chuẩn. Thẩm Lãng thúc giục kết tinh màn ngăn quả thực có thể làm thành trung đại hình phòng ngự kết giới đến sử dụng, Thương Nguyệt Thánh nữ nhìn trợn mắt hốc mồm tại nếm thử mấy đạo thần thông về sau thẩm lãng chính mình cũng cảm thấy tê cả ra đầu trong lòng nhịn không được hoài nghi cỗ lực lượng này coi là thật chính là mình vốn có sao tinh văn mang đến lực lượng quá mức cường đại đến mức để thẩm lãng lo lắng cho mình có thể hay không đem cỗ lực lượng này thu phóng tự nhiên hắn nếm thử đem thả ra ngoài tiểu vũ trụ thu hồi lại thu theo thẩm lãng một thân chân uống bao phủ tại thiên khung phía trên tinh hà vũ trụ bỗng nhiên bị thẩm lãng hấp thu thôn phệ trong phút chốc biến mất tán đi thẩm lãng thần sắc còn không có trầm tĩnh lại, hắn khẽ nhả một hơi, nếm thử ngăn chặn tinh văn phóng thích ra năng lượng. Ong ong ong, thẩm lãng chỗ mi tâm sáu cánh sao ngụy thần văn tản mát ra tia sáng cấp tốc trở tối, cho đến hoàn toàn biến mất. Đợi tia sáng biến mất về sau, cái này miếng sáu cánh sao hình dạng ngụy thần văn cũng từ thẩm lãng chỗ mi tâm biến mất. Nhưng hắn thần niệm có thể tùy thời kích hoạt cái này miếng tinh văn, khiến cho nháy mắt phóng thích ra quang huy, phát huy ra vốn có năng lực mình thế mà thật có thể trưởng khống tinh văn lực lượng thẩm lãng lộ ra khó mà tin nổi thần sắc hắn biết rõ tinh văn bên trong tích chứa năng lượng có khổng lồ cỡ nào chỉ bằng nhục thân của mình hồn thể căn bản không có khả năng dung nạp cỗ này nghe rợn cả người lực lượng không khó đoán được cái này nhờ có dung nhập tinh văn bên trong thần huyết tại hậu nghệ cải tạo phía dưới thần huyết chẳng những dung nhập tinh văn cũng cùng thẩm lãng thần hồn nối liền thành một thể cho nên thẩm lãng vừa thức tỉnh thời điểm phát giác nhục thân của mình hồn thể thậm chí ý chí lực lượng đều bị một cỗ khó nói lên lời lực lượng thần bí bao phủ bao bọc cỗ lực lượng này chính là thần huyết mang đến trói buộc lực lượng nhưng nếu không có thần huyết khống chế cùng trói buộc cung nhân mã sao trời phóng thích ra năng lượng đã sớm như ngựa hoang mất cương chỉ sợ nháy mắt liền có thể no bạo thẩm lãng hồn thể thân xác thẩm lãng nhiều lần tỉnh lại tinh văn cảm thụ lên tinh văn đặc tính xen vào tinh văn hướng chảy thân xác hồn thể bên trong năng lượng quá mức khổng lồ thẩm lãng tại hiện ra tinh văn về sau, kinh mạch toàn thân sẽ bẩy biện ra mất tự nhiên nổi lên trạng thái, thân thể cũng sẽ lớn hơn một vòng. Đây là hiện tượng bình thường, cho dù có thần huyết khống chế, tinh văn phóng thích ra năng lượng cũng quá mức khổng lồ, đến mức để thẩm lãng thân xác thời khắc ở vào nửa cực hạn trạng thái. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng, cho dù tu thành bất diệt kim thân, thẩm lãng thân xác cũng chỉ là vừa mới đạt tới có thể tiếp nhận tinh văn năng lượng trình độ, còn chưa đủ cường đại trừ cái đó ra, tinh văn bên trong năng lượng trên bản chất là công nhân mã sao trời phóng thích ra tinh thần chi lực. Tuy nói là tinh thần chi lực, nhưng luyện hóa ra tiểu vũ trụ Thẩm Lãng đã có thể tự do đem tinh thần chi lực chuyển hóa thành hỗn độn linh lực. Nói cách khác, có chỗ nghi tâm cái này đạo tinh văn, Thẩm Lãng sau này rốt cuộc không cần lo lắng tự thân tiêu hao vấn đề, trong cơ thể hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực gần như có thể không hạn chế sử dụng. Không chỉ như vậy, thẩm lãng còn ngạc nhiên phát hiện, mình thậm chí có thể lợi dụng cái này tinh văn đến đả tỏa tu luyện. Tinh văn cung cấp năng lượng thật lớn, có thể kéo theo tự thân tu vi dâng lên. Đủ loại này nghịch thiên năng lực, quả thực để thẩm lãng tâm thần rung động, vui mừng quá đỗi. Hoa nửa nén hương thời gian, thẩm lãng xem như sơ bộ thăm dò chỗ nghi tâm cái này miếng ngụy thần văn một chút đặc tính. Hậu nghệ tiền bối đại ân, thẩm lãng vĩnh thế không quên. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem đứng ở trước người mình hậu nghệ hư ảnh, thẩm lãng không người liền bái, vẻ cảm kích lộ rõ trên mặt. Có thể lấy trong cơ thể mình cung nhân mã sao trời dung hợp thần huyết, luyện hóa ra bực này kinh thế hãi tục ngụy thần văn, thẩm lãng đối hậu nghệ quả thực phục sát đất. mươi 4422, Nguyên Thủy Thiên Tôn Phân Thân Hậu nghệ lạnh nhạt nói ra, đây là ngươi nên được tạo hóa, rất không cần phải cảm ơn ta. Có thể đem cái này miếng ngụy thần văn trưởng khống đến loại trình độ nào, kỳ thật đều xem ngươi hồn thể cùng thần huyết phù hợp trình độ người có thể đem cái này ngụy thần văn dòng năng lượng động khống chế như thế nhỏ bé cũng coi là thiên phú dị bẩm thiên phú dị bẩm cái từ này từ hậu nghệ miệng bên trong nói ra ngược lại thẩm lãng cảm thấy có chút xấu hổ hổ thẹn ôm quyền nói hậu nghệ tiền bối nói đùa liền vãn bối chút bản lãnh này cùng năng lực thực sự là không đáng ngài tán dương phóng tầm mắt chân tiên giới trong lịch sử thiên tuyển giả vãn bối có lẽ chính là tư chất kém nhất một cái kia thẩm lãng bất đắc dĩ cười cười so sánh hậu nghệ cùng Atula như thế tư chất nghịch thiên thiên tuyển giả, thẩm lãng cảm thấy mình liền như là run dế nhỏ yếu, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hậu nghệ lắc đầu nói, người rất không cần phải tự coi nhẹ mình, cái gọi là thiên phú tư chất, vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu tu sĩ tại tu luyện mới bắt đầu tốc độ tiến triển, không cách nào thể hiện nên tu sĩ sau này có thể đạt tới loại nào cực hạn. Tiềm lực của ngươi, có lẽ so năm đó ta, còn muốn cao hơn. Đợi một thời gian có thể siêu việt ta cái này đời thứ nhất thiên tuyển giả, sự việc cũng không phải không có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, người cần vượt qua rất nhiều khó khăn, tìm được chân ngã. Hậu nghệ câu nói sau cùng, thẩm lãng hơi có chút quen tai, từng có lúc trong mộng cái đầu kia mang đầu dê xương mặt nạ thanh niên tóc đen cũng đối với mình nói qua lời tương tự. Thẩm lãng ôm quyền hỏi, xin hỏi hậu nghệ tiền bối, cái gọi là chân ngã, đến tột cùng là chỉ cái gì? Ta nhìn không thấu, hậu nghệ khẽ lắc đầu, lập tức nói ra, thật tốt sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi sẽ đạt được đáp án. Thẩm lãng đầu tiên là sướng sờ, sau đó cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn có lẽ minh bạch hậu nghệ ý tứ. Từ trước thiên tuyển giả đều lấy tử vong là kết cục, mình muốn tìm cầu chân ngã, đầu tiên nhất định phải đánh vỡ tử cục. Liên quan tới cái này ngụy thần văn, ta còn có mấy điểm tin tức muốn hướng ngươi bàn giao. Hậu nghệ đổi về trước đó chủ đề, tiếp tục nói thiên tuyển giả. Ta phong nhập ngươi mi tâm cái này đạo ngụy thần văn trên thực chất vẫn như cũ là cung nhân mã sao trời, mà xạ thủ tòa sao trời cũng không phải là bản nguyên năng lượng, cho nên tích chứa trong đó năng lượng không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như ngươi không hạn chế tiêu hao, ngụy thần văn bên trong năng lượng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiêu hao hầu như không còn, cho nên ngươi nhất định phải tiết kiệm sử dụng, trừ phi gặp phải sinh tử đại kiếp, nếu không không thể tùy tiện vận dụng ngụy thần văn. Trừ cái đó ra, cái này đạo ngụy thần văn vẫn như cũ có công nhân mã sao trời đặc tính, nếu như ngươi một ngày kia phải lấy được hoàng kim chi tiễn bản thể, cũng có thể đem ngụy thần văn bên trong năng lượng rót vào trong hoàng kim chi tiến bên trong, làm hoàng kim chi tiến phát huy ra vốn có năng lực. Thẩm lãng đem hậu nghệ lời nói ghi tạc trong lòng, ôm quyền nói, đa tạ hậu nghệ tiền bối chỉ điểm, vãn bối biết được. Nguyên bản phi tinh phong ấn ở trong cơ thể mình viên này cung nhân mã sao trời, tác dụng chính là thôi động hoàng kim chi tiến. Hoàng kim chi tiến nhưng hấp thu cung nhân mã sao trời bên trong tất cả lực lượng, bộc phát ra bằng được phạm vi nhỏ tinh vực khung quang uy lực kinh khủng, thậm chí có thể diệt sát đạo tổ thiên tôn. Đây vốn là thẩm lãng đối phó nguyên thủy thiên tôn một đại sát thủ giản. Đáng tiếc, hoàng kim chi tiến bản thể bị nguyên thủy thiên tôn cướp đi, thẩm lãng không có cách nào sử dụng cái này đạo đòn sát thủ. Hậu nghệ đem thẩm lãng trong cơ thể cung nhân mã sao trời cải tạo thành ngụy thần văn, tương đương với lấy một loại phương thức khác để thẩm lãng lợi dụng lên viên này cung nhân mã sao trời, cũng tương tự làm mình có thôi động hoàng kim chi tiến năng lực, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Quá hôm nay, ta sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không lại lần hiện thân, ngươi còn có những cái kia vấn đề, thừa dịp cơ hội lần này tranh thủ thời gian nói ra đi. Hậu nghệ không nhanh không chậm nói, vâng, thẩm lãng cung cung kính kính ôm quyền, tự nhiên là không nghĩ bỏ qua cơ hội lần này, hắn có một bụng nghi hoặc muốn thỉnh giáo hậu nghệ. Đầu tiên, thẩm lãng đem nguyên thủy thiên tôn cùng hiện nay chân tiên giới tình huống nói cho hậu nghệ, muốn để hậu nghệ cung cấp một chút đề nghị. Hậu nghệ nói thẳng, ta cái này sợi tinh thần ý chí cùng hề phong tiểu bối cùng tồn tại, như lời ngươi nói những tin tức này, ta đã sớm biết được. Kia xiển giáo nguyên thủy thiên tôn đích thật là cái dị số, chẳng qua hắn nghĩ bằng vào cái này phỏng chế bản chu thiên tinh đấu đại trận thành tựu chân thần chi vị, tuyệt đối là không thể nào hoàn thành sự tình. Nếu như chân thần chi cảnh thật có dễ dàng như vậy đạt tới, thiên giới cũng không đến nỗi từ bàn cổ về sau, lại không vị thứ hai chân thần. Ngươi không cần lo lắng đối phương sẽ nhờ vào đó thành tựu chân thần, nhưng ngươi phải cẩn thận bị nó lợi dụng. Người này có thể tính toán tường tận thiên cơ, tất nhiên biết được ngươi ngày này chọn người tồn tại tính tất yếu, tại chính thức tiên giới đại kiếp tiến đến trước đó, hắn đương nhiên sẽ không giết ngươi, nhưng có khả năng sẽ lấy thủ đoạn đặc thù để ngươi để cho hắn sử dụng. Ngươi cần làm, chính là mau chóng diệt trừ người này. Hậu nghệ bổ sung nói, thẩm lãng trao mày, nói thế nhưng là, cái này nguyên thủy thiên tôn là đạo tổ thiên tôn chi cảnh, bằng vào ta điểm ấy suy nhược tu vi, làm sao có thể diệt trừ đối phương. Hậu nghệ nghiêm mặt nói, từ hề phong tiểu bối ký ức đến xem, kia nguyên thủy thiên tôn hơn phân nửa là tại đỉnh hồ lọt vào cơ hiên viên tinh thần ý chí phản kích, thân chịu trọng thương, hai cỗ phân thân cảnh giới đã rơi xuống đến đại la đỉnh phong. Phân thân, không biết cái này nguyên thủy thiên tôn hai cỗ phân thân là ai? Thẩm lãng giật này cả mình, cùng ngươi gặp nhau rất sâu, đã từng nhiều lần dẫn đạo quá ngươi. Nói đến, ngươi có lẽ còn muốn cảm kích hai người này cho ngươi đủ loại trợ giúp hậu nghệ không có nói thẳng phá tên họ của đối phương chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn thẩm lãng một chút chẳng chẳng lẽ là thẩm lãng trong đầu đã có đáp án hai mắt mở tròn vo trái tim đột nhiên run rẩy cẩn thận hồi tưởng lại mình từ bước vào nhân giới thượng cổ linh giới thậm chí chân tiên giới hoàn toàn chính xác có hai người một mực đang dẫn dắt đến chính mình một người trong đó chính là trương đạo lăng một người khác thì là thái ất chân nhân trước đó bởi vì có phi dạ nhắc nhở cho nên thẩm lãng vẫn cho là trương đạo lăng cùng thái ất chân nhân có thể là thụ mệnh tại nguyên thủy thiên tôn đến giám thị dẫn đạo mình cái này thiên tuyển giả nghĩ không ra bọn hắn thế mà là nguyên thủy thiên tôn phân thân chiếu nói như vậy mình cái này thiên tuyển giả từ bước vào tu chân giới một khắc này bắt đầu liền bị nguyên thủy thiên tôn vị này sâu không lường được đạo tổ thiên tôn giám thị thẩm lãng nghĩ kỹ cực sợ trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp nguyên thủy thiên tôn bản lĩnh như thế đối thủ đáng sợ, mình thật có biện pháp có thể đối phó sao? Thẩm lãng đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi hậu nghệ nói nguyên thủy thiên tôn bị cơ hiên viên tinh thần ý chí kích thương, hai cỗ phân thân đã rơi xuống đến đại la đỉnh phong chi cảnh, trước mắt đột nhiên nổi lên ánh sáng. Nếu như kia trương đạo lăng cùng thái ất chân nhân chỉ có đại la cảnh giới đỉnh cao, mình chưa hẳn không thể đối phó. Thẩm lãng vội vàng hỏi, hậu nghệ tiền bối, nguyên thủy thiên tôn kia hai cỗ phân thân coi là thật chỉ có đại la đỉnh phong chi cảnh. Hậu nghệ thản nhiên nói, cái này hề phong tiểu bối từng cùng kia trương đạo lăng gặp qua một lần, ta từ hề phong tiểu bối trong trí nhớ đạt được manh mối, nói chung có thể đoán được đối phương hoàn toàn chính xác chỉ có đại la cảnh giới đỉnh cao, chứng minh kia nguyên thủy thiên tôn thương thế cực nặng. Đối phương tại tiên giới bố trí mô phỏng chu thiên tinh đấu đại trận, có rất lớn có thể là vì chữa thương. Hắn hai cỗ phân thân mặc dù cảnh giới trên diện rộng rơi xuống, nhưng nguyên bản dù sao cũng là đạo tổ thiên tôn chi thân, Chiến lực khẳng định phải so phổ thông đại la đỉnh phong mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ sợ nó chiến lực so với Hỗn Nguyên đại la kim tiên mà nói, cũng chỉ có kém một đường mà thôi. Chương 4423, Ma hải cùng huyết thần kinh. Lời này mới ra, thẩm lãng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Mình phải lấy được Ngụy Thần Văn về sau, cố nhiên thực lực tăng vọt, nhưng so với chân chính Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chênh lệch không chỉ một sao nửa điểm. Đừng nói là Hỗn Nguyên đại la kim tiên, chính là kia cửu đầu ma thật mình cũng khó là nó đối thủ thẩm lãng đổ cũng không đến nỗi quá mức bi quan bây giờ hắn phải lấy được ngụy thần văn chỉ cần nhanh chóng đem tu vi tăng lên chưa chắc sẽ yếu tại thái ất chân nhân cùng trương đạo lăng chỉ là kia nguyên thủy thiên tôn thủy chung là cái khó mà vượt qua đại khảm xin hỏi hậu nghệ tiền bối ngài nói kia nguyên thủy thiên tôn thân chịu trọng thương vãn bối nhưng có biện pháp có thể đối phó hắn thẩm lãng hơi có chút lo nghĩ mà hỏi hậu nghệ nói thẳng cho dù kia nguyên thủy thiên tôn trọng thương suy yếu cũng có ít nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp bậc chiến lực, người nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, gần như là chuyện không có thể. Nhưng có một loại phương pháp, có thể để chiến lực của ngươi sánh vai kia bị thương nặng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hậu Nghệ nghiêm mặt nói, lời này mới ra, Thẩm Lãng tâm thần rung mạnh, lập tức ôm quyền bái nói, còn mời Hậu Nghệ tiền bối chỉ giáo. Hậu Nghệ tiếp tục nói, trong cơ thể ngươi ma trùng tiềm lực, kỳ thật xa so với ta luyện hóa cái kia Đạo Ngụy Thần Văn Cường đại hơn rất nhiều. Chỉ là ngươi thực lực tu vi không tốt, không pháp tướng ma chủng lực lượng hoàn toàn phát huy ra. Nếu như ngươi có thể lấy thủ đoạn đặc thù đem ma chủng lực lượng phát huy đến cực hạn tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác có khả năng khiến cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra so hỗn nguyên đại la kim tiên còn muốn lực lượng cường đại. Chỉ là loại phương pháp này quá mức hung hiểm, chẳng những có to lớn tác dụng phụ, mà lại có thể sẽ khiến cho ngươi đánh mất thần trí. Hậu nghệ sắc mặt ngưng trọng nói, thẩm lãng hít sâu một hơi, ôm quyền nói, chỉ cần có thể thành công, vô luận phải đối mặt bao lớn nguy hiểm, vãn bối đều nguyện ý thử một lần. Chỉ là không biết hậu nghệ tiền bối nói tới phương pháp, đến tột cùng là cái gì. Thấy thẩm lãng ánh mắt kiên định, hậu nghệ minh bạch quyết tâm của hắn, hư ảnh chỗ mi tâm thái dương thần văn đột nhiên dương phóng xuất ra thịnh như liệt dương kim quang, đem toàn bộ thiên khung chiếu sáng trưng, tuyên cổ thâm thúy. Làm hậu nghệ hư ảnh giữa mi tâm thái dương thần văn phóng thích ra tia sáng đạt tới cực hạn về sau, không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt vặn vẹo biến ảo. Thẩm Lãng triệt để bị kim quang thôn phệ bao phủ, bị cuốn vào một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, Thẩm Lãng phát hiện mình đã đi vào một chỗ hoang nguyên chiến trường, thiên khung xé rách, đại địa đổ sụp, cát vàng đầy trời, rất nhiều gào thét xiết chóc thanh âm truyền vào trong tai, liền trong không khí đều phiêu tán một cỗ mùi máu tươi. Thiên không vỡ ra từng đạo lỗ thủng to lớn, khe bên trong bay ra 10 đạo hủy thiên diệt địa u ám khung quang, tràn cảnh dừng lại tại cái này một cái chớp mắt, hình tượng dù đứng im bất động nhưng lại cho người ta một loại tê cả da đầu áp bách cảm giác. Cái này, nơi này là, thẩm lãng ngắm nhìn bốn phía chiến trường hoang nguyên, chấn kinh sau khi lại cảm thấy hết sức quen thuộc. Nhớ kỹ trước đó tại cùng hề phong đánh nhau chết sống trong chém giết, hậu nghệ lần thứ nhất hiện thân lúc cũng xuất hiện qua cảnh tượng giống nhau. Trước người xuất hiện hậu nghệ hư ảnh lạnh nhạt nói, đây là ta bày hạ ý chí kết giới, tại thế giới tinh thần của ta bên trong, chân thần phía dưới tu sĩ không cách nào nghe lén đến người ta ở giữa đối thoại, thiên tuyển giả, tiếp xuống ta muốn nói phương pháp, đối ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu, ngươi nhất định không thể đem tin tức tiết lộ cho người thứ hai. Hậu nghệ cảnh cáo nói, thẩm lãng sắc mặt ngưng trọng ôm quyền, vãn bối ghi nhớ. Hậu nghệ khẽ gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra, trong cơ thể ngươi ma trùng, tuyệt không phàm phẩm, mà là ma tổ cấp bậc tám tay tu la ma trùng. Muốn cưỡng ép phát huy ra ma trùng toàn bộ năng lực, chỉ có một loại biện pháp, chính là để viên này ma trùng dung nhập ma tổ cấp bậc, ma hạch, bên trong, mượn từ, ma hạch, lực lượng đem tám tay ma trùng bên trong lực lượng toàn bộ khai quật ra. Cái gì, ma tổ cấp bậc ma hạch, thẩm lãng sắc mặt đại biến, cái gọi là ma hạch, chính là ma trùng sinh ra sau hóa thành sinh mệnh hạch tâm. Chỉ có hỗn độn thiên ma phía trên ma tộc siêu cấp cường giả, mới có thể đản sinh ra ma hạch. Hỗn độn thiên ma ma hạch, còn gọi là hỗn độn ma hạch. Mà ma tổ cấp bậc ma hạch, thì được xưng là ma thần hạch tâm. Ma hạch bên trong ẩn chứa lực lượng vô tận, một chút hỗn độn thiên ma thậm chí ma tổ bị Chu Diệt đánh chết về sau, đoạt nó trong cơ thể ma hạch có thể làm đặc thù tác dụng. Ví dụ như máu ma tổ cố kia cửu đầu ma thần, chính là dựa vào một viên hỗn độn thiên ma hỗn độn ma hạch làm năng lượng nguyên, từ đó phát huy ra to lớn chiến lực. Thẩm Lãng nhịn không được ôm quyền nói ra, "Không nghệ tiền bối, ma hạch cực kỳ hiếm thấy, đừng nói ma thần hạch tâm, liền hỗn độn ma hạch đều đã là tuyệt tích chi vật." Cái này ma tổ cấp bậc ma thần hạch tâm chỉ sợ không có khả năng tại hiện nay chân tiên giới tìm được hậu nghệ lại là lắc đầu nói không bây giờ chân tiên giới hoàn toàn chính xác còn có có dấu một viên ma thần hạch tâm mà lại vị này lưu lại ma thần hạch tâm tu sĩ chắc hẳn ngươi cũng hẳn là nhận biết cái này vãn bối giống như chưa hề tiếp xúc qua cái này tu sĩ không biết người này là ai thẩm lãng một mặt kinh ngạc hỏi huyết thần tử đặng ẩn hậu nghệ một mặt bình tĩnh nói ra người kia tục danh cái gì thế mà là đặng ẩn thẩm lãng giật nảy cả mình, cuối cùng là hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Huyết thần tử đặng ẩn, là thương huyền tiên vực thuộc sơn đời thứ hai trưởng môn, từng bái sư tại thiên mục tiên vực tào nguyệt tam tinh động bồ đề lão tổ, sau bởi vì tu luyện huyết thần kinh mà danh tiếng vang xa, càng là một cái duy nhất đánh vỡ phong thần bảng quyết định thiên đạo pháp tắc, đi vào đạo tổ thiên tôn chi cảnh nghịch thiên người. Bởi vì tu luyện huyết thần kinh mang đến tác dụng phụ, đặng ẩn dần dần bị tâm ma khống chế, rơi vào ma đạo, giết chóc quen tay, thương huyền tiên vực hơn phân nửa sinh linh đều bị nó tàn nhẫn tàn sát, trêu đến các lớn tiên vực đạo tổ thiên tôn cùng hỗn nguyên đại la kim tiên hợp mà chu diệt. Năm đó ngũ trang quan địa tổ trấn nguyên tử đã từng tham gia qua trận kia chu diệt huyết ma đại chiến, cũng còn tại dưới cơ duyên xảo hợp, trong chiến trường nhặt được một khối ghi chép huyết thần kinh, huyết sắc ngọc lụa. Lúc đó tại ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử ác niệm còn ban cho Thẩm Lãng đạo thư, nội cảnh Nguyên Tông kia bộ, nội cảnh Nguyên Tông, bên trong liền ghi chép huyết thần kinh, nghe hậu nghệ đề cập huyết thần tử đặng ẩn thẩm lãng mình cũng không có che giấu đem mình tại ngũ trang quan đạt được huyết thần kinh chân tướng nói cho hậu nghệ hậu nghệ cảm khái nói quả nhiên là từ nơi sâu xa tự có thiên ý có thể được đến cái này bộ huyết thần kinh chứng minh ngươi cùng kia đặng ẩn hoàn toàn chính xác hữu duyên nguyên bản ngươi lấy tự thân ma chủng dung hợp huyết thần tử ma hạch thành công khả năng chỉ có ba thành nhưng bây giờ có cái này bộ huyết thần kinh tỷ lệ thành công chỉ ít có thể lại tăng thêm ba thành Thẩm Lãng sắc mặt ngưng trọng nói, hậu nghệ tiền bối, cái này Huyết Thần Kinh cuối cùng là một bộ tà điển, liền đặng ẩn đều ngăn cản không được Huyết Thần Kinh chế tạo ra tâm ma, vãn bối tu luyện pháp này thật không có vấn đề gì sao?" Có đặng ẩn như thế cái vết xe đổ, Thẩm Lãng thập phần lo lắng tự mình tu luyện Huyết Thần Kinh về sau, cũng sẽ biến thành như đặng ẩn như vậy giết chóc quen tay khát máu của ma. Chương 4424, Thiên địa bảo giám tái hiện. Cái gọi là thần thông bản thân cũng không cái gì chính tả phân chia sở dĩ sẽ sinh ra tâm ma chủ yếu vẫn là người tu luyện mê thất tại trong sức mạnh giờ tâm đổi tính chỉ cần ngươi ý chí kiên định nên có thể tránh khỏi sinh sôi ra tâm ma nhưng lấy người hiện tại tu vi còn không cách nào làm được điểm này cái này huyết thần kinh người đều có thể chờ đến tu vi đạt đến đại la đỉnh phong chi cảnh lại đi nghiên cứu không cần nghiên cứu quá sâu chỉ cần hiểu rõ cái đại khái quen thuộc huyết thần tử ma hạch bên trong năng lượng đặc tính là đủ Hậu nghệ đề nghị, vãn bối biết được, thẩm lãng khẽ gật đầu, lập tức hỏi trọng điểm, không biết vãn bối muốn đi đâu tìm kiếm huyết thần tử ma hạch đâu. Hậu nghệ trầm giọng nói ra, trên thực tế, muốn tìm đến huyết thần tử ma hạch, cũng không phải là nhân lực nhưng vì. Từ cái này hề phong tiểu bối trong trí nhớ đến xem, nguyên thủy thiên tôn dường như cũng ngấp nghé quá vật này, nhưng khổ vì không có manh mối, trước đây không lâu còn mệnh lệnh hướng huyền thương tiên vực phái đi đại quân, tựa hồ là nghĩ lớn diện tích tìm kiếm này ma hạch khả năng tồn tại địa điểm. Kỳ thật, cũng chính bởi vì hậu nghệ từ hề phong trong trí nhớ biết được nguyên thủy thiên tôn ý đồ tìm kiếm huyết thần tử ma hạch chuyện này, mới khiến cho hậu nghệ nghĩ đến để thẩm lãng trong cơ thể ma chủng dung hợp huyết thần tử ma hạch, dùng cho đối phó nguyên thủy thiên tôn phương pháp. Đã liền kia nguyên thủy thiên tôn đều tìm kiếm không có kết quả, theo ta đoán đo, huyết thần tử vẫn lạc sau hóa thành ma hạch, có lẽ cũng không phải là tử vật. Hậu nghệ suy đoán nói, thẩm lãng trong lòng khiếp sợ không thôi, không phải tử vật, chẳng lẽ kia ma hạch còn có thể hóa thân thành sinh mệnh hay sao? Hậu nghệ lắc đầu nói, không cách nào khẳng định, nhưng thế gian này chỉ có người mới có thể tìm được kia huyết thần tử ma hạch. Cái này, hậu nghệ tiền bối nói đùa, vãn bối đối huyết thần tử biết rất ít, cũng không một chút manh mối. Thẩm lãng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, không biết rõ hậu nghệ lời nói bên trong ý tứ. Hậu nghệ một câu nói toạc ra, người tuy không manh mối, nhưng trên người ngươi, thiên địa bảo giám, nhưng giúp ngươi một tay. Bảo vật này chính là thiên hoàng phục hy chỗ tạo, nhưng dòm thế gian vạn sự vạn vật, thậm chí luân hồi vãng sinh. Nhưng cái này thiên địa bảo giám cần hấp thu thiên địa khí mấy phương nhưng thôi động tự nhiên, cho nên hạng người phàm tục không cách nào thôi động bảo vật này, chỉ có người ngày này chọn người mới có thôi động bảo vật này năng lực. Người có thể lợi dụng cái này thiên địa bảo giám, đến thấy được huyết thần tử ma hạch địa điểm vị trí. Thẩm lãng biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra trong cơ thể mình thiên địa bảo giám thế mà còn có loại năng lực này. Cái này thiên địa bảo giám mặc dù nhận mình làm chủ, nhưng từ khi ngũ trang quan chi hành về sau, hắn liền rốt cuộc không cảm ứng được trong cơ thể thiên địa bảo giám, cho dù bây giờ đột phá đại la kim tiên, cũng không pháp tướng nó tỉnh lại. Thẩm lãng cao mày nói, hậu nghệ tiền bối, vãn bối tuy là cái này thiên địa bảo giám chủ nhân, nhưng lại không biết nên như thế nào đem nó tỉnh lại. Liền làm chúng ta đến giúp ngươi một tay, hậu nghệ hư ảnh trầm giọng dứt lời, chậm rãi đi vào thẩm lãng trước người, đột một nhô ra tay phải, trực tiếp chui vào thẩm lãng lồng ngực chỗ thẳng tới hắn hồn thể bên trong ong 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 thẩm lãng chỉ cảm thấy đại não một trận u ám choáng váng ngu xuẩn khí linh người còn muốn trốn ở thiên tuyển giả trong cơ thể bao lâu nương theo lấy hậu nghệ hư ảnh một tiếng kinh thiên chân uống thẩm lãng thần hồn phóng xuất ra cực thịnh kim sắc quang mang một mặt cổ sơ không chịu nổi màu xám bảo kính hiện lên ở thẩm lãng hồn thể mặt ngoài hậu nghệ bắt lấy bảo kính quả quyết đem nó từ thẩm lãng hồn thể bên trong rút ra ra tới cầm ở trong tay bảo kính tạo hình kỳ lạ toàn thân tựa như làm bằng đá hiện lên bất quy tắc hình vuông ở giữa có một đầu khe đá lấy khe đá vì biên giới hai bên trái phải phân biệt khắc lấy thiên địa hai chữ cổ xưa nặng nề khôi phục thanh tỉnh sau thẩm láng trông thấy hậu nghệ trong tay thạch kính hai mắt mở tròn vo đây chính là năm đó nhận mình làm chủ thiên địa bảo giám giờ phút này cái này thiên địa bảo giám thế mà bị hậu nghệ hư ảnh cho cưỡng ép lấy ra ngoài ngươi ngươi là người phương nào vì sao có thể chạm đến bản thể của ta? Thiên địa bảo giám lại miệng nói tiếng người, dường như cũng rất kinh ngạc hậu nghệ có thể đưa nó từ thẩm lãng hồn thể bên trong tách ra ngoài. Nói ra câu nói này về sau, bảo kính chính giữa khe đá bên trong hiện lên một đạo kim quang, thấy được hậu nghệ hư ảnh dung mạo về sau, đột nhiên cả kinh kêu lên, a à, ngươi, ngươi đúng là đời thứ nhất thiên tuyển giả, hồng hoang vô tộc đại vu đứng đầu hậu nghệ. Thiên địa bảo giám nhận ra hậu nghệ hình dáng, kính thân bắt đầu điên cuồng lay động, không biết là sợ hãi vẫn là kích động ta là ai cũng không trọng yếu nhưng người cái này ngu xuẩn khí linh nếu dám tiếp tục trốn ở thiên tuyển giả trong cơ thể tùy ý hấp thu thiên tuyển giả tự thân thiên địa khí số chúng ta chắc chắn đưa người xé thành mảnh nhỏ hậu nghệ ngữ khí bình tĩnh nói cầm thiên địa bảo giám tay phải bắt đầu phun trào lên một cỗ năng lượng màu vàng óng thiên địa bảo giám cảm nhận được hậu nghệ trong tay kia cực đoan nguy hiểm năng lượng lập tức dọa đến hồn bay lên trời liên thanh cầu xin tha thứ tha tha mạng a tiểu nhân sở dĩ giấu ở thiên tuyển giả trong cơ thể hấp thu thiên địa khí số chủ yếu cũng là nghĩ tại thời khắc mấu chốt giúp thiên tuyển giả một chút sức lực huống hồ thiên tuyển giả tự thân thiên địa khí số cùng thiên địa hòa làm một thể tiểu nhân hấp thu kia bộ phận thiên địa khí số cũng chỉ chín châu mất sợi lông mà thôi thiên địa bảo giám run lẩy bẩy giải thích nói hậu nghệ quát lớn mặc kệ ngươi cái này khí linh có lý do gì lừng gạt thiên tuyển giả chịu tội không nhẹ hậu nghệ tiền bối tha mạng a thẩm lãng huynh đệ A à không, chủ nhân, chủ nhân tha mạng A, à, ta cũng không dám lại. Thiên địa bảo giám đầu tiên là hướng hậu nghệ cầu xin tha thứ, sau đó lại hoảng hốt sợ hãi hướng thẩm lãng cầu xin tha thứ. Thẩm lãng cho mày, trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình trạng, ôm quyền hỏi, hậu nghệ tiền bối, ý của ngài là, cái này thiên địa bảo giám một mực dấu kín tại trong cơ thể ta, hấp thu trong cơ thể ta thiên địa khí số. Hậu nghệ khẽ gật đầu, không sai, nói đến, cái này thiên địa bảo giám khí linh cùng người đồng nguyên đều là thiên địa khí số sinh ra chi vật. Nhưng khác biệt chính là, thiên tuyển giả là giới vực ngưng tụ thiên địa khí số mà đản sinh chân thực sinh mệnh, mà cái này thiên địa bảo giám khí linh là hấp thu thiên địa khí số đản sinh linh thể sinh mệnh. Này khí linh một mực che đậy người tự thân cảm giác, giấu kín tại người hồn thể bên trong, hấp thu trong cơ thể người thiên địa khí đếm khôi phục tự thân lực lượng. Bây giờ nó đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục, còn chậm chạp không muốn ra tới. Mặc dù một giới khí linh có khả năng hấp thu thiên địa khí số đối với ngươi mà nói lác đác không có mấy, nhưng nếu một mực không ra, vẫn là sẽ đối ngươi tự thân trưởng thành tạo thành một chút ảnh hưởng, ta liền cưỡng ép đem nó cho bắt tới. Hậu nghệ giơ lên trong tay thiên địa bảo giám, nghiêm mặt nói. Thiên địa bảo giám nơm nớp lo sợ hướng lấy thẩm lãng nói ra, chủ nhân, tiểu nhân tuyệt sẽ không không hạn chế hấp thu ngài trong cơ thể thiên địa số lượng, chỉ là tại không ảnh hưởng chủ nhân tự thân phạm vi bên trong hấp thu một chút mà thôi tiểu nhân chủ yếu là vì tích lũy sức mạnh, để tại ngày sau tốt hơn phục vụ chủ nhân ngài. Thẩm lãng một mực không biết rõ cái gọi là thiên địa khí số cụ thể tác dụng, chẳng qua thiên địa bảo giám hành vi, vẫn là để hắn cảm giác rất là khó chịu. Sắc mặt âm trầm nói, đã người muốn hấp thu trong cơ thể ta thiên địa khí số, vì sao ngay từ đầu không nói rõ với ta. chương 4425, ma hạch mảnh vỡ cùng mông giới. Thiên địa bảo giám kinh hoàng nói, khi đó chủ nhân tu vi không đủ, Tăng thêm tiểu nhân thân thể vẫn ở tại hư hại trạng thái, nhu cầu cấp bách lực lượng chữa trị, cho nên mới tu vi không đủ, liền nghĩ đến muốn lợi dụng ta. Thẩm Lãng hai mắt nhìn chằm chằm hậu nghệ trong tay Thiên Địa Bảo Giám, mục thả hàn quang. "Không không không, Thiên Địa Bảo Giám vội vàng phủ nhận, bối bố rối nói, chủ nhân ngài là thiên tuyển giả, tiểu nhân cũng là thiên địa khí số đản sinh linh thể, cùng chủ nhân tính mệnh đồng nguyên, tuyệt không có nửa điểm muốn lợi dụng chủ nhân suy nghĩ." mà lại tiểu nhân trước kia liền nhận ngài làm chủ, chưa từng có bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ của chủ nhân. Chủ nhân hiện tại đã xưa đâu bằng nay, chỉ cần ngài thần niệm khẽ động, liền có thể trưởng khống ta cái này khí linh sinh tử. Thẩm lãng thả ra thần niệm thăm dò một hai, phát giác mình cái này thiên địa bảo giám khí linh quả nhiên cùng thần hồn của mình núi liền thành một thể, như hắn lời nói, mình quả thật có thể trưởng khống cái này khí linh sinh tử. Mặc dù cái này thiên địa bảo giám khí linh chưa hề nói lời nói dối, nhưng những năm này thiên địa bảo giám khí linh một mực lấy năng lực đặc thù che đậy mình thần niệm giấu kín tại mình hồn thể bên trong đến mức để thẩm lãng không pháp tướng bảo giám tỉnh lại loại này hành vi thực sự quá mức ngạo mạn tự phụ thẩm lãng quyết định thoáng trừng phạt cái này ngạo mạn khí linh thần niệm khẽ động a à, thiên địa bảo giám kịch liệt đầu động phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương linh thể như tê liệt đau đớn cái này thiên địa bảo giám khí linh quả nhiên là bị quản chế tại thẩm lãng thấy thẩm lãng thần niệm muốn đối linh thể của mình thi ngược thiên địa bảo giám khí linh phàn nàn cầu xin tha thứ, chủ nhân tha mạng, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cũng không dám lại. Trừng phạt sau một lúc, thầm lãng ngừng lại, trầm giọng nói, chuyện đã qua, ta liền không xoắn suýt nhiều như vậy, nếu như ngươi ngày sau không thể lấy công chuộc tội, ta định để ngươi chết không có chỗ chôn Thiên địa bảo giám giật nảy mình, vội vàng đáp ứng nói, vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực trợ giúp chủ nhân. Thẩm lãng thuận thế nói ra, ta chỗ này hiện tại liền có một việc, cần ngươi đi làm không biết ra sao sự tình, thiên địa bảo giám cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Thẩm lãng đem tìm kiếm huyết thần tử ma hạch sự tình nói ra, nói thẳng, nghe nói thiên địa bảo giám có thể dòm thế gian vạn sự vạn vật, người mau giúp ta tìm xem kia huyết thần tử ma hạch hiện tại nơi nào. Thiên địa bảo giám chính giữa khe đá nổi lên một đạo kim quang, chỉ cảm thấy ứng một cái chớp mắt, liền có vẻ khó xử, chủ nhân, nơi này cũng không phải là tiên giới, tiểu nhân không cách nào vượt giới mặt đi tìm thứ nào đó, chủ nhân chỉ có trở về tiên giới về sau tiểu nhân khả năng thi pháp đi tìm ma hạch tinh giới cùng tiên giới hoàn toàn chính xác không tại một cái giao diện thẩm lãng cũng không có đi khó xử thiên địa bảo giám chẳng qua cái này thiên địa bảo giám có thể một chút thấy được nơi đây không phải tiên giới quả thật có chút bản lĩnh thiên địa bảo giám cẩn thận từng ly từng tí bổ sung nói ra mặt khác tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua ma hạch là cái dạng gì chỉ bằng suy đoán chỉ sợ không quá chuẩn xác chủ nhân nếu như thuận tiện có thể cung cấp cùng loại chi vật cho tiểu nhân nhìn xem, chỉ cần khí thức lời tương tự, tiểu nhân hẳn là không nhỏ nắm chắc có thể tìm tới như thế đồ vật. Thẩm lãng nhướng mày, mình cũng chưa từng thấy qua ma hạch dáng dấp ra sao, nào có cái gì cùng loại chi vật. Đúng lúc này, hậu nghệ hư ảnh lật tay lấy ra một khối đen như mực mảnh vỡ, mảnh vỡ phong xuất ra sán lạn như sao trời tĩnh mịch ma quang. Liên tục không ngừng vệ thiên ma khí từ mảnh vỡ bên trong tuôn ra, giống như vòi rồng đồng dạng bốc lên mà ra, nồng đậm đến thực chất hóa phệ thiên ma khí ẩn chứa mãnh liệt hung sát chi lực, quả thực có thể khiến người ta ngạt thở. Đây là, thẩm lãng nhìn xem hậu nghệ lấy ra mảnh vỡ, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhịp tim đều có chút gia tốc. Bởi vì người mang ma trùng nguyên nhân, thẩm lãng đối ma vật phóng thích ra khí thức 10 phần mẫn cảm, hắn có thể khắc sâu cảm ứng được mảnh vụn này bên trong ma lực đến cỡ nào thâm thúy. Hậu nghệ không vội không chậm nói, lúc trước tại lưu nguyệt thần một hạch tâm bên trong, con kia ma trùng con rối bạo liệt về sau, trong cơ thể ma hạch cũng đi theo bạo liệt vỡ nát. Đây là ta ngẫu nhiên nhặt được một khối ma hạch mảnh vỡ. Xen vào kia ma trùng con rối trong cơ thể ma hạch bản thân đã hao hết năng lượng, cho nên khối này ma hạch mảnh vỡ lực lượng 10 phần yếu ớt. Huyết thần tử ma hạch tản mát ra khí thức cùng năng lượng chấn động, ít nhất là khối này ma hạch mảnh vỡ trăm vạn lần trở lên. Dứt lời, hậu nghệ đem khối này ma hạch mảnh vỡ ném cho thẩm lãng. Thẩm lãng vô ý thức tiếp nhận khối này ma hạch mảnh vỡ, mảnh vỡ phóng thích ra khủng bố sát khí nháy mắt để hắn có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Chỉ là khối này năng lượng hao hết ma hạch mảnh vỡ phóng thích ra khí tức cùng năng lượng chấn động, liền để cho mình cảm nhận được một tia kinh dị. Khó có thể tưởng tượng trăm vạn lần trở lên là cảm giác gì. Thiên địa bảo giám dường như cũng có vẻ hơi kinh ngạc, bảo giám khe đá bên trong bắn ra một đạo kim quang, chiếu sáng thẩm lãng trong tay ma hạch mảnh vỡ, đem ma hạch mảnh vỡ tản mát ra năng lượng chấn động cùng khí tức hoàn chỉnh ghi xuống làm xong những sự tình này về sau, hậu nghệ đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo phù văn, không có vào thiên địa bảo giám bên trong thiết hạ một đạo cấm chế. Thiên tuyển giả, ta đã tại cái này thiên địa bảo giám trên dưới một đạo hiện hình cấm chế. Về sau bảo vật này lại tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi cũng có thể rõ ràng cảm thấy được bảo vật này tồn tại. Hậu nghệ lạnh nhạt nói, đa tạ hậu nghệ tiền bối. Thẩm lãng cảm kích ôm quyền, lập tức đem thiên địa bảo giám tạm thời thu hồi hồn thể bên trong. Lần này thật sự là hắn có thể nhẹ nhõm cảm thấy được thiên địa bảo giám tồn tại, cũng tự nhiên tế ra bảo vật này. Sở dĩ trước đó cảm giác không đến thiên địa bảo giám, chủ yếu vẫn là bởi vì thẩm lãng tu vi không tốt. Chỉ cần có thể tấn thăng đến đại la đỉnh phong chi cảnh, cho dù thiên địa bảo giám muốn ẩn nấp, cũng trốn không thoát thẩm lãng thần niệm dò xét. Có thiên địa bảo giám trợ lực, tìm tới huyết thần tử ma hạch, cũng không phải là chuyện không có thể. Thẩm lãng trong lòng cũng định ra rời đi tinh giới sau hành động mục tiêu. Thiên tuyển giả, người như muốn rời đi tinh giới chỉ cần lấy ngụy thần văn cùng tự thân tiểu vũ trụ lực lượng đem cái này tinh giới mái vòm bảy ngôi sao dần dần hấp thu liền có thể ngưng tụ ra tinh giới chi môn chìa khóa hấp thu cái này bảy viên bác đấu ngôi sao đối người tự thân tu vi rất có giúp ích chúng ta đề nghị người có chỗ sau khi đột phá lại rời đi tinh giới không muộn hậu nghệ đề nghị thẩm lãng khe gật đầu vãn bối cũng nghĩ như vậy không biết hậu nghệ tiền bối sẽ cùng rời đi tinh giới sao hậu nghệ lạnh nhạt nói ta tạm thời sẽ không rời đi nhưng ngươi không cần lo lắng quá mức đợi đến chân chính muốn đối phó kia nguyên thủy thiên tôn thời điểm chúng ta tất nhiên sẽ không vắng mặt kỳ thật chờ ngươi có được tinh giới chi môn chìa khóa gần như liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào tinh giới đến lúc đó ngươi có thể đem mình tin cậy tu sĩ bằng hữu cùng một chỗ mang đến tinh giới để tránh trong lòng tăng thêm lo lắng thẩm lãng hai mắt tỏa sáng cảm kích nói nếu thật có thể như thế kia thật là lựa chọn tốt nhất hậu nghệ tiền bối đại ân vãn bối không thể báo đáp chỉ có thể toàn lực đi thực hiện thiên tuyển giả chức trách hậu nghệ thở dài nói những cái này đều không trọng yếu trọng yếu chính là tất cả mọi người có thể còn sống sót lẫn nhau đem sinh mệnh kéo dài tiếp nói đến đây hậu nghệ đổi đề tài nói thiên tuyển giả người cuối cùng còn có vấn đề gì cứ hỏi ra đi chờ thêm hôm nay chúng ta sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong sẽ không hiện thân thẩm lãng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu nói ra trong lòng sau cùng nghi hoặc hậu nghệ tiền bối, vãn bối từng trời xui đất khiến hấp thu quá một kiện tên là cổ Phật phiến đá đồ vật, vật này tựa hồ là mở ra bốn tiểu giới bên trong mông giới chìa khóa, không biết vãn bối nên như thế nào lợi dụng cái này cổ Phật phiến đá. Chương 4426, cổ Phật phiến đá cùng Phật tổ xá lợi. Khó trách người hồn thể bên trong ẩn có Phật quang lượn lờ, nguyên lai đúng là hấp thu cổ Phật phiến đá. Hậu nghệ mặt mày vén lên, nghiêm mặt nói, sớm tại Vu yêu thời đại liền có nghe đồn cái này cổ Phật phiến đá là mở ra mông giới chìa khóa, ta từng vì thị thế, nghiên cứu qua tiến vào bốn tiểu giới phương pháp. So với tinh giới, hư giới cùng cho giới, mông giới có chút thần bí, gần như là khó khăn nhất tiến vào bốn tiểu giới giao diện. Muốn tiến vào mông giới, đầu tiên liền cần đạt được cổ Phật phiến đá tán thành. Tại Vu yêu thời đại, gần như ai cũng không biết cổ Phật phiến đá đến tột cùng là cái gì. Bây giờ cổ Phật phiến đá đã có thể bị thân xác của ngươi hấp thu, xác nhận cơ duyên của ngươi. Nhưng muốn tiến vào mông giới, chỉ là có được cổ Phật phiến đá còn còn thiếu rất nhiều. Ngươi cần thôi động cái này cổ Phật phiến đá, đem nó trưởng khống tự nhiên, mới có thể đi vào mông giới." Thẩm Lãng ôm quyền nói, vãn bối mặc dù tự mình cảm nhận được cổ Phật phiến đá tiến vào trong cơ thể của ta, nhưng chưa hề cảm ứng được trong cơ thể có vật này tồn tại, lại càng không cần phải nói thôi động cái này cổ Phật phiến đá không biết vãn bối nên như thế nào thôi động cái này của Phật phiến đá. Hậu nghệ suy nghĩ một cái chớp mắt, trầm giọng nói, người tuyệt không tu luyện ra tuệ căn, cũng không phải Phật môn tu sĩ, nghĩ thôi động của Phật phiến đá gần như là chuyện không có thể. Nhưng cũng có thể có một loại phương pháp, có lẽ có thể thực hiện. Phương pháp gì, thẩm lãng truy vấn. Hậu nghệ nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể muốn tìm tới Phật tổ viên tịch sau còn sót lại xá lợi tử, có lẽ có thể mượn Phật tổ xá lợi bên trong Phật quang đến thôi động của Phật phiến đá. Phật tổ xá lợi, thẩm lãng giật này cả mình, chẳng trách hồ hắn giật mình như vậy, chân tiên giới Phật môn tu sĩ bản thân liền ít càng thêm ít, trong lịch sử có thể tu luyện đến Phật tổ chi cảnh Phật môn đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại thẩm lãng nhận biết bên trong, cũng chỉ có thiên mục tiên vực linh sơn tam đại Phật tổ mới phù hợp yêu cầu. Cũng không phải là Phật tổ viên tịch sau đều sẽ sinh ra xá lợi tử. Tương phản, đàn sinh ra xá lợi tử điều kiện tương đương hà khắc. Chỉ có tâm linh tinh khiết, đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng, đem sinh mệnh lực của mình thiêu đốt đến cực hạn về sau, mới có thể đản sinh ra xá lợi tử. Cái gọi là xá lợi tử, là Phật môn cao tăng tinh, khí, thân, thân xác ý chí thậm chí tự thân nguyện lực tụ hợp thể, phi thường hiếm thấy chân quý. Phổ thông xá lợi tử liền đã không thấy nhiều, lại càng không cần phải nói Phật tổ cấp bậc xá lợi tử. Nghe hậu nghệ kiểu nói này, thẩm lãng đối tiến vào mông giới không ôm ấp cái gì hy vọng. Kỳ thật hắn sở dĩ muốn tiến vào mông giới, chủ yếu vẫn là từng tại linh sơn hóa linh chỉ hấp thu cổ Phật phiến đá lúc, làm trận kia ảo mộng. Ảo mộng bên trong, Kim Thiền Tử cùng Như Lai Phật Tổ đối thoại. Cuối cùng Kim Thiền Tử thôi động cổ Phật phiến đá, đem Như Lai Phật Tổ cuốn vào mông giới bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm lãng mơ hồ cảm thấy, tự mình làm trận này ảo mộng, là Kim Thiền Tử cho mình nhắc nhở. Hắn muốn tìm đến Kim Thiền Tử hỏi thăm nhân quả, thuận tiện còn có thể nếm thử lôi kéo Kim Thiền Tử cộng đồng ứng đối tiên giới đại kiếp. Hậu nghệ nhìn ra thẩm lãng trên mặt lúng túng, nói thẳng, thiên tuyển giả, Phật độ người hữu duyên, đã cổ Phật phiến đá có thể bị ngươi hấp thu, chắc hẳn ngày sau ngươi cũng hữu duyên tiến vào mông giới bên trong. Tại duyên phận đến trước đó, không cần xoắn suýt như thế nào nhập mông giới. Thẩm lãng khẽ gật đầu, hậu nghệ tiền bối nói cực phải. Có thể hay không tiến vào mông giới, xác thực cũng có thể nhìn sau này duyên phận. Thừa dịp hậu nghệ vẫn còn, thẩm lãng cuối cùng hỏi thăm về thiên đạo mảnh vỡ, thiên cơ quái bàn mảnh vỡ, cùng hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch loại hình vật phẩm tác dụng. Thẩm Lãng đã thu thập được năm khối thiên đạo mảnh vỡ, chỉ kém cuối cùng một khối liền có thể tạo thành nửa cái phong giới tinh bàn. Hậu nghệ tán thành Thẩm Lãng vượt qua thời không, thu thập tất cả thiên đạo mảnh vỡ, tái tạo phong giới tinh bàn cử động. Vô luận chân tiên giới hủy diệt hoặc là sống lại, đều cần phong giới tinh bàn phòng ngự, khả năng cam đoan đại kiếp về sau vạn vật sinh linh sinh sôi. Đáng tiếc, dưới mắt chỉ kém cuối cùng một khối thiên đạo mảnh vỡ, liền có thể vượt qua thời không cuối cùng này một khối thiên đạo mảnh vỡ, 89 phần 10 tại kia nguyên thủy thiên tôn trong tay. Mà thiên cơ quái bản mảnh vỡ, hậu nghệ cũng làm cho thẩm lãng tận lực đi thu thập, thiên cơ quái bản dù sao cũng là hồng quân lão tổ lấy mộng đạo thuật luyện chế mà thành, tự có diệu dụng. Về phần kia hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch, hậu nghệ đồng dạng đề nghị thẩm lãng đi dần dần thu thập. Hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch lẫn nhau kết hợp quy nhất về sau, có thể một lần nữa hóa thành hỗn độn lực lượng, cùng thiên địa hòa làm một thể, có chứa trị thiên địa khí số cùng thiên đạo pháp tác chi năng. Chẳng qua việc cấp bách, vẫn là phải tìm đến huyết thần tử ma hạch, mau chóng để tự thân ma trùng cùng ma hạch dung hợp, đem chiến lực của mình tăng lên tới cực hạn, đuổi tại phòng chế bản chu thiên tinh đấu đại trận hoàn thành trước đó, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết nhất tử chiến. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng chu thiên tinh đấu đại trận khôi phục thương thế, thẩm lãng lại nghĩ đánh bại đối phương, gần như là chuyện không có thể. Thẩm Lãng cũng minh bạch điểm này, hắn dự định nhanh chóng đem tu vi tăng lên đến đại la kim tiên trung kỳ về sau, liền rời đi tinh giới, đi tìm huyết thần tử ma hạch. Kết thúc đặt câu hỏi về sau, hậu nghệ giải trừ ý chí kết giới. Hai người trở về ngoại giới, hậu nghệ tiếp lấy thi pháp giúp thương nguyệt thánh nữ dung hợp một nửa khác thần huyết. Nhưng lấy thương nguyệt thánh nữ suy nhược thân xác, không cách nào gánh chịu thần huyết lực lượng, chỉ có thể trở về lưu nguyệt thần mộc tinh không trong kết giới, lấy lưu nguyệt thần mộc làm thần huyết lực lượng vật chứa. Hậu nghệ tại tinh không trong kết giới, đem còn lại nửa do thần huyết cùng thương nguyệt thánh nữ hồn thể dung hợp đợi thần huyết thành công cùng thương nguyệt thánh nữ hồn thể dung hợp về sau cả khỏa lưu nguyệt thần mục bắt đầu phóng xuất ra óng ánh sinh huy hào quang màu lưu ly li, ngọn cây lưu nguyệt càng là tung xuống thịnh như liệt dương cửu sắc ánh trăng có thần huyết lực lượng trợ lực thương nguyệt thánh nữ rốt cuộc đem tu luyện nhiều năm di hồn ghép thuật đạt đến hoàn mỹ cảnh giới mượn từ thần huyết lực lượng thành công đoạt xá lưu nguyệt thần mục thần hồn của nàng cùng thân xác cùng lưu nguyệt thần mục triệt để dung hợp đã có thể tự do trưởng khống lưu nguyệt thần một dòng năng lượng động. Đoạt xá lưu nguyệt thần mộc về sau, thương nguyệt thánh nữ có thể làm đến còn không chỉ như vậy. Nàng thậm chí có thể ở một mức độ nào đó thay đổi lưu nguyệt thần mộc hình thái, ví dụ như co vào hình thể lớn nhỏ, thay đổi cây cối nhan sắc, hoặc là biến thành những chủng loại khác cây cối. Chỉ là vô luận như thế nào biến hóa, đều chỉ có thể biến thành cây cối mà thôi, không cách nào biến thành những chủng loại khác đồ vật. Đương nhiên, so với những cái này lè lẹt công năng, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, Thương Nguyệt Thánh nữ có thể lấy Lưu Nguyệt Thần Mộc hình thái bố trí phòng ngự kết giới, thậm chí có thể thi triển ra cao giai thần thông thuật pháp. Thời khắc tất yếu, Thương Nguyệt Thánh nữ có thể mượn dùng Lưu Nguyệt chi thân hóa thành nhân hình, từ Lưu Nguyệt Thần Mộc bên trong hấp thụ lực lượng, phát huy ra tuyệt cường chiến lực. Tóm lại, dung hợp thần huyết Thương Nguyệt Thánh nữ, chiến lực so trước đó quả thực mạnh lên 7, 8 lần không chỉ. So với phải lấy được Ngụy Thần Văn Thẩm Lãng cũng không thua kém bao nhiêu hai người cũng còn chỉ là vừa mới dung hợp thần huyết, lẫn nhau đều có thể tiếp tục hấp thu thần huyết năng lượng, nhanh chóng lớn mạnh tự thân tu vi. Xen vào thương nguyệt thánh nữ vốn là đại la kim tiên hậu kỳ tu vi, như tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên sự việc cũng không phải không có khả năng. Xem ra đúng như là hậu nghệ lời nói, thương nguyệt thánh nữ thật có năng lực giúp thẩm lãng một chút sức lực. chương 4427, hấp thu bắt đấu ngôi sao. Thương nguyệt thánh nữ cũng là có ơn tất báo người, nàng đương nhiên biết mình có thể được lấy được như thế lớn tạo hóa, hoàn toàn là dính thẩm lãng ánh sáng. Vì biểu thành ý, thành công dung hợp thần huyết sau thương nguyệt thánh nữ hóa thành nhân hình trạng thái, vội vàng đi vào vọng nguyệt trước sân khấu, hướng phía thẩm lãng không người cúi đầu, thương nguyệt cùng lưu nguyệt tộc có thể có hôm nay, toàn thua thiệt thẩm huynh ủng hộ và trợ giúp. Thương nguyệt nguyện đem tộc trưởng quyền lực giao cho thẩm huynh, từ nay về sau, lưu nguyệt tộc nhưng tùy ý thẩm huynh phân công, sông pha khói lửa, sẽ không tiếc thẩm lãng liền vội vàng đem nàng đỡ lên trịnh trọng việc nói thương nguyệt cô nương nói quá lời thẩm mũ vô duyên vô cớ được lưu nguyệt tộc nửa do thần huyết ngược lại là ta muốn cảm tạ các người mới là nào có cái gì mặt mũi phải cái gì tộc trưởng quyền lực thương nguyệt thánh nữ lắc đầu nói thẩm huynh liền không cần phải nói loại này lời khách sáo nếu không phải ngươi đến lưu nguyệt tộc thương nguyệt đến chết cũng vô pháp để lưu nguyệt thần mộc bên trong giọt này thần huyết phát huy ra vốn có tác dụng huống chi thẩm huynh thân là cứu thế người lẽ ra nhận lưu nguyệt tộc tán thành vô luận như thế nào thương nguyệt cùng lưu nguyệt tộc đều cam tâm tình nguyện vì thẩm huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó còn mời thẩm huynh nhất thiết phải đáp ứng thương nguyệt thánh nữ có chút nghiêm túc nói thẩm lãng có chút tiến thối lưỡng nan mặc kệ hắn làm sao chối từ thương nguyệt thánh nữ đều khăng khăng đem quyền lực giao cho mình rơi vào đường cùng thẩm lãng đành phải đáp ứng thương nguyệt thánh nữ nói đã thương nguyệt cô nương cùng lưu nguyệt tộc đồng đạo như thế tin được ta thẩm mỗ liền tạm thời tiếp nhận tộc trưởng quyền lực kỳ thật thẩm mỗ độc lai độc vãng quen, bình thường cũng không có chuyện gì cần phân công lưu nguyệt tộc. Chỉ là không lâu sau đó, có thể sẽ đứng trước một cái đại địch, đến lúc đó có lẽ cần lưu nguyệt tộc hỗ trợ. Thẩm lãng cũng không muốn hố lưu nguyệt tộc, vẫn là đem mình chuẩn bị đối phó nguyên thủy thiên tôn sự tình toàn bộ báo cho thương nguyệt thánh nữ. Thương nguyệt thánh nữ đã sớm từ hậu nghệ trong miệng nghe nói nguyên thủy thiên tôn tồn tại, nàng cũng không có biểu hiện bao nhiêu kinh ngạc, nhưng cũng biết sự tình tầm quan trọng như muốn để thẩm lãng thành công cứu thế, nhất định phải chu diệt nguyên thủy thiên tôn như thế cái họa lớn trong lòng. Liên hậu nghệ tổ sư ra đều tại vì chuyện này mà chuẩn bị, thương nguyệt thánh nữ tự nhiên sẽ không khiếp đảm, thái độ kiên quyết nói, thương nguyệt minh bạch, đợi đến thẩm huynh quyết định cùng kia xiển giáo khai chiến lúc, lưu nguyệt tộc chắc chắn dốc hết toàn tộc lực lượng trợ giúp thẩm huynh. Ngược lại không đến nỗi khai chiến khoa trương như vậy, thẩm lãng lắc đầu, nói tiếp trong khoảng thời gian này, ta có thể sẽ đem mình tại tiên giới một chút tin được chí hữu huynh đệ cùng viện quân đưa vào tinh giới, tạo thành phản kháng xiển giáo liên minh đại quân. Đợi đến thật muốn đối phó kia nguyên thủy thiên tôn thời điểm, ta sẽ nghĩ lo liệu pháp tướng nguyên thủy thiên tôn dẫn vào tinh giới, tập tất cả tu sĩ lực lượng đem nó chu diệt đánh chết. Trước lúc này, Thẩm Mộ chỉ cần lưu nguyệt tộc vì sắp xây dựng liên minh đại quân cung cấp một chút chỗ ở sân bãi là đủ. Thương Nguyệt Thánh nữ gật đầu nói, Thẩm huynh bằng hữu, tự nhiên cũng là ta lưu nguyệt tộc bằng hữu. Việc này đơn giản Lưu Nguyệt Thành nhưng lại dung nạp mấy tỷ tu sĩ, chờ xây dựng lại song sau, liên minh đại quân liền có thể tiến vào chiếm giữ Lưu Nguyệt Thành bên trong. Thẩm lãng lắc đầu nói, này cũng không cần vào thành quấy giày Lưu Nguyệt tộc tộc nhân. Tinh giới như thế lớn, liên minh đại quân tùy tiện chọn mấy chỗ cách Lưu Nguyệt Thành hơi gần trụ sở liền có thể, đến lúc đó liền để cho ta tới thu xếp đi. Suy xét đến Lưu Nguyệt Thành dù sao cũng là Lưu Nguyệt tộc chủ thành, cưỡng ép để liên minh đại quân tiến vào chiếm giữ Lưu Nguyệt Thành bên trong, xác thực có vẻ hơi thất lễ, thẩm lãng còn có ý định để liên minh đại quân lấy hiền lành điểm phương thức vào ở tinh giới. Như thế cũng tốt, thương nguyệt thánh nữ khẽ gật đầu, hai người thảo luận một trận, ăn nhịp với nhau, thấy thương nguyệt thánh nữ nguyện ý toàn lực phối hợp kế hoạch của mình, thẩm lãng cũng an tâm rất nhiều. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã an bài tốt, thẩm lãng trở lại chỗ ở, tại Quảng Thiên Cung bên trong đả tỏa trăm ngày, vững chắc tự thân tu vi về sau, liền chuẩn bị hấp thu tinh giới mái vòm bảy viên bắc đấu ngôi sao. Trăm ngày qua đi, thẩm lãng xuất quan, tinh giới bảy viên bắc đấu ngôi sao bị phong ấn ở giao diện bích trướng bên trong, cách xa mặt đất chừng tiếp cận 10 vạn dặm. Bảy viên bắc đấu ngôi sao theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Thất tinh nhan sắc theo thứ tự là Đỏ, Cam, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử. Mỗi viên màu của ngôi sao khác biệt, vị trí cũng không giống nhau. Bảy ngôi sao nói chung nhưng liền làm một con cán trùm sao bắc đầu hình, cố hữu bắc đầu danh sưng. Thẩm Lãng mục tiêu thứ nhất là nằm ở tinh giới mái vòm chính giữa Thiên Cơ Tinh. Cái này Thiên Cơ Tinh vừa lúc ở vào Lưu Nguyệt Thần Mộc phía trên mái vòm. Thẩm Lãng bay đến Lưu Nguyệt Thần Mộc phía trên cao 9 vạn dặm không, đã có thể cảm nhận được tinh giới không gian sức đẩy. Hắn đứng vững áp lực, tiếp tục đi lên bay, chọn vẹn bay đến cách mặt đất 98 ngàn dặm cực hạn không trung, thân xác đã không cách nào chống lại ở tinh giới không gian sức đẩy. Không gian thật lớn sức đẩy, để Thẩm Lãng toàn thân cao thấp xương cốt đều tại rung động đùng đùng thân xác nổi lên trận trận kim mang, bất diệt kim thân đang cật lực chống lại cỗ này không gian sức đẩy. Đưa thân vào cực hạn không chung, có thể thấy được kia thiên cơ tinh phảng phất một vòng to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng óng, chừng vạn trượng chi rộng, phóng xuất ra kim hoàng sắc hào quang óng ánh cùng sao trời năng lượng. Mắt thấy tranh lệch độ cao không nhiều, thẩm lãng lúc này thôi động lên chỗ nghi tâm sáu cánh sao hình dạng ngụy thần văn. Ông ông ông, trong hách nhiên, thẩm lãng chỗ nghi tâm tinh văn phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt tinh quang, nháy mắt đem thiên không tô điểm như là tinh hà vũ trụ, lộng lẫy chi cực. Mượn từ tinh văn mang tới minh mông năng lực thẩm lãng kiệt lực phóng xuất ra tự thân tiểu vũ trụ, tinh quang đầy trời thiên khung đỉnh chóp hiện ra một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, nhặt cung cải tên cung nhân mã tinh đồ. Ngay sau đó, cung nhân mã tinh đồ nhanh chóng hóa thành một đạo xoay tròn tinh hà vũ trụ, lại lấy tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán, gần như trong nháy mắt liền khuếch tán đến mấy ngàn dặm bên ngoài. Thẩm lãng thôi động lên tiểu vũ trụ, khiến cho hóa thành một đạo vòng xoáy ngân hà, bay thẳng thiên không mái vòm. Ẩn chứa năng lượng tiểu vũ trụ đứng vững không gian sức đẩy, dần dần đụng vào kia thiên cơ tinh. Ầm ầm, động tĩnh chi lớn giống như vạn đạo kinh lôi cùng nhau nổ vang, thiên diêu địa động. Thẩm Lãng chỗ mi tâm tinh văn tinh quang tăng vọt, hắn đem tự thân tiểu vũ trụ thôi động đến cực hạt, phi tốc xoay tròn vòng xoáy ngân hà đột nhiên hiện ra to lớn hấp lực, muốn đem viên này thiên cơ tinh hút vào tiểu vũ trụ bên trong. Nhưng mà, muốn đem viên này năng lượng to lớn thiên cơ tinh đều hút vào mình tiểu vũ trụ bên trong nhưng không dễ dàng như vậy toàn bộ quá trình trọn vẹn tiếp tục nửa canh giờ thẩm lãng toàn lực thúc giục tiểu vũ trụ mới miễn cưỡng đem viên này thiên cơ tinh hoàn toàn hấp thu dung nạp thiên cơ tinh tiểu vũ trụ bởi vì lực lượng quá khổng lồ tạm thời không cách nào bị thẩm lãng thu hồi đến trong cơ thể mà lại từ giao diện bích chứng chỗ hút đi thiên cơ tinh năng lượng cũng không ổn định chỉ có thể cất giữ tại tiểu vũ trụ bên trong một khi rời đi tiểu vũ trụ cũng có thể trực tiếp bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Thẩm lãng lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện, hắn hiện tại chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem bảy viên bắt đấu ngôi sao toàn bộ hút vào tiểu vũ trụ bên trong, khiến cho chuyển hóa thành tinh giới chìa khóa, nếu không hắn không có cách nào thu hồi mình tiểu vũ trụ. chương 4428, Tinh Luân cùng xác định vị trí truyền tống. Thẩm lãng đành phải duy trì tiểu vũ trụ mở ra trạng thái, tiếp tục hấp thu tiếp theo viên bắt đấu ngôi sao. Cũng may chỗ nghi tâm tinh văn có thể cung cấp liên tục không ngừng năng lượng, khiến cho hắn gần như có thể không hạn chế phóng xuất ra tự thân tiểu vũ trụ, không cần lo lắng tự thân tiêu hao vấn đề. Cứ như vậy, thẩm lãng mang theo phóng thích ra tiểu vũ trụ, đi hướng tiếp theo viên bác đấu ngôi sao chỗ vị trí, theo thứ tự đem 7 viên bác đấu ngôi sao lưới trói hấp thu tiến tự thân tiểu vũ trụ bên trong. Coi là mình tiểu vũ trụ hấp thu 7 viên bác đấu ngôi sao về sau, thẩm lãng bắt đầu thi pháp. Bảy viên bác đấu ngôi sao lúc này hiện lên hình khuyên sắp xếp, tại tiểu vũ trụ bên trong cao tốc xoay tròn, phóng thích ra to lớn sao trời năng lượng, lệnh không gian bốn phía đều đang vặn vẹo xoay tròn. Thẩm lãng đem tiểu vũ trụ thôi động đến cực hạn, lệnh bảy viên bắc đấu ngôi sao đem năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, ngưng tụ áp xúc, hóa thành một đạo trói mắt chi cực điểm sáng. Ong ong ong, điểm sáng phóng xuất ra kịch liệt tinh quang, tựa như vô số đạo sao trời cùng nhau nổ tung, đầy trời tinh quang gần như càn quét bao phủ toàn cái tinh giới, đem thiên không tô điểm như tinh hà như vũ trụ lộng lẫy. Tinh giới tất cả sinh linh đều bị cảnh tượng này cho rung động, chúng lưu nguyệt tộc người càng là nhao nhao ngẩng đầu nhìn tinh quang đầy trời kỳ cảnh. Điểm sáng phóng thích đến cực hạn về sau, hóa thành một viên thâm thúy vô cùng quang châu. Quang châu trình viên hình, như trứng ngỗng kích cỡ tương đương, mặt ngoài phóng xuất ra óng ánh chói mắt tinh quang, xuyên thấu qua tinh quang óng ánh mặt ngoài, nhưng thấy được quang châu nội bộ đúng là từ vô số tinh vi vô cùng kim sắc bánh răng tạo thành. Những cái này bánh răng càng không ngừng cắn vào xoay tròn, dường như ẩn chứa một loại nào đó quy luật, thập phần thần bí kỳ diệu. Đây chính là tinh giới chi môn chìa khóa, thẩm lãng cảm thấy kinh ngạc, không khỏi duỗi ra tay phải, khống chế tiểu vũ trụ thôi động viên này thần bí quang châu bay xuống đến trong lòng bàn tay của hắn. Giữ tại trong lòng bàn tay, có thể cảm giác được viên này nho nhỏ quang châu bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn. Không giống với bảy viên bác đấu ngôi sao sao động, viên này quang châu bên trong năng lượng 10 phần ổn định, mà lại giống như nó nội bộ vô số bánh răng đồng dạng, duy trì một loại nào đó quy luật vận chuyển. Không hề nghi ngờ, viên này Quang Châu khẳng định chính là mở ra tinh giới chi môn chìa khóa. Xen vào Quang Châu nội bộ là vô số bánh răng, mặt ngoài lại phóng xuất ra chói mắt tinh quang, thẩm lãng tạm thời đem nó mệnh danh là Tinh Luân. Quan sát cảm thụ một trận tinh luân trạng thái, thẩm lãng phát giác vật này dường như có thể thông linh, không khỏi dùng lưỡi dao cắt vỡ đầu ngón tay hướng tinh luân bên trong nhỏ một giọt máu tươi, nhìn xem có thể hay không đem nó nhận chủ. Sự thật quả nhiên xác minh hắn phỏng đoán, tinh luân hấp thu thẩm lãng máu tươi về sau, nội bộ kim sắc bánh răng đột nhiên phóng xuất ra thịnh như liệt dương kim quang, lập tức cùng tự thân thần niệm thành lập được câu thông. Thẩm lãng hướng phía tinh luân bên trong đánh vào hỗn độn linh lực, nếm thử thôi động lên tinh luân. Xì xì xì, tinh luân nội bộ vô số bánh răng như dây xích nhanh chóng chuyển động ngay tại cái này tinh luân nội bộ bánh răng chuyển động quá trình bên trong. ầm ầm một đạo tiếng nổ lớn từ thiên khung đỉnh chóp chuyển đến, tinh giới thiên khung đỉnh chóp đột nhiên hiện ra mảng lớn kim quang, chiếu sáng toàn cái tinh giới đại địa. Bất thình lình thiên triệu, bỗng nhiên hấp dẫn tất cả tinh giới tu sĩ si ánh mắt. Chỉ thấy bầu trời bên trong phóng thích ra kim quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lại hóa thành một đạo vàng óng ánh đại môn. Kia cửa lớn màu vàng óng tràn ngập toàn bộ chân trời, lớn mà vô biên, đang đứng ở nửa mở hợp trạng thái, mặt ngoài phức tạp chi cực phù văn màu vàng phóng xuất ra vô cùng vô tận kim mang, để người nhìn mà than thở. Tinh giới chi môn, thẩm lãng nhìn lên bầu trời mái vòm đột ngột xuất hiện cửa lớn màu vàng óng, mắt lộ ra vẻ chấn động. Nghĩ không ra lệnh tinh luân nhận chủ về sau, mình lại dễ dàng như thế mở ra tinh giới chi môn. Thiên khung đỉnh chóp cái này đạo tinh giới chi môn đang đứng ở nửa mở hợp trạng thái, cũng từ khía cạnh xác minh thương nguyệt thánh nữ trước đó phỏng đoán. Năm đó diệt thế chi chiến, tinh giới chim môn mở ra sau căn bản không có đóng lại, mà là bị tử vi đại đế bảy phong ấn cho cưỡng ép phong bế, thuận tiện cũng đem tinh giới chi môn chìa khóa, tức bảy viên bác đấu ngôi sao, cùng nhau phong ấn tại tinh giới bên trong. Cử động lần này chẳng những lừa qua xâm lấn tinh giới ma tộc, cũng làm cho hậu thế thẩm lãng thành công tiến vào tinh giới. Không thể không nói, tử vi đại đế vì hoàn thành dẫn đạo tinh giới sứ giả nhiệm vụ, có thể nói là nhọc lòng. Thẩm lãng trong lòng nổi lòng tôn kính, nếu không có những cái này các tiền bối trợ giúp, mình tuyệt đối không thể đạt được như thế lớn tạo hóa. Liền xem như vì những cái này chết đi tiền bối, mình cũng phải nỗ lực đi nếm thử cứu vớt thế giới này. Thẩm Lãng tâm cảnh tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh một chút biến hóa. Làm tinh giới chi môn hiện hình về sau, tất cả Lưu Nguyệt tộc người tất cả đều mắt thấy đến một màn này. Thương Nguyệt Thánh nữ cũng kịp thời hiện thân, đi vào Lưu Nguyệt thần mộc trên không, nhìn xem cái này kinh thế hãi tục tràng cảnh, cảm khái nói: "Thánh tổ đại nhân, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy sao?" rốt cuộc có mới tu sĩ tiếp nhận ngài vị trí. Thẳng đến tận mắt chứng kiến thẩm lãng có thể trưởng khống tinh giới chi môn giờ khắc này, thương nguyệt thánh nữ mới hoàn toàn thừa nhận thẩm lãng tinh giới sứ giả thân phận, trong lòng cũng nhận định mới tinh giới sứ giả nhất định sẽ ngăn cản tinh giới đi hướng hủy diệt. Chấm, thẩm lãng không có suy nghĩ nhiều, lập tức nếm thử lấy tinh luân khống chế tinh giới chi môn. Quả nhiên, tinh luân hoàn toàn chính xác có thể khống chế tinh giới chi môn mở ra khép kín, thậm chí còn có không gian truyền tống nghịch thiên năng lực thẩm lãng phát hiện, vô luận mình thân ở tại tinh giới cái kia một chỗ địa điểm nơi trốn, chỉ cần thôi động tinh luân lệnh tinh giới chi môn hiện hình, mình liền có thể bị tinh luân chỗ mang theo không gian chi lực thuấn gian truyền tống đến tinh giới chi môn trước mặt. Phát hiện tinh luân truyền tống năng lực về sau, thẩm lãng vui mừng quá đỗi. Nếu như có thể tại chân tiên giới sử dụng tinh luân truyền tống năng lực, mình liền rốt cuộc không cần lo lắng bị cường địch truy sát. Thẩm lãng tiếp tục nghiên cứu sau một lúc, phát hiện cái này tinh luân vẫn là có nhất định tính hạn chế. Tinh luân chủ yếu công năng vẫn là khống chế tinh giới chi môn mở ra khép kín, truyền tống năng lực chỉ là tinh luân bổ sung một loại công năng mà thôi. Mỗi lần vận dụng tinh luân truyền tống lực lượng về sau, tinh luân đều muốn tiếp tục hấp thu rất nhiều sao trời năng lượng khả năng lần nữa kích hoạt khởi động truyền tống lực lượng. Mặc dù thẩm lãng có có thể gần như liên tục không ngừng sản xuất sao trời năng lượng ngụy thần văn tồn tại, nhưng nại hà tinh luân hấp thu sao trời năng lượng hiệu suất không cao. Lợi dụng tinh luân tiến hành quá một lần truyền tống về sau, Cần để cho tinh luân hấp thu mấy tháng sao trời năng lượng mới có thể đi vào đi lần thứ hai truyền tống. Nói cách khác, Thẩm Lãng cũng không thể tấp nập sử dụng tinh luân truyền tống năng lực, chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng. Mà lại tinh luân ban cho truyền tống lực lượng chỉ là đơn hướng truyền tống, nếu như Thẩm Lãng đưa thân vào tiên giới cái khác tiên vực, khởi động tinh luân truyền tống lực lượng, nói chung sẽ truyền tống đến tiếp cận nhất tinh giới chi môn thánh vực mái vòm. Mặc dù có đủ loại tính hạn chế, nhưng chỉ là có xác định vị trí truyền tống như thế cái nghịch thiên năng lực, đủ để cho tinh luân thay thế quảng thiên cung, tấn thăng thành thẩm lãng tốt nhất bảo mệnh lợi khí. Thẩm lãng cũng không sốt ruột rời đi tinh giới, hắn khống chế tinh luân đóng lại tinh giới đại môn. Đem tinh luân thu vào trong cơ thể về sau, thẩm lãng ngược lại phát hiện, mình phóng thích ra tiểu vũ trụ bên trong còn ẩn chứa bảy viên bắc đấu ngôi sao dung hợp lúc phóng thích ra còn sót lại năng lượng. Mặc dù là còn sót lại năng lượng, nhưng cũng đầy đủ khổng lồ, lại tinh thuần dị thường, nên có thể bị nhục thân của mình hấp thu, tiến hành lợi dụng. Chương 4429, Tấn Thăng Đại La trung kỳ. Bác đấu ngôi sao còn sót lại bộ phận này năng lượng nhưng cũng không phải là đơn thuần sao trời năng lượng, mà là càng tiếp cận với sao trời bản nguyên năng lượng, là sinh ra tinh thần chi lực căn nguyên. Nếu có thể hấp thu hết những cái này bản nguyên năng lượng, có thể khiến thẩm lãng tự thân tiểu vũ trụ càng thêm ổn định lại cường đại, đồng dạng có thể đề cao tự thân tu vi. Cái này cũng xác minh hậu nghệ lúc trước hết pháp hấp thu bảy viên bác đấu ngôi sao về sau, đối tự thân tu vi rất có giúp ích. Thẩm lãng lệnh tiểu vũ trụ lôi cuốn lấy cỗ này tinh thuần vô cùng sao trời năng lượng, thu vào trong cơ thể, áp xúc đến trong đan điền. Xen vào cỗ lực lượng này quá khổng lồ, đến mức đem thẩm lãng đan điền chống phình lên. Thẩm lãng không kịp chờ đợi trở lại chỗ ở, tiến vào quảng thiên cung bên trong, bắt đầu luyện hóa cỗ này bản nguyên năng lượng. Có lẽ là tự thân hồn thể dung hợp thần huyết sau tiến bộ, thẩm lãng thân thể hấp thu năng lượng tốc độ so trước kia nhanh lên nhiều lắm, không đến 3 tháng, cũng đã đem 7 viên bắt đấu ngôi sao lưu lại bản nguyên năng lượng đều hấp thu. Sau 3 tháng, thẩm lãng tiểu vũ trụ cường độ có tăng lên, tu vi càng là rất có tiến bộ. Hắn tu vi từ trước đó đại la kim tiên sơ kỳ sau đoạt, một lần tấn thăng đến đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi nhanh chóng tiến bộ, cho thẩm lãng to lớn lòng tin. Mắt thấy lấy mình tu vi đã đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, thẩm lãng dứt khoát giữ vững tinh thần, xung kích đại la kim tiên trung kỳ. Có tinh văn như thế cái có thể xưng động cơ vĩnh cửu đồng dạng năng lượng thật lớn nguyên, mình muốn xung kích đại la kim tiên trung kỳ cũng không khó khăn. Lấy tinh văn lực lượng đề cao tự thân, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thẩm lãng cùng nhạc phỉ nhi bàn giao vài câu về sau, liền bắt đầu bế quan xung kích đại la kim tiên trung kỳ. Tinh văn bị thẩm lãng khởi động tỉnh lại, năng lượng to lớn bắt đầu liên tục không ngừng chảy vào hắn hồn thể thân xác bên trong xen vào tinh văn hướng chảy thân xác hồn thể bên trong năng lượng quá mức khổng lồ thẩm lãng kinh mạch toàn thân nổi lên cơ bắp cổ trướng thân thể biến lớn hơn một vòng bên ngoài thân phóng xuất ra trận trận kim quang cho dù có thần huyết áp chế tinh văn phóng thích ra năng lượng vẫn là quá mức khổng lồ thẩm lãng tại hấp thu tinh văn lực lượng đồng thời để thân xác duy trì lấy bất diệt kim thân trạng thái cũng thời khắc vận chuyển lên trong cơ thể lưu ly hỏa liên để thân xác tránh bởi vì quá độ tràn đầy năng lượng nhận tổn thương thẩm lãng hồn thể thân xác cũng không thể liên tục không ngừng hấp thu tinh văn bên trong năng lượng, mà là đang tiến hành cùng loại kinh mạch tuần hành, chính là năng lượng tại thể nội tuần hoàn lưu động, mức độ lớn nhất bị thân xác cùng hồn thể hấp thu. Tinh văn sẽ nháy mắt bổ đầy bị thẩm lãng thân xác cùng hồn thể hấp thu hết năng lượng, mà lệnh năng lượng tại thẩm lãng trong cơ thể nhiều lần tuần hành. Nó nguyên lý tại trên bản chất cùng đả tỏa lúc tu luyện phun ra nuốt vào nạp khí không có khác nhau, nhưng có tinh văn tiếp tục không ngừng cung cấp tinh thuần năng lượng, thẩm lãng đang ngồi lúc, trong cơ thể lưu động năng lượng cường độ so bình thường thổ nạp mạnh hơn trăm vạn lần không chỉ. Có thể cho rằng, thẩm lãng tốc độ tu luyện là bình thường đả tỏa tu luyện trăm vạn lần trở lên. Thông thường mà nói, Đại La Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ muốn xung kích Đại La Kim Tiên trung kỳ, cần góp nhật hải lượng năng lượng, nhưng có tinh văn cung cấp năng lượng thẩm lãng, không có ngưỡng cửa này. Dù là như thế, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn xung kích Đại La Kim Tiên trung kỳ, cũng không có dễ dàng như vậy. Một ngày, 10 ngày, trăm ngày, ngàn ngày. Trong nháy mắt, 3 năm qua đi, 3 năm này ở giữa, thẩm lãng một mực đợi tại Quảng Thiên Cung bên trong đả tọa tu luyện, cố gắng xung kích Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Cuối cùng là tại năm thứ ba cuối cùng, đâm xuyên tự thân bình cảnh, thành công tấn thăng đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Đột phá Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, thẩm lãng thực lực lại lần nữa tăng lên gấp bội. Thân xác, thần hồn, tiểu vũ trụ, lưu ly li hỏa liên, thần nông lực lượng, cùng các loại bản nguyên chi lực đồng đều dâng lên đến một loại cao thâm khó dò trình độ liên hề phong cùng thương nguyệt thánh nữ đều mặc cảm trong mắt bọn hắn thẩm lãng thực lực đã có thể dùng sâu không lường được để hình dung hai người đều vì thẩm lãng đột phá mà cảm thấy cao hứng cùng kích động vì chúc mừng thẩm lãng tấn thăng đại la kim tiên trung kỳ thương nguyệt thánh nữ muốn đặc biệt vì thẩm lãng tổ chức một lần cỡ lớn tiệc rượu thẩm lãng bản không nghĩ xuất quân ồ ạt như vậy thương nguyệt thánh nữ lại gọn gàng mà linh hoạt nói bây giờ thẩm huynh đã đột phá đại la trung kỳ chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ rời đi tinh giới. Trước khi chia tay, Thương Nguyệt nhất định phải vì ngươi tổ chức một lần tiệc rượu, cũng coi là lễ tiễn biệt. Nghe Thương Nguyệt Thánh Nữ kiểu nói này, thẩm lãng đành phải đáp ứng xuống. Tiệc rượu ngay tại xây dựng lại sau Lưu Nguyệt Thành quảng trường cử hành, tất cả tộc nhân tất cả đều tham gia tiệc rượu. Cùng ngày, quảng trường bên trong bố trí dựng các loại đình đài, đều là dùng nhất quý báu tinh thạch đắp lên mà thành, xung quanh trồng các loại linh hoa linh thảo, diễm lệ dị thường cuộc yến hội bị điểm xuyết tựa như tiên cảnh lưu nguyệt tộc tất cả trưởng lão đồng đều trình diện chúc mừng lên thẩm lãng thẩm lãng cùng mọi người nâng chén đối ẩm không phân khác biệt thương nguyệt thánh nữ tâm tình mười phần không sai kéo lên hề phong cùng thẩm lãng ba người cùng uống một chén về sau thương nguyệt thánh nữ hai gò má phím hồng khẽ cười nói trải qua lúc trước đủ loại gặp trắc trở thương nguyệt cùng hai vị cũng coi là đồng sinh cộng tử sau này cũng đem đối mặt cộng đồng cường địch đã có này ràng buộc không bằng chúng ta ở đây ba người kết nghĩa Kim Lan được chứ. Trải qua những ngày qua tiếp xúc, thầm lãng trong lòng đã mười phần tín nhiệm thương nguyệt thánh nữ, nâng chén cười nói, đương nhiên được. Đã thương nguyệt cô nương có này tâm ý, thẩm mộ há có không lĩnh tình đạo lý. thẩm lãng nguyện ý cùng hai vị kết nghĩa, không cầu có phúc cùng hưởng, nhưng cầu đồng sinh cộng tử. Bên cạnh thân hề phong dù cảm xúc bành trướng, liền hơi trần chờ Thương nguyệt thánh nữ ánh mắt chuyển hướng hề phong, hỏi, hề phong đạo hữu thế nhưng là không nguyện ý hề mỗ tất nhiên là nguyện ý hề phong trịnh trọng việc ôm quyền lập tức nhíu mày nói ra chẳng qua ta cái này mang tội chi thân há có tư cách cùng thẩm huynh cùng thương nguyệt cô nương kết nghĩa thương nguyệt thánh nữ lắc đầu nói lời ấy sai rồi ba người chúng ta chỉ luận lúc này chỉ luận tương lai hề phong đạo hữu không cần câu nệ tại quá khứ đúng vậy a à, hề phong huynh không cần lấy thêm chuyện xưa chú ý thẩm lãng cũng khuyên hề phong hít sâu một hơi mắt lộ ra vẻ cảm kích hướng phía hai người ôm quyền cúi đầu nhận được thẩm huynh cùng thương nguyệt cô nương để mắt hề mỗ hề mỗ nguyện cùng hai vị kết nghĩa về sau sinh tử cần nhờ hoạn nạn gắn bó thấy hề phong đáp ứng xuống thẩm lãng cùng thương nguyệt thánh nữ hai người cũng mặt lộ vẻ ý cười ba người lúc này liền đốt hương bái trời kết nghĩa kim lan thẩm lãng cùng hề phong hai người gọi nhau huynh đệ cùng thương nguyệt thánh nữ huynh muội tương xứng thương nguyệt thánh nữ tự giác lấy tiểu muội tự xưng làm cho thẩm lãng đều có chút xấu hổ mặc dù thương nguyệt thánh nữ bề ngoài yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn làm người chiều mến nhưng luận tuổi tác thương nguyệt thánh nữ làm thẩm lãng nãi nãi cũng không chỉ thẩm huynh thân là thiên tuyển giả tu vi vượt qua tiểu muội chỉ là vấn đề thời gian tăng thêm lại là tinh giới sứ giả tiểu muội tự nhiên phải nghe ngươi tu chân giới cho tới bây giờ đều là lấy tu vi luận bối phận thẩm huynh ghét bỏ tiểu muội si lớn hơn ngươi vài tuổi liền nghĩ đổi tên hô thế nhưng là có như vậy điểm quá phận nha thương nguyệt thánh nữ nâng lên miệng nhỏ tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt lộ ra một chút ủy khuất chi sắc. Không thể không nói, thương nguyệt thánh nữ làm núng lực sát thương khá lớn, thẩm lãng tranh thủ thời gian chịu thua, vội vàng dụ dỗ nói, tốt tốt tốt, cứ dựa theo thương nguyệt muội muội người ý tứ tới đi. Khổ khổ, dù sao xương hô cái gì, cũng không trọng yếu. chương 4430, tàn thức chi thể. Thấy thẩm lãng cuối cùng là đổi giọng, thương nguyệt thánh nữ khóe miệng đi lên nhếch lên, mặc dù nàng số tuổi thọ kéo dài, nhưng chưa hề xuất thế, tâm tính thuần khiết không tì vết, cùng thiếu nữ không khác. Chỉ có đụng phải chân chính có thể thổ lộ tâm tình chi kỷ bạn tốt, thương nguyệt thánh nữ mới có thể hiển lộ ra thiếu nữ tâm tính. Đáng tiếc thẩm huynh đã có thể thiếp, nếu không tiểu muội cũng không nhất định sẽ lựa chọn chỉ cùng thẩm huynh làm huynh muội nói không chừng quan hệ còn có thể tiến thêm một bước đâu. Thương nguyệt thánh nữ nhàn nhạt cười một tiếng, môi mỏng cong ra một đạo xinh đẹp đường cong, thần thái nói không nên lời mềm mại đáng yêu. Không thể không nói, thương nguyệt thánh nữ thu liếm cao lãnh khí tức về sau, quả nhiên là mạo khuynh thiên hạ, dung quang kinh người, chỉ làm cho người nhìn lên một cái, liền có loại khó mà tự kềm chế cảm giác. Liền Thẩm lãng đều có chút tâm hoảng ý loạn, lúng túng nói thương nguyệt muội muội đừng nói giỡn. Nhìn xem Thẩm lãng có quắp hốt hoảng bộ dáng, thương nguyệt thánh nữ che mặt cười khẽ tốt tốt, tiểu muội liền không đùa thẩm huynh, chúng ta tiếp tục uống rượu. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thương nguyệt thánh nữ trong đáy lòng quả nhiên là đối thẩm lãng ôm lòng hảo cảm, đây cũng không phải đơn thuần thích, mà là một loại sắp xỉ tại sùng bái hào cảm. Nếu như thẩm lãng thật sự có ý, thương nguyệt thánh nữ chưa chắc sẽ nói ra cự tuyệt ngữ điệu. Bởi vì nếu như có thể cùng thẩm lãng kết làm đạo lữ, vô luận là đối mình, vẫn là đối lưu nguyệt tộc, đều là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, thương nguyệt thánh nữ có thể rõ ràng nhìn ra thẩm lãng thần sắc bên trên ý cự tuyệt, trong lòng vẫn là thoáng có như vậy điểm cô đơn. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, tiếp tục cùng thẩm lãng cùng hề phong nâng chén đối ẩm, nói thoải mái ba người đều lẫn nhau nói ra tính toán cho sau này thẩm lãng biểu lộ ra mình rất nhanh liền sẽ rời đi tinh giới thương nguyệt thánh nữ cùng hề phong hai người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thẩm lãng là thiên tuyển giả tự nhiên có rất nhiều chuyện chờ đợi hắn đi làm hề phong thì ôm quyền nói ra thật có lỗi thẩm huynh hề mỗ tạm thời sẽ không rời đi tinh giới ta dường như xa cách mở thế tất sẽ bị nguyên thủy thiên tôn cảm thấy được hồn thể dị biến đến lúc đó có thể sẽ đứng trước rất nhiều phiền phức cũng rất có thể sẽ xáo trộn hậu nghệ tiền bối kế hoạch. Từ kiềm chế thần sắc bên trên, thẩm lãng vẫn có thể nhìn ra hề phong là rất muốn rời đi tinh giới, đi tìm nguyên thủy thiên tôn tính sổ sách. Nhưng bởi vì hề phong trong cơ thể vu hồn đã cùng hậu nghệ tinh thần ý chí dung hợp, một khi bại lộ thân phận, rất dễ dàng xấu đại sự, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tại tinh giới tạm lánh. Thẩm lãng biết hề phong khó xử, nói thẳng, hề phong huynh liền an tâm lưu tại tinh giới đi, chuyện ngoại giới giao cho ta đi xử lý là đủ. Thẩm huynh, kia nguyên thủy thiên tôn tính toán tường tận thiên cơ bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ nguyên thủy thiên tôn chỉ sợ sẽ cho ngươi thiết hạ tầng tầng cái bẫy rời đi tinh giới về sau ngươi ngàn vạn cẩn thận hề phong mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dặn dò thẩm lãng gật đầu đáp yên tâm đi hề phong huynh ta chắc chắn hành sự cẩn thận thẩm huynh đây là tiểu muội sớm mấy năm từ ma tộc thu tập được liên quan tới ma vực một chút tin tức thống nhất ghi vào cái này sách trong ngọc giản nội dung bao dung rộng khắp có lẽ đối thẩm huynh có chỗ trợ giúp Thương Nguyệt Thánh Nữ lấy ra một viên màu trắng ngọc giản, giao cho Thẩm Lãng. Thương Nguyệt muội muội có tâm, Thẩm Lãng nhận lấy Thương Nguyệt Thánh Nữ đưa tới ngọc giản, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thô sơ giản lược nhìn lại, ngọc giản bên trên ghi chép nội dung phần lớn đều là ma vực tại diệt thế chi trước khi chiến đấu một chút cơ bản tin tức, cùng thế lực tình hình chung, đối Thẩm Lãng có tác dụng lớn. Tô Nhược Tuyết hiện tại tung tích không rõ, chiếu hiện tại nắm giữ manh mối đến xem, nàng chưa chắc sẽ tại chân tiên giới bên trong nếu như không tại chân tiên giới, vậy liền vô cùng có khả năng tại ma vực hoặc quỷ vực. Hơn, trường nắm một chút hai cái này giới vực tin tức, trăm lợi mà không có một hại. Ba người hàn huyên một hồi về sau, liền riêng phần mình đi mời rượu, thẩm lãng thừa cơ thoát khỏi rượu cục, đi vào nhạc phỉ nhi bên cạnh, theo nàng uống rượu mấy chén, phẩm tử ngắm trăng. Thật có lỗi phỉ nhi, khoảng thời gian này một mực đang bận biểu các loại sự tình, đều không rảnh cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Thẩm lãng trên mặt lộ ra một tia dây dứt, cảm giác mình làm bạn nhạc phỉ nhi thời gian quá ngắn, trong lòng có không nhỏ thua thiệt cảm giác. Nhạc phỉ nhi khẽ lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, "Công tử một mực đợi ta như lúc ban đầu." Phỉ nhi đã vừa lòng thỏa ý. Kỳ thật, phỉ nhi chỗ theo đuổi tình cảm, cũng không cần cỡ nào nóng bỏng, cũng chưa chắc cần thời thời khắc khắc làm bạn, chỉ cần có được, vẫn luôn tại, liền đầy đủ. Công tử còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, phỉ nhi chỉ hy vọng công tử đừng có bất luận cái gì tâm lý bao phục, làm tốt chính mình sự tình, phỉ nhi chờ ngươi trở về. Dứt lời, Nhạc Phỉ Nhi nhẹ nhàng dựa vào đổ vào Thẩm Lãng trong ngực, ôm lấy Bạch Ngọc thụ cầm, đánh đàn đàn tấu. Thẩm Lãng cảm động hết sức, cảm khái nói: "Phỉ Nhi, ta Thẩm Lãng cũng không biết là có tài đức gì, có thể có được ngươi dạng này như mộng ảo đạo lữ. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ bình an vô sự trở về, vượt qua chàng nguy cơ này." Nhạc Phỉ Nhi nhẹ ừ một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia điềm tĩnh mỉm cười. Nhìn xem nữ nhân ôn nhu giống như nước nụ cười, Thẩm Lãng tâm thần xúc động. Mình có thể vì Nhạc Phỉ Nhi làm sự tình không nhiều, nhưng có một việc hắn nhất định phải làm được. Một ngày nào đó, Thẩm Lãng sẽ để cho Nhạc Phỉ Nhi tái hiện quang minh. Nhạc Phỉ Nhi trời sinh mắt mù, nhưng có thể lấy tai thay mặt mục, tại nhân giới cùng thượng cổ linh giới được xưng là Diệu Âm Thể. Mà Diệu Âm Thể tại chân tiên giới có loại thuyết pháp thuộc về tàn thức chi thể một loại. Cái gọi là tàn thức chi thể chính là tiên thiên thiếu thốn ngũ thức bên trong một loại hoặc nhiều loại, cái này thuộc về không cách nào được chữa trị lúc trước thiếu hụt liền giống với một cái nhân sinh đến liền không có nhãn thức cái này khái niệm, đã không phải tổn thương, vậy liền không cách nào chữa trị. Đương nhiên, loại này thiếu thốn cũng không phải là chỉ đem đến mặt trái hiệu quả, tàn thức chi thể tu sĩ giữ lại cái khác ngũ thức sẽ có được to lớn tăng lên, ví dụ như cùng loại với rượu âm thể tu sĩ, nhĩ thức so bình thường tu sĩ mạnh hơn gấp mấy vạn, đối thanh âm phân rõ năng lực vượt qua thường nhân. Đáng tiếc, cho dù thiếu thốn nhãn thức tu sĩ thần thức tu luyện mạnh hơn, cũng không cảm giác được hai mắt nhìn thế giới cái chủng loại kia trực quan rung động sắc thái. Nghe nói muốn trị liệu tàn thức chi thể, chỉ có nắm giữ luân hồi pháp tắc tu sĩ, lấy lực lượng pháp tắc thay đổi tu sĩ tự thân thiếu hụt, mới có thể làm được chữa trị nguyên bản thiếu thốn ngũ thức. Nắm giữ lực lượng pháp tắc, thẩm lãng hiện tại tự nhiên là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình một ngày nào đó, cũng có thể có được loại cấp bậc kia lực lượng. Kéo xa, nhạc phỉ nhi lựa chọn lưu tại tinh giới, thẩm lãng cũng triệt để an tâm, Hắn để Thương Nguyệt Thánh nữ đối nhạc phỉ nhi chiếu cố nhiều hơn. Thân là Thẩm Lãng đạo lữ, Thương Nguyệt Thánh nữ tự nhiên đối nhạc phỉ nhi 10 phần tôn trọng. Thấy nhạc phỉ nhi tu vi tại La Thiên thượng tiên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ chỉ có kém một đường, Thương Nguyệt Thánh nữ chủ động đề nghị để nhạc phỉ nhi tiến vào Lưu Nguyệt Thần Mộc nội bộ tinh không trong kết giới tu luyện, có thể để nhạc phỉ nhi tu vi nhanh chóng đột phá. Nguyên lai, like, từ Thương Nguyệt Thánh nữ dung hợp thần huyết về sau, nàng đã có thể tự do trưởng khống Lưu Nguyệt Thần Mộc bên trong tinh không kết giới thần mộc nội bộ tinh không trong kết giới tràn ngập mật độ cực cao năng lượng trừ hỗn độn linh lực tinh thần chi lực bên ngoài thậm chí còn có chút hít hỗn độn tiên khí tu sĩ tại trong kết giới tu luyện tốc độ có thể nói là một ngày ngàn dặm mà lại bản thân không nhận thiên địa pháp tắc hạn chế khiến cho la thiên thượng tiên cũng có thể đột phá tu vi bên trên bình cảnh xung kích đại la chi cảnh chỉ là cái này đặc tính liền để thần mộc nội bộ tinh không kết giới trở thành cực tốt tu luyện hoàn cảnh có loại này được trời yêu ái điều kiện Nhạc Phỉ Nhi tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Chương 4431, rời đi tinh giới. Nhạc Phỉ Nhi sở dĩ lựa chọn lưu tại tinh giới, chính là muốn hảo hảo tu luyện, để tương lai có thể giúp Thẩm Lãng một chút sức lực. Thương Nguyệt Thánh nữ có thể cung cấp tốt như vậy tu luyện tràng chỗ, vừa vặn làm thỏa mãn Nhạc Phỉ Nhi ý nguyện, hướng Thương Nguyệt Thánh nữ nói cảm ơn liên tục. Thấy Nhạc Phỉ Nhi khiêm tốn hữu lễ, khí chất tuyệt hảo, Thương Nguyệt Thánh nữ đối nàng ấn tượng rất tốt. Thương Nguyệt Thánh Nữ thuận tiện cũng mời Hề Phong cùng nhau tiến vào tinh không trong kết giới tu luyện. Hề Phong bởi vì được lợi tại hậu nghệ tinh thần ý chí cùng tự thân vu hồn dung hợp, không chọn vẹn vu hồn dần dần được chữa trị, để Hề Phong tự thân tiềm lực đạt được to lớn tăng lên. Luận tốc độ tu luyện, Hề Phong thậm chí sẽ không thua phải lấy được Ngụy Thần Văn Thẩm Lãng, hắn đương nhiên cũng vui vẻ tại tiếp nhận Thương Nguyệt Thánh Nữ mời. Không chỉ là Nhạc Phỉ Nhi cùng Hề Phong, Thương Nguyệt Thánh Nữ chuẩn bị để thần mục nội bộ tinh không kết giới trở thành công cộng tu luyện tràng chỗ, để lưu nguyệt tộc tất cả La Thiên thượng tiên cấp bậc tu sĩ đều có tiến vào tinh không trong kết giới tu luyện cơ hội. Mặc dù dạng này miễn không được sẽ tiêu hao lưu nguyệt thần mộc sinh mệnh nguyên khí cùng thần huyết lực lượng, nhưng dưới mắt khoảng cách tiên giới đại kiếp chỉ còn lại hơn 80 vạn năm, câu nệ tại tự thân tiêu hao mới là không sáng suốt hành vi. Tại sắp xảy ra đại kiếp trước đó, để càng nhiều thiên phú ưu tú tộc nhân đạt được tiến bộ cơ hội, tăng lên lưu nguyệt tộc thực lực tổng hợp, dạng này khả năng mức độ lớn nhất tránh thương vong thẩm lãng có chút bội phục thương nguyệt thánh nữ khí độ. Hắn dứt khoát tại tiệc rượu kết thúc trước cũng hào phóng một cái, xuất ra mình một điểm vốn liếng, tặng cho lưu nguyệt tộc mấy chục tỷ trung phẩm tiên linh thạch, cùng rất nhiều pháp bảo đan dược vân vân. Xen vào lúc trước từ liên tinh cùng phi dạ nơi đó được không ít tài nguyên tu luyện, tăng thêm mình những năm gần đây mò được chiến lợi phẩm, tặng cho lưu nguyệt tộc bộ phận này tài nguyên tu luyện đối thẩm lãng mà nói không tính là cái gì. Nhưng đây đối với liền tiên linh thạch đều cực ít tiếp xúc qua lưu nguyệt tộc, không thể nghi ngờ là tài sản to lớn. Thương Nguyệt Thánh nữ chấn kinh nói không ra lời, ngay từ đầu nói cái gì đều không muốn thu, nhưng ở Thẩm Lãng liên tiếp thuyết phục phía dưới, vẫn là lòng mang cảm kích nhận lấy. Thẩm huynh đại ân, Lưu Nguyệt tộc làm vĩnh thế khắc trong tâm khảm. Thương Nguyệt Thánh nữ kích động tột đỉnh, hốc mắt đều có chút ướt át. Sứ giả đại nhân tri ân, Lưu Nguyệt tộc vĩnh thế ghi khắc. Trong hội trường tất cả Lưu Nguyệt tộc đều nhao nhao kho người nói tạ, kích động không thôi. Đều là người một nhà liền không cần khách khí như vậy nha. Tới tới tới, mọi người cùng uống một chén. Thẩm lãng nâng chén cùng mọi người cộng ẩm, toàn trường sôi trào khắp trốn. Đối với hiện tại thẩm lãng mà nói, những cái này tài nguyên tu luyện chẳng qua là vật ngoài thân, tặng cho lưu nguyệt tộc cũng coi là vật tận kỳ dụng. Đợi tiệc rượu tán đi, đã là ngày kế tiếp thần sơ. Thẩm lãng quyết định rời đi tinh giới, sắp chia tay lúc, nhạc phỉ nhi, hề phong, thương nguyệt thánh nữ đều tại, lưu nguyệt tộc la thiên thượng tiên trở lên cao tầng cũng đến đây tiễn biệt tiểu muội nên nói đều đã nói qua chúc thẩm huynh hết thảy thuận lợi thương nguyệt thánh nữ khom người đi một cái vái chào lễ thẩm huynh bảo trọng hề phong cũng trùng điệp ôm quyền thẩm lãng ôm quyền đáp lễ thương nguyệt muội muội hề phong huynh các người cũng bảo trọng công tử bảo trọng nhạc phỉ nhi khẽ cắn môi mỏng mặt mũi tràn đầy thần sắc không muốn thẩm lãng tiến lên ôm lên nhạc phỉ nhi dặn dò vài câu cũng để nàng không nên lo lắng Cáo biệt đám người về sau, thẩm lãng thôi động lên tinh luân, mở ra tinh giới chim môn. Tinh giới thiên khung phía trên, đột một bắn ra vô cùng kim quang, chiếu dọi đại địa. Kim quang bên trong ẩn hiện một đạo to lớn cửa lớn màu vàng óng, thẩm lãng lại lần nữa hướng đám người bái biệt về sau, liền hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới chậm chậm mở ra cửa lớn màu vàng óng bên trong, dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Lần này tinh giới hành trình, rốt cục cũng đã qua một đoạn thời gian. Chấm Thẩm lãng xuyên qua tinh giới chi môn về sau, bị kịch liệt kim quang thôn phệ, đại não một trận choáng váng. Phảng phất giống như là tiến hành xuyên qua thời không đồng dạng, choáng váng qua đi, thẩm lãng dường như đến một chỗ khác hoàn toàn khác biệt không gian. Hắn hóa thành một viên sao băng, từ không trung mái vòng hạ xuống, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía phía dưới một tòa phù đảo ra tốc rơi xuống. Cảm nhận được bên tai hô hô phong thanh, thẩm lãng tranh thủ thời gian vận chuyển lên tâm mạch chỗ lưu ly li hỏa liên, lưu ly li hỏa bay thẳng chán, ý thức tỉnh táo thêm một chút, chỗ nghi tâm tu la thánh đồng đã cảm thấy được phía dưới phù đảo chính là thánh vực mái vòm phù đảo. Thẩm lãng bày ngay ngắn tư thế, rơi hướng phù đảo chính giữa mặt đất, phát ra đông một tiếng chấn thiên trầm đục. Mặc dù hạ xuống lúc trọng lực kinh người, nhưng lấy thẩm lãng thân xác cường độ mà nói, điểm ấy lực trùng kích căn bản không đủ để để hắn thụ thương. Thẩm lãng đứng thẳng đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, trang cảnh hết sức quen thuộc. Mình vừa lúc rơi xuống trí thánh vực phù đảo chính khu vực trung ương, Trước người cao cao đứng vững tế đàn lớn, chính là để thẩm lãng truyền tống đến tinh giới Quan Tinh Đài. Thẩm lãng đầu tiên là thôi động tu la thánh đồng, liếc nhìn một vòng, cũng không có phát hiện thánh vực mái vòm phù đảo có tu sĩ khác tung tích, trong lòng thở dài một hơi, xem ra xiển giáo còn không có tu sĩ theo tới nơi đây. Chẳng qua lời nói đi cũng phải nói lại, từ mình tiến vào tinh giới, đến rời đi tinh giới, cũng có thời gian 4, 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, xiển giáo thế mà không có tiếp tục phái người đến thánh vực truy tra, ngược lại là một kiện việc lạ thẩm lãng vội vàng đi vào quan tinh đài đỉnh phát hiện nguyên bản quan tinh đài đỉnh chóp hình vuông tế đàn đã bị hề phong kia một búa chém nát bị triệt để phá hư trong lòng càng là tỉnh táo mấy phần cái này quan tinh đài đỉnh chóp tế đàn chính là năm đó tử vi đại đế phong ấn tinh giới không gian thông đạo bây giờ thông đạo bị triệt để phá hư tăng thêm tinh giới chi môn bị thẩm lãng hoàn toàn đóng lại sau này lại không còn có tu sĩ sẽ xông nhầm vào tinh giới có thể đi vào tinh giới cũng chỉ có tay cầm tinh luân chính mình thẩm lãng có chút an tâm rốt cục có thể bắt đầu tiến hành nhiệm vụ của mình chuyện thứ nhất chính là lợi dụng thiên địa bảo giám đến điều tra huyết thần tử ma hạch thẩm lãng bàn tay duỗi ra tế ra thiên địa bảo giám nói ra yêu cầu của mình thiên địa bảo giám nói thẳng chủ nhân tiểu nhân sử dụng bao trùm toàn bộ chân tiên giới thấm nhuần càn khôn chi pháp về sau sẽ tiêu hao tương đối lớn lực lượng lại sử dụng một lần qua đi sẽ tại trong một khoảng thời gian lâm vào trạng thái hư nhược, ít nhất phải nghỉ ngơi cái hơn nửa năm mới có thể khôi phục. Xen vào thời gian cách xa nhau dài, cho nên tiểu nhân đề nghị, chủ nhân nếu như còn có cái khác muốn tìm tìm bảo vật, có thể cùng nhau nói ra. Dù sao tiểu nhân thi triển thấm nhuần càn khôn chi pháp lúc, tìm kiếm phạm vi là toàn bộ chân tiên giới, có thể một lần tính lục soát nhiều cái mục tiêu. Thiên địa bảo giám kiểu nói này, ngược lại là làm thỏa mãn thẩm lãng ý nguyệt, hắn xác thực cũng có rất nhiều muốn tìm tìm đồ vật, Ví dụ như Thiên đạo mảnh vỡ, Hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch, Thiên cơ quái bàn mảnh vỡ, cùng cùng loại tô nhược tuyết lưu lại bỉ ngạn hoa chờ chút. Thẩm Lãng dứt khoát đem mình muốn tìm đồ vật một mạch nói cho Thiên địa bảo giám, cũng xuất ra Hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch, Thiên cơ quái bàn mảnh vỡ cùng kia đóa bỉ ngạn hoa, theo thứ tự cho Thiên địa bảo giám thăm dò thêm vài lần. Thiên đạo mảnh vỡ đã cùng thân thể của mình dung hợp, không cách nào hiện ra cho Thiên địa bảo giám nhìn qua, chẳng qua Thiên địa bảo giám nói thẳng có thể cảm nhận được Thiên đạo mảnh vỡ khí tức này cũng miễn đi thẩm lãng biểu hiện ra thiên đạo mảnh vỡ quá trình. Chủ nhân nói mấy thứ đồ, tiểu nhân đã ghi nhớ, ta sẽ cố gắng thay chủ nhân tìm đủ những vật này. Dứt lời, thiên địa bảo giám chính giữa khe đá chậm rãi triển khai, như màn cửa chậm rãi hướng phía hai bên kéo ra, khe đá nội bộ bóng loáng kim sắc mặt kính thình lình bắn tung tóe ra sán lạn như liệt dương kim mang. Chương 4432, huyết trì kết giới cùng rách nát chùa miếu. Theo thiên địa bảo giám nội bộ mặt kính không ngừng triển khai, bảo kính dần dần thoát ly thẩm lãng bàn tay, phiêu phù ở quan tinh đài phía trên giữa không trung. Chủ nhân, tiểu nhân cần ngài cung cấp hỗn độn linh lực làm năng lượng trèo trống, thuận tiện lại rót vào một chút hồn lực, thuận tiện tiểu nhân đem quan trắc đến tràng cảnh hình tượng cùng chủ nhân thần niệm cùng hưởng. Lơ lửng thiên địa bảo giám cao giọng nói, thẩm lãng chỉ khẽ gật đầu về sau, liền hướng phía thiên địa bảo giám bên trong đánh vào rất nhiều hỗn độn linh lực cùng một chút hồn lực. Dầm dầm rầm. Vô cùng vô tận kim quang giống như thủy triều từ thiên địa bảo giám trong mặt gương đổ xuống mà ra, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thánh vực phù đảo chiếu sáng trưng. Thiên địa bảo giám mặt kính phóng xuất ra kịch liệt năng lượng chấn động, trên đài xem sao phương không gian như sóng nước gợn sóng chấn động. Chủ nhân, còn kém một chút xíu. Thiên địa bảo giám hô to lên tiếng, nó đã đang cật lực thi pháp, nại hà thẩm lãng cung cấp hỗn độn linh lực vẫn còn có chút không đủ. Cái này thiên địa bảo giám dù sao cũng là thông huyền cấp trí bảo, cho dù thẩm lãng đem toàn thân hỗn độn linh lực điên cuồng đánh vào thiên địa bảo giám bên trong, như cũ có chút không đủ. Vì ngăn ngừa ra cái gì sai lầm, thẩm lãng đành phải vận dụng tinh văn, chỗ mi tâm sáu cánh sao hình hình dáng trang sức phóng xuất ra ông ánh chói mắt tinh quang. Trong nháy mắt, thẩm lãng toàn thân cơ bắp cổ trướng, song trưởng hướng phía trên bầu trời thiên địa bảo giám dùng sức đẩy, như sóng biển như thác nước hỗn độn linh lực từ thẩm lãng trong cơ thể đổ xuống mà ra, cuốn vào thiên địa bảo giám bên trong. Suốt cục, thiên địa bảo giám nội bộ kim sắc mặt kính toàn bộ triển khai, một đạo thanh thế to lớn mạnh mẽ kim sắc cột sáng từ mặt kính bốc lên mà ra, bay thẳng vân tiêu. ầm ầm cực thịnh kim mang đem nơi mắt nhìn thấy hết thảy đều phủ lên thành thuần kim sắc. Thiên địa bảo giám phóng thích ra kim sắc cột sáng tại chạm đến giao diện bích chứng kia một cái chớp mắt về sau, liền hóa thành vô cùng vô tận kim quang, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét lan tràn tốc độ nhanh chóng tựa như thuấn di ngay sau đó thiên địa bảo giám ở giữa không trung xoay chuyển một cái mặt mặt kính chính đối đứng ở quan tinh đài chính giữa chính giữa mặt kính bắn ra kim quang trực tiếp chiếu vào thẩm lãng trên thân trong nháy mắt thẩm lãng trong đại não hiện lên vô số trận cảnh nương theo lấy rất nhỏ choáng váng cảm giác thánh vực núi thậm chí thiên tinh tiên vực hết thảy tràng cảnh toàn bộ rót vào đến thẩm lãng trong đầu phức tạp tình cảnh quả thực như sóng biển từng cơn sóng liên tiếp nếu như là thần hồn tu vi không mạnh tu sĩ, cũng có thể gánh chịu không được cái này quá lượng nội dung, trực tiếp bất tỉnh đi. Thẩm lãng đang học lấy nội dung sau khi, toàn lực vận chuyển tâm mạch chỗ lưu ly hỏa liên, bảo trì đại não thanh tình. Cũng may thiên địa bảo giám sẽ nhanh chóng sàng chọn ra nội dung, thẩm lãng cũng không cần thiết cẩn thận ngược dòng tìm hiểu cái này hải lượng tràng cảnh hình tượng, nếu không đầu đều muốn bạo tạc. Đại khái nửa phút sau, thiên địa bảo giám đem tràng cảnh khóa chặt tại phương đông cái nào đó tiên vực thẩm lãng trong đầu xuất hiện rõ ràng hình tượng, chỉ thấy bốn phía giường như huyết trì, khắp nơi đều là sền sệt huyết tương khối thịt, những cái này huyết dịch khối thịt đang không ngừng lăn lộn nhúc nhích, đã quỷ dị lại buồn nôn. Chỗ này tràn đầy huyết dịch khối thịt trong huyết trì, tràn ngập cực đoan mãnh liệt hung sát chi lực, thậm chí để thẩm lãng loại này người mang tu la ma trùng tu sĩ đều cảm giác được tê cả ra đầu. Cuối cùng là, thẩm lãng giật nảy cả mình, quỷ dị như vậy tràng cảnh. Thiên địa bảo giám thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nói chủ nhân, nơi đây huyết chỉ tựa hồ là cái nào đó cỡ lớn trong kết giới nội bộ tràn ngập cực kỳ cường đại hung sát chi lực tiểu nhân ở đây cảm ứng được cùng loại kia ma hạch mảnh vỡ khí tức mà lại có khí tức này xa so với hậu nghệ tiền bối cho tiểu nhân nhìn khối kia ma hạch mảnh vỡ phải mạnh mẽ hơn nhiều thẩm lãng vội vàng truy vấn người có thể thăm dò đến đây là nơi nào sao thiên địa bảo giám đáp lại nói bởi vì kết giới này phạm vi thực sự quá lớn ngoại bộ lại có cực mạnh lực lượng pháp tắc phong ấn tiểu nhân cũng không có cách nào phân biệt vị trí cụ thể, chỉ có thể đại khái phán đoán hẳn là tại thương huyền tiên vực bắc bộ. Thẩm lãng vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, trong đầu chỗ này quỷ dị trong huyết chỉ đã có lấy cường đại như thế kết giới cùng phong ấn tồn tại, tất nhiên hẳn là vô cùng dễ thấy mới đúng, nhưng vì sao cái này vô số năm qua cũng không ai phát hiện huyết thần tử ma hạch. Thương huyền tiên vực bắc bộ, thẩm lãng trong lòng 10 phần nghi hoặc, nhưng cũng lười nhát suy nghĩ nhiều, chỉ đem thiên địa bảo giám cho ra kết luận ghi ở trong lòng đã thiên địa bảo giám có thể đem trong đầu nơi trốn định vị tại thương huyền tiên vực bắc bộ chỉ cần ở đây tiên vực bắc bộ tìm kiếm có cỡ lớn kết giới dấu vết địa phương hẳn là sẽ có phát hiện thẩm lãng thở dài một hơi tiếp tục để thiên địa bảo giám tìm kiếm những vật khác thiên địa bảo giám tiếp tục quan trắc nương theo lấy một trận cưỡi ngựa xem hoa hình tượng thẩm lãng trong đầu lại xuất hiện một cái rõ ràng tràng cảnh tràng cảnh ở vào một chỗ đỉnh núi cao đỉnh núi bốn phía đều là rách nát chùa miếu kiến trúc dường như hoang phế cực kỳ lâu tường đổ bên trong cỏ dại trải rộng, sinh khí hoàn toàn không có. Thiên địa bảo giám, cái này lại là địa phương nào? Thẩm lãng hiếu kỳ hỏi, thiên địa bảo giám trả lời, là thương huyền tiên vực bắc bộ một tòa thâm sơn chỗ đỉnh núi rách nát chùa miếu, nơi đây chùa miếu bên trong giấu giếm một cỗ cực kỳ cường đại Phật môn nguyện lực. Phật môn nguyện lực, thẩm lãng nhíu nhíu mày, nói, đã có cường đại Phật môn nguyện lực, tại sao lại hoang phế? Cái gọi là nguyện lực, chính là Phật môn tu sĩ ý chí lực lượng, phần lớn chỉ có hỗn nguyên đại La Kim Tiên cấp bậc phía trên Phật môn cường giả khả năng phóng thích nguyện lực. Bình thường mà nói, có thể bị nguyện lực bao phủ nơi trốn, Phật môn tu sĩ đều sẽ coi là thánh địa, không đến mức xuống dốc thành cái dạng này. Thiên địa bảo giám giải thích nói, chủ nhân có chỗ không biết, bởi vì cỗ này nguyện lực quá mức cường đại, mà lại lại ẩn nấp lên, trừ phi tự thân tu vi có thể đạt tới siêu việt phóng thích nguyện lực người tiêu chuẩn, nếu không là không cách nào phát hiện cỗ lực lượng này tồn tại. Chỉ vì tiểu nhân có thể quan trắc giữa thiên địa bất luận cái gì hình thức năng lực, cho dù giấu kín lại thế nào ẩn nấp, cũng có thể nhìn ra hư thực, cho nên có thể dò biết nơi đây có cường đại nguyện lực tồn tại. Lấy tiểu nhân nhãn lực, đại khái có thể phán đoạn ra này hoang phế chùa miếu bên trong ẩn nấp Phật môn nguyện lực cường độ không kém gì Linh Sơn ba vị Phật tổ. Thiên địa bảo giám ngữ khí ngưng trọng nói, cái gì, lời này mới ra, thẩm lãng không khỏi giật nảy cả mình như thế hoang phế chùa miếu bên trong dấu diếm nguyện lực đẳng cấp lại không kém gì linh sơn tam đại phật tổ thẩm lãng đại khái đã đoán được vì hà thiên địa bảo giám sẽ sàng chọn ra nơi đây tràng cảnh tiểu nhân dù không biết nơi đây nguyện lực vì sao mạnh như thế nhưng liên tưởng đến chủ nhân cần tìm kiếm phật tổ xá lợi liền phỏng đoán chỗ này rách nát chùa miếu bên trong ẩn tàng nguyện lực có thể là trôn giấu ở chỗ này phật tổ xá lợi còn sót lại thiên địa bảo giám êm tai nói thẩm lãng tâm thần khẽ động hỏi chỗ này rách nát chùa miếu cũng ở vào thương huyền tiên vực bắc bộ, chẳng lẽ cùng lúc trước kia tràn đầy huyết dịch khối thịt kết giới có liên quan gì sao? Cái này, tiểu nhân chỉ có thể quan sát khả nghi địa điểm quanh mình hoàn cảnh, không cách nào phán đoán hai cái khu vực ở giữa liên hệ. Thiên địa bảo giám nói thẳng, thẩm lãng cũng không có trách móc nặng nề thiên địa bảo giám, có thể tìm tới hai nơi vị trí đã rất không tệ, nếu như thật có thể toàn trí toàn năng, vậy cái này thiên địa bảo giám coi như không chỉ là thông huyền cấp tiên bảo, đem chỗ này rách nát chùa miếu ghi tạc trong đầu về sau, thẩm lãng tiếp tục để thiên địa bảo giám tìm kiếm cái khác mấy thứ đồ. chương 4433, Côn Hư cùng siển giáo đại hộ Pháp. Ngay sau đó, thẩm lãng nhìn thấy một mảnh minh mông vô bờ hắc sắc hải dương, trên mặt biển hắc phong cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời, bốn phía thổi mạnh mãnh liệt màu đen phong bạo, ma khí bừa bãi tàn phá. Nơi đây tràng cảnh không gian dị thường hỗn loạn, Phong bạo bên trong thậm chí sen lẫn vô số dáng như như lưỡi đao vết nứt không gian, hung hiểm vạn phần. Thiên địa bảo giám nói ra, nơi đây là táng ma hải, tiểu nhân ở đây thăm dò đến hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch phóng thích ra yếu ớt linh quang. Chỉ vì táng ma hải bên trong ma khí quá mức cường thịnh, tiểu nhân không cách nào thăm dò đến viên kia hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch bản thể chỗ, đại khái có thể đánh giá ra hẳn là tại táng ma hải chỗ sâu nhất. Thẩm lãng thần sắc không động, trong lòng cũng không làm sao kinh ngạc. Trước sớm tại Lăng Vân Thiên Cung bên trong, Na Cha liền nói cho mình Atula chết bởi táng ma hải, hỗn độn cửu sắc bổ thiên trong đá dương chi thạch cũng vô cùng có khả năng chôn giấu tại táng ma hải bên trong. Thiên địa bảo giám đã thăm dò đến táng ma hải, chứng minh Na Cha Tam Thái tử lời nói không ngoa, lại táng ma hải khối kia dương chi thạch cũng không có bị tu sĩ khác lấy đi. Thẩm lãng nghiêm mặt nói, thiên địa bảo giám, nơi đây ta đã biết được, người mau nhìn xem có thể hay không tại tiên giới địa phương khác tìm tới hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch. Vâng, chủ nhân, thiên địa bảo giám lên tiếng về sau, tiếp tục lục soát tìm. Không bao lâu, thẩm lãng trước mắt bạch quang lóe lên, nhìn thấy vô số cao ngất đến thiên khung đỉnh chóp vô số sơn phong, những cái này sơn phong như từng cây to lớn vô cùng thông thiên thần trụ, sơn phong cao độ thậm chí vượt qua chín vạn giảm. Từng tòa cao mà không gặp nó đỉnh sơn phong lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ, như thương long ngẩng đầu đứng thẳng, khí thế phi phàm. Trong núi lượn lờ lấy thần bí thất thải hà mây, khúc chiết hiểm trở, tử khí đông lai, tựa như tiên cảnh thiên địa bảo dám nói, nơi đây vì côn hư thánh cảnh. Thẩm lãng tâm thần chấn động, khó trách những cái này sơn phong cho người ta một loại nhìn mà phát khiếp cảm giác, nguyên lai đúng là côn hư cảnh nội. Nói đến, cái này côn hư cảnh ở vào chân tiên giới tây bộ cửu uyên tiên vực cuối cùng, là tiên giới rộng phụ nổi danh tị thế thánh địa, vụ yêu thời đại đại nhật thần cung chính là xây dựng tại côn hư đình. Nghe đồn côn hư thánh cảnh bao phủ thần bí lực lượng pháp tắc, thỉnh thoảng sẽ hạ xuống từ tinh vực tung xuống thần quang, tu sĩ tại côn hư tu luyện, càng dễ cảm mộ thiên đạo pháp tắc, xung kích tự thân bình cảnh. Lại côn hư thánh cảnh bên trong khắp nơi đều là tiên thạch cùng thần thủy, hoàn cảnh được trời yêu ái, ở đây tu luyện có thể tự một ngày ngàn dặm. Tóm lại, côn hư thánh cảnh là tiên giới vô số tu sĩ hướng tới tu luyện thánh địa. Tại thẩm lãng nhận biết bên trong, dường như cũng chỉ có tu vi cực cao hạng người mới có tư cách tại côn hư tu luyện. Cái này côn hư cảnh nội có vô cùng cường đại kết giới bao phủ, tiểu nhân không cách nào thăm dò đến thánh cảnh bên trong tràng cảnh hình được, nhưng có thể nhận ra này côn hư thánh cảnh bên trong có hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch lưu lại đến linh quang thiên địa bảo giám trầm giọng nói côn hư cảnh thế mà cũng có hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch hẳn là thẩm lãng biến sắc trong lòng đã có phỏng đoán theo hắn lúc trước cùng hề phong đàm luận biết được xiển giáo đại bản doanh liền thiết lập ở côn hư bên trong thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nguyên thủy thiên tôn cũng vô cùng có khả năng đợi tại côn hư đỉnh dưỡng thương nếu như côn hư có hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch tồn tại kia không hề nghi ngờ khối đá này khẳng định đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đạt được. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thôn phệ hỗn độn cửu sắc bổ thiên trong đá thiên địa khí đếm lớn mạnh tự thân, hẳn là cũng là bởi vì tại Côn Hư tìm được hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch, cho nên mới ở đây thôn vệ thiên địa khí số để mà chữa thương. Thẩm Lãng sắc mặt có chút khó coi, nhiều lần hỏi thăm mấy lần chi tiết đáng tiếc thiên địa bảo giám chỉ có thể đánh giá ra hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch đại khái tại côn hư cảnh nội nhưng không có cách nào xác định khối đá này cụ thể phương vị, cũng vô pháp thăm dò đến nguyên thủy thiên tôn ở nơi nào. Thẩm lãng trong lòng đã có chút thất vọng lại có chút vội vàng sao động, không biết nguyên thủy thiên tôn bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, mình nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Chưa tại táng ma hải cùng côn hư thánh cảnh phát hiện hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch bên ngoài, thiên địa bảo giám tìm khắp toàn cái chân tiên giới, cũng không có phát hiện những khả năng khác tồn tại hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch địa phương thẩm lãng trên thân có thạch cơ lưu lại âm chi thạch, ngộ không đạo nhân lưu lại hỏa chi thạch, cùng bạch long thánh hoàng lưu lại phong chi thạch, hết thảy ba khối hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch. Coi như tăng thêm táng ma hải dương chi thạch, cùng côn hư thánh cảnh bên trong khối kia không biết thuộc tính bổ thiên thạch, tổng số cũng chỉ 5 khối mà thôi. Mà hỗn độn cửu sắc bổ thiên thạch tổng cộng có 9 khối, còn lại 4 khối hạ lạc thành bí ẩn, có lẽ cũng cùng thiên đạo mảnh vỡ đồng dạng, thất lạc tại quá khứ. Thẩm Lãng lười nhác suy nghĩ nhiều, tiếp tục để thiên địa bảo giám lục soát thiên đạo mảnh vỡ cùng thiên cơ quái bản mảnh vỡ ở nơi nào. Thiên địa bảo giám quả nhiên vẫn là đáng tin cậy, rất nhanh liền đến trong đó một khối thiên cơ quái bản mảnh vỡ manh mối. Chấm, trang cảnh chuyển đổi đến một chỗ tĩnh mịch trong cung điện, phía trên cung điện đứng sừng sững lấy thiên địa nhân tam hoàng pho tượng khổng lồ. Trong đó thiên hoàng phục hy tay cầm dài đàn, địa hoàng thần nông gánh vác chiến phủ, nhân hoàng hiên viên thì tay cầm trường kiếm, khí độ uy nghiêm, sinh động như thật. Nhưng mà, những cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là ba tôn pho tượng phía dưới ngồi ngay thẳng một người khoác hoàng kim chiến giáp lạnh lùng thanh niên toàn thân phóng xuất ra óng ánh tinh quang cùng kinh người sát khí cho người ta một loại âm hàn sắc bén cảm giác người này trên cánh tay mơ hồ lóe ra hắc bạch song sắc tia sáng chính là thiên cơ quái bản mảnh vỡ tán phát khí tức thiên địa bảo giám cả kinh nói chủ nhân người này tu vi thế mà tại đại la kim tiên hậu kỳ thẩm lãng đương nhiên cũng lưu ý đến đối phương tu vi thần sắc lạnh như băng nói, hừ, có thể có như thế tu vi tu sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là kia xiển giáo đại hộ Pháp. Lúc trước tại tinh giới, Hề Phong nói cho hắn rất nhiều tin tức, từ nguyên Thủy Thiên Tôn hiện thân sau thành lập lâm thời xiển giáo dù thành lập chẳng qua giải rác mấy trăm năm, cũng đã chiêu mộ được tiên giới các nơi gần như tất cả đại la kim tiên. Trước mắt vị này người khoác chiến giáp thanh niên liền là một cái trong số đó, người này là cửu nguyên tiên vực tu sĩ mạnh nhất, người đưa ngoại hiệu kiếm thánh nam cung diệu, Người này không chỉ có là siển giáo đại hộ Pháp, hơn nữa còn là một đường đường chính chính Hoàng Kim Tinh Sứ. Không sai, thật sự là hắn là Hoàng Kim Tinh Sứ. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn xâm nhập Thánh Vực, tại Thánh Vực mái vòng xé mở một đạo khe, trung thả ra mười mấy ngôi sao. Cái này mười mấy ngôi sao bên trong trừ thiên tiến tòa, tròm xà phu, tròm Orion, tiên vương tòa, thiên hạc tòa những cái này bạch ngân sao trời bên ngoài, còn có một viên vô cùng chân quý hoàng kim sao trời, chính là tròm ma kết sao trời bởi vì nam cung diệu tư chất hưu dị bị mời chào tiến xiển giáo về sau đạt được thái ất chân nhân ban cho một viên trò ma kết sao trời kế thừa tinh thần chi lực nam cung diệu tu vi đột nhiên tăng mạnh mấy trăm năm bên trong liền tấn thăng đến đại la hậu kỳ trở thành trò ma kết hoàng kim tinh sứ cũng tấn thăng làm xiển giáo đại hộ pháp đáng nhắc tới chính là xiển giáo tổng cộng có ba tên hộ pháp hề phong chỉ là một cái trong số đó người mang vu hồn hề phong cố nhiên tiềm lực cao hơn nhưng luận thực lực Nam Cung Diệu vẫn là muốn cao cầm đầu vị. chương 4434, gặp lại Trương Đạo Lăng. Hề Phong cũng là liên tục dặn dò, để thẩm lãng cẩn thận một chút cái này Nam Cung Diệu, công bố người này là thẩm lãng tại chân tiên giới ít có đối thủ. Nam Cung Diệu thân là siển giáo đại hộ Pháp, có thể được ban cho cho thiên cơ quái bản mảnh vỡ, thẩm lãng cũng không kinh ngạc, dù sao liền năm đó tử ảnh tiên bảo bên trong đều khảm vào một khối thiên cơ quái bản mảnh vỡ. Thẩm lãng mình liền có được ba khối thiên cơ quái bàn mảnh vỡ, biết rõ cái này mảnh vỡ không cách nào bị tu sĩ trực tiếp lợi dụng, dường như chỉ có thể khảm vào tiên bảo hoặc là đồ vật bên trong, lệnh tiên bảo đồ vật phát huy ra càng lớn năng lực. Nhưng cái này nam cung diệu trên người thiên cơ quái bàn mảnh vỡ, thế mà là khảm vào nơi cánh tay huyết nhục bên trong, cái này để thẩm lãng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn cũng lười đi nghĩ lại, trực tiếp hỏi, thiên địa bảo giám, người có thể tra được người này hiện tại nơi nào sao? Thiên địa bảo giám quan chắc một trận, lần này cuối cùng là có thể được ra đáp án chuẩn xác, nói người này ngay tại thương huyền tiên vực thục sơn tam hoàng điện bên trong toàn bộ thục sơn đã luân hãm bị xiển giáo thế lực chiếm cứ thẩm lãng cho mày ban đầu ở rời đi hoàng tuyền địa ngục về sau hắn liền nghe nói tam thánh giáo đang tấn công thương huyền tiên vực tin tức từ hiên viên tam thánh sau khi chết tam thánh giáo thế lực hẳn là bị xiển giáo cho tiếp nhận bây giờ hơn nửa năm trôi qua thục sơn luân hãm cũng tại lẽ thường bên trong chẳng qua cái này xiển giáo đại hộ pháp tự mình tỏa trấn thục sơn cũng từ khía cạnh chứng minh thuộc sơn trình độ trọng yếu. Xiển giáo thế lực chỉ sợ cũng xuất động chủ lực, mới cầm xuống thuộc sơn. Dựa theo thẩm lãng y tứ, thiên địa bảo giám tiếp tục tìm kiếm thiên cơ quái bản mảnh vỡ. Không bao lâu, hình tượng nhất chuyển, đi vào một tòa đỉnh núi cao. Thẩm lãng trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc. Chính là một thanh niên tóc bạc, hắn mặc đạo bào, tay cầm phất chân, mặt mũi hiền lành, toàn thân nổi lên một tầng kỳ dị vệt sáng, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó lường. Trương Đạo Lăng, thẩm lãng toàn thân chấn động, quả nhiên cái này Trương Đạo Lăng mình cũng có được thiên cơ quái bản mảnh vỡ. Coi như thẩm lãng chuẩn bị hỏi thăm thiên địa bảo giám Trương Đạo Lăng vị trí lúc, trước mắt hình tượng bên trong tại đỉnh núi tĩnh tỏa Trương Đạo Lăng đột nhiên mở hai mắt ra, lắc lắc trong tay phất trần, đối trước người thẩm lãng cười nói thẩm lãng tiểu đồ, thật sự là đã lâu không gặp. Lời này mới ra, thẩm lãng bỗng cảm giác dùng mình, thất thanh nói, ngươi, có thể thấy được ta. Trường đạo lăng vẻ mặt ôn hòa nói, thiên địa bảo giám thấm nhuần càn khôn thuật cố nhiên thần diệu vô biên, nhưng bằng vào ta bối chi năng, lại là không khó cảm giác được mánh khóe. Đồ nhi, những năm gần đây ngươi trưởng thành lệnh vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng, vô luận trước ngươi đi qua cỡ nào đường quanh co, làm qua cỡ nào chuyện sai, xiển giáo từ đầu đến cuối vì ngươi rộng mở đại môn, vi sư cũng chờ mong mau chóng cùng ngươi gặp mặt. Không đợi đối phương nói hết lời, thẩm lãng sắc mặt âm trầm ngắt lời nói, đừng trương đạo lăng ta đã sớm không phải đồ đệ của ngươi, người ta tín ngưỡng khác biệt, mơ tưởng lại dùng ngôn ngữ mê hoặc ta. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chỉ là địch nhân. Trương Đạo Lăng lắc đầu thở dài nói, đồ nhi, ngươi có lẽ cho rằng, thiên tôn là đang lợi dụng ngươi, nhưng trên thực tế, coi như thiên tôn thật bị quyền dục huân tâm, cũng không cần thiết cùng thiên đạo đối kháng. Vì sư nhiều lời vô ích, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ minh bạch thiên tôn dụng tâm lương khổ. Chỉ mong tại kia một ngày trước, người chớ có đi hướng vạn kiếp bất phục con đường trương đạo lăng nói ra một câu ý tứ sâu xa lời nói về sau thẩm lãng trước người hình tượng bắt đầu vặn vẹo mơ hồ cho đến biến mất cùng lúc đó trên đài xem sao chống không thiên địa bảo giám phóng thích ra tia sáng bắt đầu một sáng một tối lực lượng đại giảm rất nhanh thiên địa bảo giám chính giữa kim sắc mặt kính bắt đầu cấp tốc khép kín chậm rãi từ không trung phiêu rơi xuống một lần nữa trở lại thẩm lãng trong lòng bàn tay thật có lỗi chủ nhân tiểu nhân lực lượng đã tiêu hao bảy tám phần chống đỡ không nổi thiên địa bảo giám đứt quãng nói ra những lời này lộ ra hết sức yếu ớt thẩm lãng không có trách cứ thiên địa bảo giám hắn đã được đến rất nhiều manh mối đầy đủ mình hao phí một đoạn thời gian rất dài đi tìm tòi đem thiên địa bảo giám thu vào trong cơ thể về sau thẩm lãng trong đầu còn lưu lại trương đạo lăng cái kia đạo ý tứ sâu xa lời nói không được tuyệt không thể tin vào cái này trương đạo lăng nửa câu thẩm lãng hít sâu một hơi điều chỉnh một chút cảm xúc đời trước thiên tuyển giả atula đều là bị nguyên thủy thiên tôn lợi dụng quân cờ mình há có thể dẫm lên vết xe đổ vô luận như thế nào hắn cũng phải vặn ngã nguyên thủy thiên tôn không để cho gian kế đạt được đợi cảm xúc tỉnh táo lại về sau thẩm lãng suy nghĩ lên tiếp xuống dự định từ vừa rồi thiên địa bảo giám quan chắc thuật đạt được rất nhiều manh mối huyết thần tử ma hạch phật tổ xá lợi cùng thiên cơ quái bản mảnh vỡ manh mối đều chỉ hướng thương huyền tiên vực không hề nghi ngờ thương huyền tiên vực là thẩm lãng cái thứ nhất địa phương muốn đi. Những vật khác trước tiên có thể để ở một bên, mình nhất định phải ưu tiên tìm tới huyết thần tử ma hạch, kia là duy nhất có thể có thể làm cho mình đối kháng nguyên thủy thiên tôn đồ vật, vô luận như thế nào cũng phải ngay lập tức lấy được. Thương huyền tiên vực ở vào tiên giới Tây Nam Bộ, mà thẩm lãng chỗ thiên tinh tiên vực ở vào tiên giới phía Đông Bắc Vị, hai cái tiên vực ở giữa cách xa nhau hơn phân nửa chân tiên giới, 10 phần xa xôi. Cũng may cái này trên đài xem sao có giới vực truyền tống trận, mặc dù truyền tống trận bị hao tổn, nhưng dường như cũng không ảnh hưởng sử dụng, mình hẳn là có thể thông qua cái này giới vực truyền tống trận đến thương huyền tiên vực. Thẩm lãng kiểm tra một lần quan tinh đài đỉnh tinh ngấn cực quang đại trận, bởi vì lúc trước hề phong kia một bố chém nát tế đàn, dẫn đến truyền tống trận trận nhãn chỗ bị hao tổn, vỡ ra một đạo dài nhỏ vết dạn. Trừ cái này đạo vết dạn bên ngoài, không có địa phương khác bị hao tổn. Thẩm lãng đầu tiên là nếm thử tính thôi động lên tòa này đại trận, tuyệt không phát hiện trận pháp truyền tống công năng có ảnh hưởng gì, lập tức bắt đầu chính thức thôi động lên tòa này tinh ngấn cực quang đại trận. Đáng nhắc tới chính là, ngôi sao này cực quang đại trận lấy tinh thần chi lực thôi động, hiệu suất muốn so dùng hỗn độn linh lực thôi động cao hơn hai lần. Ong ong ong, theo thẩm lãng hướng phía tinh ngấn cực quang đại trận bên trong đánh vào rất nhiều tinh thần chi lực, trận phát hiện ra cực thịnh tinh quang, một cỗ minh mông bàng bạc truyền tống lực lượng bao phủ tại thẩm lãng trên thân. Đột phá đại la trung kỳ về sau, thẩm lãng trong cơ thể hỗn độn linh lực cùng tinh thần chi lực so lúc trước hùng hậu rất nhiều, không ra 10 hơi thời gian liền thành công khởi động trận pháp, đem mục đích thiết lập tại khoảng cách tiên giới phía tây nam vị huyền thương tiên vực. Sang giác, coi như tinh ngấn cực quang đại trận trong trận pháp tràn ra tinh quang càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, nguyên bản trận nhãn chỗ cái kia đạo dài nhỏ vết dạn đột nhiên nứt ra, dẫn đến khe hở mở rộng. Một nháy mắt, một cỗ không hoàn chỉnh truyền tống lực lượng bao bọc lên thẩm lãng. Thẩm lãng ý thức được không đúng, nhưng còn chưa kịp phản ứng, liền bị cỗ này không hoàn chỉnh truyền tống lực lượng cưỡng ép truyền tống ra ngoài, chợt cảm thấy trước mắt đen kịt một màu. Sau một khắc, hắn lại đi vào một chỗ vặn vẹo không gian bên trong, bốn phía không gian như vòng xoáy đồng dạng đang điên cuồng dẫy ruộng, khắp nơi tràn ngập không gian phong bạo, thân xác bị bóp méo không gian xé rách lợi hại. Hỏng bét, thầm lãng sắc mặt đại biến, vạn vạn nghĩ không ra cái này tinh ngấn cực quang đại trận lại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, dẫn đến truyền tống gây ra rủi ro, dường như đem hắn vây ở cái nào đó không gian thông đạo bên trong chương 4435, trở lại thiên uyên hải. Kết tinh màn ngăn, thẩm lãng lần này phản ứng ngược lại là kịp thời, lấy tốc độ nhanh nhất thi triển ra kết tinh màn ngăn. Quanh thân cấp tốc ngưng tụ ra cực thịnh hàn quang khí đông, hóa thành một mặt 360 độ không góc chết băng tinh vách tường, đem mình bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, ngăn cản được bốn phía vạn vẹo không gian chi lực cùng không gian phong bạo. Lấy thẩm lãng hiện tại tu vi, gần như không có khả năng bên ngoài lực đánh xuyên tiên giới không gian, chỉ có thể tìm kiếm chỗ này không gian thông đạo bích chướng chỗ tồn tại khe hở, lại bên ngoài lực công kích khe hở, làm cho kéo dài thành một đạo không gian khe, từ trong thông đạo bỏ trốn ra ngoài. Dứt khoát thẩm lãng vận khí không tệ, rất nhanh liền tại không gian thông đạo bên trong tìm được một chỗ khe hở. Thẩm lãng nắm lấy cơ hội, chỗ nghi tâm tinh văn nổi lên sán lạn như liệt dương tinh quang, trực tiếp thi triển lên đám sao băng, đem khe hở nổ ra một đạo khe. Sau đó, thẩm lãng phóng tới khe bên trong, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, thẩm lãng bị không gian ném đi. Phía dưới là một mảnh biển rộng minh mông, ổn định thân hình về sau, thẩm lãng thả ra tu la thánh đồng quét một vòng bốn phía, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh khói trên sông minh mông mặt biển, bốn phía đều không nhìn thấy cuối cùng. Nơi này là, thiên uyên hải, thẩm lãng cảm thấy được trên mặt biển lưu lại yếu ớt hỗn độn linh lực, kết hợp trong biển đại khái hoàn cảnh, cơ bản có thể đánh giá ra chính mình chỗ hải vực vị trí hẳn là thiên uyên hải. Sớm mấy năm thẩm lãng có vượt qua thiên uyên hải trải qua, cho nên hắn đối Thiên Uyên Hải hoàn cảnh có chút quen thuộc, dưới mắt mình vị trí hải vực vị trí, hẳn là Thiên Uyên Hải Nội Hải. Thẩm Lãng sắc mặt trở nên có chút khó coi, mặc dù lấy hắn hiện tại tu vi vượt qua Thiên Uyên Hải không phải việc khó, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Thiên Uyên Hải thực sự là quá lớn, lãng phí thời gian đang đuổi trên đường, đây là Thẩm Lãng không cách nào dễ dàng tha thứ. Cũng may mình vị trí là Nội Hải Trung Bộ Hải vực, khoảng cách bạo loạn hải vực Cửu Long đảo hẳn là không xa cửu long đảo có một tòa cấp thế giới truyền tống trận đủ để giúp mình vượt qua thiên uyên hải đến cái khác tiên vực mình muốn tới cửu long đảo cần xác định dưới mắt phương vị thẩm lãng lật tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện vàng óng ánh phương bàn phương trong mâm ương đứng thẳng một viên kim sắc thìa phương bàn cạnh góc bốn phía ghi rõ đông tây nam bắc vị trí khác độ đây chính là chân tiên giới cấp cao nhất định vị la bàn thiên cơ ti nam cũng là thẩm lãng lúc trước từ đế thiên trong tay đạt được chiến lợi phẩm thiên cơ ti nam có thể lợi dụng tinh tượng lực lượng định vị hết thảy tràng cảnh đưa thân vào trong biển rộng có thể lợi dụng bảo vật này nhanh chóng tìm kiếm được lục địa hòn đảo thẩm lãng lập tức bắt đầu thôi động cái này thiên cơ ti nam khiến cho định vị gần đây cỡ lớn hòn đảo lục địa ong 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 bị thôi động kích hoạt thiên cơ ti nam mặt ngoài hiện ra trận trận kim quang phương trên bàn kim sắc thìa bắt đầu nhanh chóng chuyển động không bao lâu phương trên bàn kim sắc thìa thìa chui dừng lại tại đông bộ cái nào đó khắc độ thẩm lãng lúc này hóa thành một đạo bạch quang lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía hải vực đông bộ bay trốn đi thiên uyên hải bên trong có thật nhiều to to nhỏ nhỏ hải đảo thẩm lãng biết thiên cơ ti nam định vị đến hòn đảo chưa hẳn chính là cửu long đảo nhưng chỉ cần hòn đảo trên có tu sĩ tồn tại hẳn là có thể hỏi thăm đến bạo loạn hải vực phương vị chỉ cần có thể xác định bạo loạn hải vực phương vị tìm kiếm được cửu long đảo liền hết sức dễ dàng bây giờ thân là đại la kim tiên thẩm lãng tốc độ bay sớm đã xưa đâu bằng nay chỉ nửa canh giờ liền tìm được Thiên Cơ Ti Nam định vị hải đảo. Đáng tiếc, kết quả có phần để thẩm lãng thất vọng, Thiên Cơ Ti Nam định vị đến hòn đảo chỉ là một tòa mô hình nhỏ hoang đảo, phương viên không hơn vạn bên trong. Chiếu kinh nghiệm của hắn phân tích, nội hải bên trong loại này linh khí hoàn toàn không có cỡ nhỏ hoang đảo, rất không có khả năng sẽ có tu sĩ ở đây hoạt động. Thẩm lãng chỉ ôm lấy một tia hy vọng thôi động tu la thánh đồng, tại hoang đảo liếc nhìn một vòng, thế mà thật phát hiện có tu sĩ hoạt động dấu hiệu, thậm chí còn phát hiện có đánh nhau động tính chỉ thấy hoang đảo chính giữa có một cái sơn cốc, trong sơn cốc tụ tập số lượng không ít tu sĩ, có chừng khoảng mấy vạn người. Sơn cốc bốn phía bày ra phòng ngự kết giới, bên ngoài kết giới bộ còn có mấy ngàn tên thân mang thống nhất đạo bào màu trắng tu sĩ ngay tại công kích phòng ngự kết giới, đủ mọi màu sắc linh quang tiếng nổ tại ngoài sơn cốc vang lên. Công kích kết giới cái này mấy ngàn tên tu sĩ bên trong, có người tay cầm đại kỳ, tên là Xiển Giáo. Thẩm Lãng hai mắt tỏa sáng, bọn này vây công sơn cốc tu sĩ rõ ràng là Xiển Giáo thế lực, dù số lượng thưa thớt, nhưng chỉnh thể tu vi không tầm thường, yếu nhất đều có địa tiên hậu kỳ tu vi, cầm đầu một ông lão mặc áo bảo tím có thiên tiên đỉnh phong tu vi. Thiên mục tiên vực tặc quân dư nghiệt, chớ có làm vô vị chống cự, các ngươi như còn không đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Ngoài sân cốc, chỉ huy tiểu đội công kích phòng ngự kết giới áo bảo tím tu sĩ mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo chi sắc quát lên. Trong sơn cốc truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, muốn để ta chờ bó tay chịu chói, trừ phi từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Tử bao lão giả khinh miệt nói, vô tri hạng người, thật sự cho rằng ta thánh giáo hội đem các người bọn này đám ô hợp để vào mắt. Thánh giáo nhiều lần khai ân, các ngươi lại không biết tốt xấu, thật sự là không biết sống chết. Lần này, lão phu nhất định phải đem các người bọn này tạc quân dư nhiệt tàn sát sạch sẽ, chấm dứt hậu hoạn. Đúng, các người đám người ô hợp này bên trong có vẻ như có mấy vị dáng điệu không tệ nữ tử, ngược lại là có thể lưu lại cung cấp lão phu hưởng dụng hưởng dụng. Tử bao lão giả cười hắc hắc, lộ ra dâm đáng nụ cười trong sơn cốc truyền đến một đạo nữ tử tức giận chi cực yêu kiều âm thanh, phi, người lão giả này cũng có mệnh hưởng dụng. Tử bao lão giả sắc mặt dữ tợn nói, tiện nhân, đừng không biết tốt xấu. Có thể bị lão phu coi trọng là phúc phận của ngươi. Chờ phá vỡ kết giới này, đưa người tiện nhân kia bắt sống, đến lúc đó cũng không nên cầu lão phu tha mạng của ngươi. Dứt lời, tử bao lão giả có chút không kiên nhẫn, vung tay lên, nhanh cho ta thêm sức lực, tranh thủ thời gian phá vỡ kết giới này. Vâng, mấy ngàn tên tu sĩ cùng kêu lên đáp, toàn lực công kích lên ngoài sơn cốc phòng ngự kết giới. Tại bọn này xiển giáo tu sĩ tề lực công kích phía dưới, ngoài sơn cốc kết giới mặt ngoài linh quang một sáng một tối, rất nhanh liền chống đến cực hạn, lúc nào cũng có thể bị công phá. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nơi chân trời xa hiện lên một đạo màu trắng độn quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đi vào kết giới ngay phía trước, chính là thẩm lãng. Thẩm lãng thần sắc hờ hứng nhìn xem bọn này xiển giáo tu sĩ, không còn ngăn chặn tự thân khí tức, thân xác đột nhiên phóng xuất ra nghe rợn cả người linh áp. Chỉ là linh áp nhấc lên phong bạo, liền sinh sôi ngăn cản được mấy ngàn tên tu sĩ công kích. T, trong một chớp mắt, ngoài sơn cốc tất cả xiển giáo tu sĩ tất cả đều bị cỗ này khiến người ngạt thở linh áp chấn nhiếp, kinh hãi hít vào một hơi hàn khí, không ít tu sĩ hai chân đều đang phát run. Tử bao lão giả nhìn trước mắt xuất hiện thầm lãng, hô hấp đều có chút khó khăn, biểu lộ hoảng sợ mờ mịt, người này phóng thích ra khí tức không khỏi cũng quá khủng bố không biết tiền bối, tử bao lão giả bờ môi run run dày dày, còn chưa chờ hắn nói xong một câu, thầm lãng phất ống tay áo một cái, đầy trời màu trắng kiếm quang từ trong tay áo bắn ra, như thao thiên hải giết gào đem bọn này xiển giáo tu sĩ thôn vệ bao phủ. chương 4436, Liên hợp đại quân tình cảnh. Dầm dầm rầm, mảng lớn kiếm quang vút qua, mấy ngàn tên xiển giáo tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể bị đầy trời kiếm quang rảo sát thành bột mịn xương máu, hóa thành hạt gạo kích cỡ tương đương thịt nát vẩy ra bắn ra bốn phía. Một kích qua đi, bên ngoài kết giới tất cả xiển giáo tu sĩ toàn quân bị diệt, hài cốt không còn. Đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ phát sinh tại không đến nửa hơi thời gian bên trong. T, trong sơn cốc tụ tập tu sĩ, mắt thấy bên ngoài kết giới cái này nghe giận cả người một màn, không khỏi hít vào một hơi hàn khí. Hiện trường lâm vào yên tĩnh như chết, rất nhanh, trong sơn cốc bay ra ba tên tu sĩ, hai nam một nữ. Cầm đầu là một sắc mặt lạnh lùng thanh niên áo bảo đen, bên cạnh thân là một thân mang áo bảo đỏ mập lùn tu sĩ cùng một dáng người nổi bật mỹ mạo nữ tu. Ba người đều là yêu tu, tựa hồ là trong sơn cốc mấy vạn tên tu sĩ đầu lĩnh. Được chứng kiến thẩm lãng thủ đoạn nghịch thiên về sau, ba người biết rõ nếu như đối phương nghĩ ra hại bọn hắn, chỉ sợ tùy tiện phất tay liền có thể phá vỡ cốc bên ngoài phòng ngự kết giới. Cùng nó có đầu rút cổ tại trong sơn cốc phó thác cho trời, không bằng hào phóng ra tới bái kiến lấy lòng cầm đầu áo bảo đen yêu tu mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nhìn chằm chằm áp lực cực lớn hướng phía thẩm lãng bóng lưng ôm quyền khom người đa tạ tiền bối giải vây cứu mạng không biết tiền bối tôn tính đại danh cũng không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác trước mắt vị tiền bối này bóng lưng có chút quen mắt trong lòng ngạc nhiên sau khi cũng càng phát ra lo lắng bất an lên còn lại hai tên yêu tu cũng liền gấp hướng thẩm lãng khom người thi lễ không dám thất lễ thẩm lãng chậm rãi quay người nhìn trước mắt ba tên tu sĩ cảm khái nói, ba vị bạn cũ, đã lâu không gặp. Trước mắt ba vị này yêu tu, cũng không chính là từng có lúc Mai Sơn thất thánh hậu nhân, đối thiên, chu đầu cùng Bạch Phi Phi. Nghe xong cái này thanh âm quen thuộc, đối thiên, chu đầu cùng Bạch Phi Phi ba người vô ý thức ngẩng đầu, mắt thấy thẩm lãng khuôn mặt về sau, nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, tâm thần rung mạnh. Thẩm, thẩm lãng trưởng lão, đối thiên cùng chu đầu hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Nhiều lần phân biệt mấy lần về sau, hai người cũng còn hoài nghi là không phải ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. Thẩm trưởng lão, thật là ngươi, Bạch Phi Phi càng là che lấy miệng nhỏ, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Thấy ba người lộ ra như thế kinh ngạc biểu lộ, thẩm lãng có chút sở khóc sở cười, thế nào, ta chẳng lẽ vẫn là giả hay sao? Đới thiên, chu đầu cùng Bạch Phi Phi ba người tự nhiên minh bạch, nếu như thẩm lãng thật hay giả, cũng không đến nỗi lấy như vậy lôi đình thủ đoạn chu diệt xiển giáo tu sĩ. Thấy thẩm lãng trở về, ba người là kích động vạn phần thẩm lãng trong lòng có chút cảm khái, lúc trước cửu long đảo cùng liên hợp đại quân từ biệt, cách nay vẫn chưa tới ngàn năm lâu. Nhưng mà, tại cái này ngàn năm ở giữa phát sinh quá nhiều sự tình. Thẩm lãng cũng bởi vì phải lấy được rất nhiều tạo hóa, đã từ lúc trước la thiên thượng tiên, tấn thăng đến đại la kim tiên. Đối thiên hậu chi hậu giác lưu ý đến thẩm lãng chỗ nghi tâm hiển hiện năm mảnh lộng lấy kim hoa, kết hợp toàn thân tự nhiên mà vậy tản mát ra bằng bạc thâm thúy uy áp cảm giác, hai mắt mở tròn vo, run run dày rẩy chỉ vào thẩm lãng chỗ mi tâm năm mảnh kim hoa, thẩm trưởng lão. Người chẳng lẽ đã là đại la kim tiên, trong lòng mãnh liệt kinh hãi cảm giác, để đối thiên nói chuyện đều đang run rẩy. Chu đầu cùng bạch phi vi hai người thuận đối thiên chỉ hướng, mắt thấy thẩm lãng chỗ mi tâm năm mảnh kim hoa, đồng dạng kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Năm khí triều nguyên, trông thấy thẩm lãng mi tâm năm mảnh lộng lấy kim hoa, ba người tất cả đều tâm thần thất thủ. Thế nhân đều biết, năm khí chiều nguyên chính là đạt đến đại la chi cảnh tiêu chí đại biểu tu thành kim tiên chi thân thẩm lãng vốn định khiêm tốn một chút nhưng chỗ nghi tâm năm mảnh kim hoa là không cách nào ẩn tàng liền hơi hợt nói những năm này xác thực phải lấy được một chút tạo hóa may mắn đột phá tới đại la cảnh giới khụ khụ đới thiên khiếp sợ một hơi kém chút không có thở tới bỗng nhiên ho khan đại đại la kim tiên chu đầu cùng bạch vi vi hai người càng là một trận đầu váng mắt hoa nửa ngày không có lấy lại tinh thần bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, thẩm lãng năm đó rời đi cửu long đảo lúc, mới vừa vặn đột phá la thiên thượng tiên không lâu. Bây giờ mới thời gian ngàn năm không đến, thẩm lãng thế mà lắc mình biến hóa thành đại la kim tiên. Nếu không phải nhìn thấy trước mắt, đây thật là nằm mộng cũng nghĩ không ra một sự kiện. Nhớ năm đó, thẩm lãng vẫn là bọn hắn trên lôi đài đối thủ cạnh tranh, bây giờ cũng đã trưởng thành đến đại la kim tiên bực này không cách nào phỏng đoán cảnh giới, quả thực để người thổn thức. Ba người chấn kinh tốt nửa thiên hậu, ngược lại lộ ra kích động vẻ hưng phấn. Thẩm lãng đã là đại la kim tiên, thực lực tự nhiên có thể nghiền ép hết thảy, liên hợp đại quân có thể cứu. Đới thiên thần tình kích động ôm quyền nói, thật có lỗi, tiểu bối vừa rồi thất thố, mong rằng thẩm trưởng lão chưa có để ý. Thẩm trưởng lão có thể tấn thăng đại la chi cảnh, đây chính là thiên đại hảo sự. Thẩm trưởng lão nếu không chê, mời đi trong cốc một lần. Đới thiên cung cung kính kính bày một cái mời chữ. Tốt, thẩm lãng có thể đoán được liên hợp đại quân tình cảnh không ổn, trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi một chút đới thiên bọn người, lập tức đáp ứng xuống. Đới thiên mở ra ngoài sơn cốc kết giới, dẫn thẩm lãng tiến vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc hoàn cảnh 10 phần hỏng bét, rất nhiều tu sĩ tạm cư tại ẩm ướt âm u trong sơn độc, thẩm lãng thần niệm quét qua, đại khái có thể đánh giá ra những cái này đều là năm đó thất thánh cung tinh anh tu sĩ. Đáng tiếc, xuất thân từ xa xôi tiểu đệ tinh anh tu sĩ, không cách nào cùng xiển giáo thế lực đánh đồng. Cầm đầu đối thiên mặc dù tại những năm này tiến bộ khá lớn, nhưng cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ tu vi, chu đầu cùng bạch phi vi, vi thậm chí chỉ có địa tiên đỉnh phong tu vi, khó trách lúc trước một mực ẩn núp trong sơn cốc không dám ra đến ứng chiến. Nhìn xem thất thánh cùng môn nhân các đệ tử lại luân lạc tới muốn tránh trong sơn động cầu sinh, thẩm lãng tâm tình mười phần khó chịu. Đi vào sâu trong thung lũng một tòa giản dị trong nhà đá, đối thiên tiện tay bày ra một đạo cấm chế, dẫn thẩm lãng tiến vào trong nhà đá nghị sự thẩm lãng đi thẳng vào vấn đề hỏi, đối thiên, năm đó ta rời đi về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các người làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Còn có liên hợp đại quân, hiện tại tình cảnh như thế nào? Đối thiên, Chu đầu, bạch phi vi ba người hai mặt tư dò xét, riêng phần mình thở dài. Xác thực phát xảy ra không ít chuyện, liền để vãn bối từ đầu nói lên đi. Đối thiên thở dài một hơi, đem đầu đuôi sự tình nói cho thẩm lãng. Năm đó, thẩm lãng rời đi cửu long đảo trước đó để liên hợp đại quân phân tán tìm kiếm bố trí càn khôn điên đảo trận vật liệu cùng thiết hạ 5 vạn năm kỳ hạn để liên hợp đại quân tại 5 vạn năm sau tại luân hồi tiên vực địa phủ tụ hợp ý nghĩ cố nhiên mỹ hảo nhưng hiện thực lại 10 phần tàn khốc ngay tại thẩm lãng rời đi cửu long đảo sau đó không lâu tam thánh giáo lại phái tới số lượng vượt qua chục tỷ tu sĩ đại quân vòng vây ở bạo loạn hải vực viên vương cửu đầu đại vương hạ linh nhi tam phương thế lực không kịp rời đi liền bị tam thánh giáo đại quân vây ở bạo loạn hải vực. Vì ngăn ngừa binh lực phân tán bị dần dần đánh tan, viên vương bọn người bị ép trở về cửu long đảo, liên hợp cửu long đảo long đà tử bản thổ thế lực, cùng nhóm này tam thánh giáo đại quân triển khai đại chiến. Thống lĩnh nhóm này tam thánh giáo đại quân tu sĩ, chính là kia thần tú sư phụ huyền cơ đại sư. Này con lừa chọc đạt được hoàng ảnh ban cho la hán xá lợi về sau, tạo hóa không nhỏ, tu vi lại tiếp tục kéo lên đến la thiên thượng tiên sơ kỳ đỉnh phong, 10 phần khó giải quyết. Chương 4437, tập hợp lại. Lúc ấy bởi vì Thẩm Lãng cùng Lữ Động Tân hai người rời đi, chỉ bằng Viên Vương cửu đầu đại vương bọn người không cách nào chiến thắng Huyền Cơ đại sư. Nhưng cũng may liên hợp trong đại quân cao thủ không ít, liều mạng một lần, cuối cùng vẫn là ngăn chặn Huyền Cơ đại sư. Tăng thêm có Thẩm Lãng lưu lại rất nhiều tiên bảo tiên phù trợ lực, liên hợp đại quân miễn cưỡng ngăn cản được Tam Thánh giáo đại quân tiến công, nhưng cuối cùng không thể cầm xuống kia Huyền Cơ đại sư. Này con lừa chọc chưa trừ diệt, liên hợp đại quân cũng vô pháp an toàn rời đi thiên uyên hải đành phải giữ vững cửu long đảo chú đóng ở cửu long đảo bên trên liên hợp đại quân cứ như vậy cùng huyền cơ đại sư xuất lĩnh tam thánh giáo đại quân hao tổn mấy trăm năm lâu mấy trăm năm về sau tam thánh giáo dường như bị càng thêm cường đại tu sĩ lung lạc khống chế lại đổi tên xiển giáo huyền cơ đại sư cũng làm tức phản chiến quy thuận tại xiển giáo ngay tại trăm năm trước xiển giáo tựa hồ là muốn đem cửu long đảo bồi dưỡng thành trồng thông thiên thánh mộc sân bãi đặc biệt hướng bạo loạn hải vực tăng phái một nhóm lớn chiến lực càng thêm cường đại tu sĩ đại quân cùng hai tên La Thiên thượng tiên thống lĩnh. Có nhóm viện quân này giúp đỡ, tăng thêm huyền cơ đại sư nguyên bản thế lực, cuối cùng công phá Cửu Long đảo. Trong trận chiến ấy, liên hợp đại quân tử thương vô số. Mắt thấy thực sự ít khó địch nhiều, Viên Vương đành phải dẫn đầu liên hợp đại quân thoát đi Cửu Long đảo. Vô số liên hợp đại quân tu sĩ đang chạy trốn quá trình bên trong gặp phải xiển giáo đại quân chặn đường công kích lẫn nhau phân tán thành vô số cái tiểu đội, chẳng biết đi đâu. Đa số tu sĩ tại bị xiển giáo đại quân chu diệt, số ít vận khí hơi tốt đội ngũ thoát đi bạo loạn hải vực, lưu lạc tại thiên nguyên hải các nơi hoang đảo. Chiếm cứ cửu long đảo xiển giáo thế lực không muốn bỏ qua những cái này đào vong liên hợp đại quân tu sĩ, một mực đang phái ra tu sĩ đội ngũ, chuẩn bị tiêu diệt còn sót lại liên hợp đại quân tu sĩ. Giống như là đối thiên, Bạch Phi Phi cùng chu đầu ba người xuất lĩnh thất thánh cùng tu sĩ đội ngũ, chính là may mắn chạy ra bạo loạn hải vực bầy tu sĩ thể. Cho dù chạy trốn tới nội hải, bọn hắn vẫn là muốn thường xuyên đối mặt xiển giáo thực lực truy sát, các loại trốn đông trốn tây, gian nan sống qua ngày. Nghe được đới thiên kể ra ra thảm trạng về sau, thẩm lãng tâm chìm đến đáy cốc, vô ý thức nắm chặt song quyền, cắn răng truy vấn, viên vương bọn hắn tình cảnh như thế nào. Viên vương thủ lĩnh gặp phải khả năng cùng vãn bối đồng dạng, dẫn theo tàn binh qua lại vào trong biển các nơi hoang đảo, cùng xiển giáo thế lực chống lại, đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng viên vương cũng có khả năng đã bị đới thiên nói đến đây cho mày không dám nói tiếp muốn nói cái gì nói thẳng là được thẩm lãng đè nén xuống bất an trong lòng cắn răng hỏi đới thiên khẽ gật đầu sắc mặt ngưng trọng nói vãn bối lúc trước siêu hồn quá một xiển giáo tu sĩ biết được liên hợp đại quân một chút cao tầng bị xem như tù binh chộp tới cửu long đảo giống như bị giam giữ giam giữ thẩm lãng đầu tiên là giật mình lập tức truy vấn đới thiên Người có biết cửu long đảo cái đám kia xiển giáo thế lực vì sao muốn giam giữ liên hợp đại quân cao tầng? Cái này, ta cũng không biết, đới thiên lắc đầu, thẩm lãng không sai biệt lắm minh bạch chuyện đã xảy ra, tâm tình dị thường hỏng bét. Nghĩ không ra năm đó vội vàng từ biệt, đúng là hại liên hợp đại quân. Huynh trưởng của mình, nghĩa đệ, đạo lữ sinh tử chưa biết, thẩm lãng trong lòng đau khổ không cam lòng, nếu như bọn hắn có cái gì không hay xảy ra, thẩm lãng đều không thể tha thứ chính mình. Việc cấp bách, là muốn đem bọn hắn cấp cứu ra tới. Thẩm Lãng trong lòng âm thầm thề, nhất định phải khiến cái này đổ Sát Liên Hợp Đại Quân xiển giáo tạp trùng nợ máu trả bằng máu. Đè nén xuống lửa giận trong lồng ngực, Thẩm Lãng tiếp lấy hướng Đối Thiên hỏi thăm một chút tin tức, muốn hỏi đưa ra hắn Liên Hợp Đại Quân đội ngũ ở nơi nào. Đáng tiếc, Đối Thiên những năm này tuyệt không ở trên biển phát hiện cái khác đội ngũ tung tích. Mấy trăm năm nay đến, Đối Thiên mang theo nhóm này Tam Thánh giáo tu sĩ qua lại vào trong biển từng cái hoang đảo, nhân viên tiêu hao nghiêm trọng. Bây giờ cơ bản không địch lại xiển giáo phái ra từng nhánh tuần tra tiểu đội, liền sinh tồn đều đã là 10 phần khó khăn, cũng liền hoàn mỹ phân tâm đi tìm phân tán ở các nơi liên hợp đại quân tu sĩ. Thẩm Lãng không sai biệt lắm minh bạch liên hợp đại quân tình cảnh. Trải qua Cửu Long đảo trận kia ác chiến cùng Đào Vong chi chiến, không khó tưởng tượng đến liên hợp đại quân số lượng đã là 10 không còn một. Cho dù còn còn có bộ phận đội ngũ như đối thiên như vậy đánh du kích chiến. Thẩm Lãng ôm lấy vô cùng trầm thống tâm tình đi ra thạch thất thần niệm tạo động sơn cốc, phát hiện trong sơn cốc gần nửa đếm được tu sĩ đều thân phụ to to nhỏ nhỏ thương tích, thậm chí có không ít tu sĩ tay gãy chân gãy, thân thể tàn tật. Có thể thấy được đối thiên dẫn đầu nhóm này thất thánh cung đội ngũ, những năm này là thế nào đi tới. Thẩm lãng tim như bị đau cắt, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ, giao cho đối thiên, nói đây đều là đỉnh cấp chữa thương đan dược, nhanh phân phát cho thụ thương các tu sĩ phục dụng đi. Đa tả thẩm trưởng lão, đới thiên mắt lộ ra vẻ cảm kích ôm quyền nói không cần cảm ơn ta ta đã không còn mặt mũi cầu đối hợp đại quân thẩm lãng trong lòng thống khổ vạn phần sau lưng bạch vi vi thấy thẩm lãng thống khổ như vậy liền mở miệng khuyên thẩm trưởng lão ngài không nên tự trách chiến đấu chắc chắn sẽ có thương vong liên hợp đại quân cố nhiên tử thương thảm trọng nhưng không ai nguyện ý làm đào binh cho dù bây giờ chỉ còn lại điểm ấy tàn binh nhưng có ngài tại chúng ta vẫn có thể đông sơn tái khởi đợi thời trở lại Chu đầu cũng cảm xúc kích động cao giọng nói ra, không sai. thẩm trưởng lão, chúng ta chờ mong tại ngài dẫn đầu dưới, có thể tập hợp lại, vì huynh đệ đã chết bọn tìm muội báo thù rửa hận. Lời của hai người cổ vũ thầm lãng, thầm lãng bài trừ rơi trong lòng tâm tình tiêu cực, trong mắt nổ bắn ra tinh quang, gần từng chữ một, yên tâm đi, ta chắc chắn để kia xiển giáo nợ máu trả bằng máu. Thẩm lãng từ đối thiên trong tay tiếp quản nhóm này thất thánh cung tu sĩ đội ngũ, trong đội ngũ người bị thương phục dụng chữa thương đan dược về sau, không ra tầm gần nửa canh giờ liền tập thể khôi phục hành động lực. Những cái này thất thánh cung tu sĩ thấy thẩm lãng đại trưởng lão trở về, từng cái kích động tột đỉnh, trong mắt giấy lên đã lâu ngọn lửa hy vọng. Tầm gần nửa canh giờ về sau, thẩm lãng dẫn theo nhóm này thất thánh cung tu sĩ rời đi sơn cốc, đi vào gần biển chỗ. Trước mắt bao người, thẩm lãng tế ra bạch ngân tinh xương cốt châu, thả ra tinh xương cốt châu bên trong bạch kình tòa tinh xương cốt. To lớn bạch kình tòa tinh xương cốt hiển hiện ở trên bầu trời, chiều cao chừng khoa trương trăm vạn trượng, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng kiên cố màu trắng bạc cương giáp, sáng loáng quang tỏa sáng, không thể phá vỡ. Giống, bạch kinh tòa tinh xương cốt ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế chấn thiên, không gian đều tại oanh minh chấn động. Mắt thấy tôn này to lớn vô cùng bạch kinh, chúng thất thánh cung tu sĩ lại là sợ hãi lại là hưng phấn. Không hổ là đại trưởng lão, thế mà có được cường đại như thế linh sùng. Thẩm lãng mệnh lệnh bạch kinh tòa tinh xương cốt mở ra miệng rộng, sau đó mang theo chúng thất thánh cung tu sĩ tiến vào bạch kình tòa tinh xương cốt trong bụng không gian. Bạch kình tòa tinh xương cốt trong bụng không gian bao la vô cùng, dung nạp trăm tỷ người đều không tại lời nói dưới, mà lại gồm cả càn khôn điên đảo trận năng lực, đại la kim tiên trở xuống tu sĩ đưa thân vào đây, nhưng miễn trừ thiên địa pháp tác đối tu vi bình cảnh hạn chế. Oanh, đợi đám người tiến vào bạch kình tòa tinh xương cốt trong bụng không gian về sau, thân hình như cự sơn bạch kình tòa tinh xương cốt đột nhiên xông vào phía dưới nước biển bên trong, cái đuôi lớn vung vẩy, sóng biển ngập trời. Bạch kinh tòa tinh xương cốt ở trong biển lấy một loại nhanh vô cùng tốc độ hướng phía bạo loạn hải vực phương hướng xuyên qua tiến lên. Chương 4438, Khổng Tước Thánh Sử. Bạch kinh tòa tinh xương cốt thân hình cố nhiên khổng lồ chi cực, nhưng tốc độ trên biển so phổ thông đại la kim tiên tốc độ bay còn nhanh hơn 3 phần, dùng để đi biển bắt hải sản đường khá là tiện nhanh. Thẩm Lãng lợi dụng thiên cơ ti nam định vị phương hướng, kết hợp đối thiên đánh giá ra Cửu Long đảo đại khái phương hướng, bạch kình tòa tinh xương cốt chuẩn xác hướng phía bạo loạn hải vực tiến lên. Hắn tính toán rất đơn giản, chính là trước tiến đến bạo loạn hải vực cửu long đảo tìm hiểu tình huống. Nếu như liên hợp đại quân cao tầng thật bị xiển giáo thế lực bắt đi giam giữ, thẩm lãng sẽ ngay lập tức đem liên hợp đại quân các vị cấp cao cấp cứu ra tới. Từ đối thiên trong miệng biết được, chủ đóng ở cửu long đảo bên trên xiển giáo thế lực dù tu sĩ số lượng đông đảo. Nhưng lại lấy huyền cơ đại sư chờ ba tên la thiên thượng tiên cầm đầu, cũng không đại la kim tiên tỏa chấn. Đối bây giờ thẩm lãng mà nói, muốn lấy chỉ là ba tên la thiên thượng tiên, quả thực liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Dưới mắt chỗ nội hải, khoảng cách bạo loạn hải vực không tính đặc biệt xa xôi. Bạch kinh tòa tinh xương cốt ra tốc ở trong biển xuyên qua ba ngày, rốt cục đến bạo loạn hải vực. Toàn bộ bạo loạn hải vực quanh mình đều có rất nhiều tu sĩ tuần tra, vì để tránh cho rút dây động rừng, thẩm lãng tuyệt không xâm nhập hải vực chỗ sâu, chỉ là để bạch kinh tòa tinh xương cốt rừng ở bạo loạn hải vực bên ngoài hắn chuẩn bị một người đơn độc hành động, chủ yếu là lo lắng cho mình như cưỡng ép siết tiến cửu long đảo, ngược lại sẽ làm cho đối phương vò đã mẻ không sợ rơi, trực tiếp uy hiếp được liên hợp đại quân cao tầng tính mạng. Để bảo đảm bị giam giữ liên hợp đại quân các cao tầng an toàn, Thẩm Lãng quyết định chui vào cửu long đảo, trước áp dụng nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Thẩm Lãng một mình rời đi bạch kình tòa tinh xương cốt trong bụng không gian, tùy ý bắt tới một tại bạo loạn hải vực tuần tra tu sĩ, siêu hồn thu hoạch đối phương ký ức bắt tới tên này tuần tra tu sĩ cấp bậc không đủ đối phương chỉ là phụng mệnh chiêu mộ đến bạo loạn hải vực cũng không hiểu biết cửu long đảo tình huống cụ thể thẩm lãng đành phải trước dịch dung thành bộ dáng của đối phương ngụy trang thành xiển giáo tuần tra tu sĩ trà trộn vào bạo loạn trong hải vực cửu long đảo ở vào bạo loạn hải vực đông bộ thẩm lãng một đường hướng đông quả nhiên càng đến gần cửu long đảo khu vực tuần tra tu sĩ càng dày đặc thẩm lãng tại không bị người cảm thấy tình huống dưới lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát một chi tuần tra tiểu đội, trực tiếp siêu hồn tiểu đội trưởng, lần này rốt cục đạt được một chút mấu chốt tin tức. Trăm năm trước cửu long đảo trận đại chiến kia, xiển giáo thế lực đánh tan liên hợp đại quân về sau, hoàn toàn chính xác tù binh không ít cao tầng. Nói là tù binh có chút không ổn, lấy viên vương cửu đầu đại vương tính tình của bọn hắn, tình nguyện chiến tử cũng không nguyện ý bị quân địch bắt đi. Chủ yếu là lúc ấy xiển giáo cắt cử tới hai tên La Thiên Thượng Tiên, am hiểu một loại mười phần đặc biệt tinh thần công kích, liên hợp đại quân một chút cao tầng chúng chiêu sau nhau nhau đánh mất hành động lực, cho nên bị hạ lệnh bắt sống. Đáng tiếc, thẩm lãng tuyệt không siêu hồn đạt được liên hợp đại quân cao tầng bị giam giữ tại nơi nào, giam giữ nơi trốn dường như bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Trừ xiển giáo hai tên La Thiên Thượng Tiên cùng huyền cơ đại sư bên ngoài, không có tu sĩ khác biết được liên hợp đại quân cao tầng đến tột cùng bị giam giữ tại nơi nào. Thẩm lãng sắc mặt âm trầm vô cùng, xem ra muốn làm rõ ràng chân tướng, liền nhất định phải ở trước mặt cùng huyền cơ đại sư rằng co cũng may chuyện này cũng không tính quá phức tạp lấy thẩm lãng bản lĩnh nghĩ trà trộn vào cửu long đảo cũng tìm tới huyền cơ đại sư cũng không phải là việc khó hắn tiếp tục ngụy trang thành tên này tuần tra tiểu đội trưởng tiến vào cửu long đảo toàn bộ cửu long đảo bị một tầng hoa mỹ phật quang bao phủ dường như huyền cơ đại sư bố trí hộ đảo đại trận mấy ngày nay cũng không biết xảy ra chuyện gì cửu long đảo đề phòng đột nhiên xâm nghiêm lên đảo bên ngoài tuần tra tu sĩ đông đảo gần như trải rộng phía tây bát phương không ít tuần tra tu sĩ hoàn thủ cầm xiển giáo đại kỳ, làm cho giống như là tại cử hành cái gì nghi thức đồng dạng. Thẩm lãng trong lòng hiếu kỳ, liền tùy ý hỏi thăm về một đầu chọc tuần tra tu sĩ, vị này đạo hiếu, gần đây cửu long đảo đề phòng vì sao đột nhiên xâm nghiêm lên, có phải là xảy ra chuyện gì rồi. Tên kia đầu chọc tu sĩ có chút kinh ngạc nhìn thẩm lãng một chút, hỏi ngược lại, đạo hiếu hẳn là mới vừa từ đảo ngoại hải vực tuần tra trở về a thẩm lãng vội vàng ôm quyền đáp a tại hạ đích thật là vừa mới tại bạo loạn hải vực chấp hành xong tuần tra nhiệm vụ trở về nhiều ngày chưa nhận được tin tức không biết trong đảo xảy ra chuyện gì mới mẻ sự tình đầu chọc tu sĩ sờ sờ mũi nói ra đạo hữu có chỗ không biết đại khái ngay tại trong mấy ngày nay thiên mục tiên vực khổng tước thánh sử sẽ đến cửu long đảo chính bởi vì cái này nguyên nhân gần đây đảo bên ngoài tuần tra tu sĩ mới biến nhiều hơn nói chung cũng là tại vì nghinh đón khổng tước thánh sử chuẩn bị sẵn sàng mai kia trong đảo ba vị thống lĩnh sẽ đích thân hiện thân nghênh đón khổng tước thánh sử đến lúc đó trong đảo bên ngoài tất cả tu sĩ đều có thể thấy khổng tước thánh sử phong thái có thể được thấy thánh sử đại nhân tôn nhan cũng coi là ta chờ vinh hạnh đề cập cái này khổng tước thánh sử lúc đầu chọc tu sĩ mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái thì ra là thế thẩm lãng khẽ gật đầu sắc mặt lại trở nên có chút khó coi cái này khổng tước thánh sử thẩm lãng cũng có nghe thấy căn cứ lúc trước siêu hồn đạt được tin tức từ xiển giáo thay thế tam thánh giáo về sau, xiển giáo liền ủy nhiệm một vị tên là khổng tước thánh sử tu sĩ quản hạt thiên mục tiên vực. Nghe nói, cái này khổng tước thánh sử có đại la kim tiên cường đại tu vi, chỉ phí mấy trăm năm thời gian liền bình định thiên mục tiên vực tất cả nội loạn. Hiện nay, lưu tại thiên mục tiên vực tu sĩ tất cả đều bị phá quy thuận tại xiển giáo, những cái kia không phục kẻ áp bách, đều bị khổng tước thánh sử hạ lệnh quét sạch chu diệt. Bao quát cái này liên hợp đại quân tàn đảng, cũng là khổng tước thánh sử hạ lệnh quét sạch mục tiêu. Từ khổng tước thánh sử quản hạt thiên mục tiên vực về sau, hết thảy tại thiên mục tiên vực trồng tám khỏa thông thiên thánh mục, gần như móc sạch thiên mục tiên vực tất cả tài nguyên. Bây giờ đất liền tài nguyên khô kiệt, mảng lớn thổ địa biến thành sa mạc, không cách nào tiếp tục trồng thực thông thiên thánh mục, khổng tước thánh sử liền đem ánh mắt đặt ở trên hải đảo. Thiên nguyên Hải duy nhất thích hợp làm trồng thông thiên thánh mục hải đảo, nói chung cũng chỉ có Cửu Long đảo. Cửu Long đảo cũng thuận lý thành trương bị Khổng Tước Thánh Sử chọn làm trồng thứ 9 quả thông thiên thánh mục sân bãi chính là bởi vì cửu long đảo được tuyển chọn cho nên trăm năm trước khổng tước thánh sử đặc biệt hướng bạo loạn hải vực điều động một nhóm chiến lực mạnh hơn tu sĩ đại quân cùng hai tên la thiên thượng tiên thống lĩnh giúp huyền cơ đại sư thống lĩnh thế lực đánh bại thủ vững cửu long đảo bản thổ thế lực cùng liên hợp đại quân có thể nói cái này khổng tước thánh sử là thu nhận liên hợp đại quân bị đánh bại nhân vật mấu chốt lần này khổng tước thánh sử hẳn là sẽ tự mình tọa chấn cửu long đảo một thời gian giám sát chồng thông thiên thánh mộc thành lập thủ hộ thánh điện chúng ta những cái này lệ thuộc vào cửu long đảo xiển giáo đệ tử đoán chừng rất nhanh liền có thể có chính thức biên chế đầu chọc tu sĩ mặt lộ vẻ ý cười đúng vậy a à, thẩm lãng ngoài miệng trả lời một câu nhưng trong lòng treo lên tính toán nhỏ nhặt đã cái này khổng tước thánh sử là quản hạt thiên mộc tiên vực người đứng đầu thẩm lãng suy nghĩ vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem nó chu diệt đánh chết ngăn cản đối phương chồng thông thiên thánh mộc cũng có thể biến tướng chỉ hoãn phỏng chế bản chu thiên tinh đấu đại trận thời gian kiến tạo chương 4439, dẫn dụ mắc câu. Tại kia khổng tước thánh sử đến cửu long đảo trước đó, thẩm lãng cũng không tính rút dây động rừng, lựa chọn trước trà trộn vào cửu long đảo bên trong âm thầm tìm hiểu tin tức, một bên siêu tập tình báo, một bên chờ đợi khổng tước thánh sử đến. Không thể không nói, cái này cửu long đảo phòng ngự biện pháp làm được 10 phần không sai. Thẩm lãng ngụy trang thành tuần tra trở về tu sĩ, tiến vào cửu long đảo bên trong cần rất nhiều nghiệm minh thân phận trình tự, thậm chí liền nhẫn chứa đổ đều muốn kiểm tra. Đương nhiên, loại trình độ này kiểm tra không làm khó được thẩm lãng. Thẩm lãng lợi dụng tu la thánh đồng huyến hình năng lực, tùy tiện giấu hỗn qua ải. Ẩn núp tiến trong đảo, thẩm lãng âm thầm giải quyết mấy tên đưa tin tu sĩ, siêu hồn đạt được một chút manh mối trọng yếu. Năm đó cửu long đảo chi chiến bên trong, tù binh liên hợp đại quân cao tầng chính là huyền cơ đại sư ý nghĩ. Huyền cơ đại sư tự mình đem những cái này liên hợp đại quân cao tầng giam giữ tại tùy thân mang theo không gian tiên bảo bên trong. Thẩm lãng nhiều mặt kiểm chứng, cuối cùng cuối cùng là siêu hồn đến một người chứng kiến người chứng kiến kia tại năm đó đại chiến kết thúc sau tận mắt nhìn thấy huyền cơ đại sư thôi động cái nào đó tháp hình tiên bảo đem viên vương cửu đầu đại vương cùng đông đảo liên hợp đại quân thống lĩnh giam giữ tại bảo tháp bên trong bởi vì nên tiên bảo bị huyền cơ đại sư tùy thân mang theo cho nên không có tu sĩ khác có thể tiếp xúc đến giam giữ liên hợp đại quân cao tầng thẩm lãng âm thầm phân tích lên huyền cơ đại sư động cơ đại khái có thể đoán được cái này lão lừa chọc là nghĩ lấy viên vương hạ san nhi đám người tính mạng làm áp chế đến mức bách mình hiện thân này con lừa chọc sở dĩ đối với mình cố chấp như thế chỉ sợ vẫn là ngấp nghé trong cơ thể mình của phật phiến đá năm đó thẩm lãng tại linh sơn hóa linh trì bên trong hấp thu linh sơn thứ nhất trí bảo cổ phật phiến đá để huyền cơ đại sư ghen ghét không thôi chỉ sợ những năm này vẫn luôn nhớ thẩm lãng trong cơ thể cổ phật phiến đá phân tích ra cái kết luận này về sau thẩm lãng ngược lại thở dài một hơi đã cái này huyền cơ con lừa chọc nghĩ lấy giam giữ viên vương đám người phương thức bức bách mình hiện thân nhưng gián tiếp chứng minh viên vương bọn hắn hẳn là còn bình yên vô sự tại mình hiện thân trước đó huyền cơ con lừa chọc không đến mức sẽ giết con tin nhắc tới cũng là buồn cười huyền cơ đại sư tự giác tu thành la thiên thượng tiên về sau cầm xuống thẩm lãng chẳng qua chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi lại không biết thẩm lãng không đến thời gian ngàn năm đã tấn thăng đến đại la kim tiên thẩm lãng không kịp chờ đợi muốn làm chết huyền cơ con lừa chọc nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, quyết định chờ kia khổng tước thánh sử hiện thân sau lại một mẻ hốt gọn, dù sao cũng không kém cái này một hai ngày thời gian. Chịu hai ngày về sau, rốt cục có động tính, cửu long đảo từ trên xuống dưới răng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, làm một cái tối cao quy cách nghi thức hoan nghênh, đường hẻm hoan nghênh khổng tước thánh sử đến đây cửu long đảo thị sát. Huyền cơ đại sư cùng hai gã khác là thiên thượng tiên mang theo trong đảo tất cả tu sĩ, sớm nửa ngày tại đảo bên ngoài nghênh đón khổng tước thánh sử nghênh đón khổng tước thánh sử tu sĩ đội ngũ minh mông cuồn cuộn chừng chục tỷ người phô trương cực lớn thẩm lãng xen lẫn trong trong đám người đợi đến giữa trưa danh xưng thiên mục tiên vực chi chủ tên kia khổng tước thánh sử cuối cùng là hiện thân đảo bên ngoài chân trời đột một thoáng hiện lên một đạo ngũ thải hà quang ngay sau đó hiển lộ ra một tòa cự hình bảo xa bảo xa giống như một tòa lầu cát rộng lớn tản ra hoa lệ ánh sáng bảy màu choáng bảo xa chính giữa bảy biện một chiếc giường mềm trên giường êm ngồi ngay thẳng một người khoác thất thải vũ y yêu dị nam tử làn da tái nhợt vô cùng mắt phượng mây lông mày lông mày nhỏ nhắn môi đỏ nhãn ảnh khí chất âm nhu không tưởng nổi có điểm giống nhân yêu bảo xa bên trên còn có một đám người xuyên hoa lệ váy áo nữ tử ngay tại tấu nhạc ca múa tựa như tiếng trời ngay phía trước chín cái ngũ sắc khổng tước khí linh kéo động lên bảo xa nhanh chóng hướng phía cửu long đảo lái tới những nơi đi qua hào quang vạn trượng có chút đáng chú ý cung nghênh khổng tước thánh sử mắt thấy bảo sa lái tới cầm đầu huyền cơ đại sư cùng hai gã khác la thiên thượng tiên thống lĩnh lúc này cúi đầu lễ bái bái kiến khổng tước thánh sử gần chục tỷ tu sĩ đại quân nhao nhao không người quỳ xuống đi lên đại lễ thẩm lãng chỉ là thoáng cúi thấp người đánh giá đến bảo sa bên trên tên kia khổng tước thánh sử một chút liền có thể nhìn ra người này có đại la kim tiên sơ kỳ tu vi mà lại toàn thân ngưng tụ tinh thần chi lực xem ra cũng là bị xiển giáo cưỡng ép cải tạo tròng sao sứ đồ Người này tuy là đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng khí thức muốn so đế thiên cùng hề phong ba tên bạch ngân tinh sứ tùy tùng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng hẳn là bài danh phía trên bạch ngân tinh sứ. Không bao lâu, bảo Sa liền đã đi tới tu sĩ đại quân trước. Các ngươi ai là huyền cơ? Khổng tước thánh sử mở miệng hỏi, thanh âm dù âm nhu vô cùng, nhưng lại phóng xuất ra một cỗ khó nói lên lời tuyệt cường uy áp cảm giác, bách lực mười phần. Hồi khổng tước thánh sử, lão nạp chính là huyền cơ. Huyền cơ đại sư cung cung kính kính ôm quyền nói, thần sắc có chút khẩn trương. Mặc dù đã sớm biết khổng tước thánh sử thay thế tử ảnh tiếp quản thiên mục tiên vực, nhưng huyền cơ đại sư còn chưa hề cùng cái này khổng tước thánh sử liên hệ, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Khổng tước thánh sử liếc mắt huyền cơ đại sư, nghe nói là người dẫn đầu đánh hạ cửu long đảo, đánh bại thiên mục tiên vực tặc quân. Huyền cơ đại sư cẩn thận từng ly từng tí nói, lão nạp thủ thánh giáo ân trạch mới có bây giờ tu vi tạo hóa, tự nhiên quy tâm vô thánh giáo, một lòng vì thánh giáo diệt trừ gian tà. Không thể không nói, huyền cơ đại sư liếm công được, nghe lão này con lừa chọc a du nịnh hót ngữ điệu, thẩm lãng liên tục buồn nôn. Cái này lão lừa chọc vì bản thân tư dục, có thể buồn nôn đến tình trạng như thế, quả thực để thẩm lãng lửa giận bên trên vọt. Sớm biết như thế, lúc trước mình liều chết đều muốn giết cái này lão lừa chọc, nếu không cũng không đến nỗi để liên hợp đại quân được đại nạn này. Khổng tước thánh sử thấy huyền cơ đại sư như thế thức thời, hài lòng nhẹ gật đầu, rất tốt có thể thay thánh giáo diệt trừ tặc quân, các ngươi xem như công lao không nhỏ. Bản thánh làm lúc trước liền nhận được tin tức, thiên mục tiên vực đám kia tặc quân mấy cái đầu mục, cùng thiên tuyển giả thẩm lãng từng có mật thiết liên hệ. Nghe nói người tại trước đó đại chiến bên trong, bắt sống không ít tặc quân đầu mục, nhưng có việc này. Không tước thánh sử lời nói xoay chuyển, truyền âm hỏi thăm về huyền cơ đại sư. Huyền cơ đại sư không dám giấu giếm, đành phải truyền âm báo cáo thật có việc này. Lão nạp lúc trước xuất thánh giáo đại quân tiến đánh cửu long đảo thời điểm, thẩm lãng kia tặc tử liền đã rời đi cửu long đảo. Lão nạp biết rõ cái này tặc tử đối thánh giáo tầm quan trọng, phối hợp hai vị thánh giáo đạo hiếu, đem cùng thẩm lãng quan hệ mật thiết tặc quân đầu mục hết thảy bắt sống giam giữ. Bọn này tặc quân đầu mục bên trong, đã có thẩm lãng kia tặc tử huynh đệ kết nghĩa, cũng có đạo lữ của hắn vân vân. Lão nạp cảm thấy, có thể dùng cái này làm áp chế, dẫn dụ này tặc tử mắc câu huyền cơ đại sư mặt mày hớn hở truyền âm nói. Lời này mới ra, khổng tước thánh sử nhìn huyền cơ đại sư càng phát ra thuận mắt, gật đầu nói, ngươi làm nhiều tốt. Có thể bắt sống một chút cùng thiên tuyển giả quan hệ mật thiết người, ngược lại là một loại thủ đoạn. Thân là quản hạt thiên mục tiên vực siển giáo cao tầng, khổng tước thánh sử tiếp vào siển giáo đưa tin tu sĩ gửi tới liên quan tới thẩm lãng một chút tin tức, bao quát hoàng ảnh. Đế thiên tuần tự bị thiên tuyển giả chu diệt đánh chết tin tức gần đây cũng đều truyền đến trong tai của hắn dù không biết ngày này chọn người là lấy loại thủ đoạn nào diệt sát hoàng ảnh cùng đế thiên bọn người nhưng không thể không thừa nhận thiên tuyển giả đã là thánh giáo duy nhất cái đinh trong mắt cái gai trong thịt